Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 187. Không chỉ Lâm Nho biểu tình vẻ kinh ngạc, si ngốc nhìn về phía trước. Bên cạnh hắn hai cái hạ phẩm thánh tôn cường giả, cũng là kinh ngạc không thôi, thậm chí toàn thân đều đang run rẩy lấy, tựa như gặp quỷ sống một dạng. Bọn họ không có truy sát Tiêu Phàm, cũng không để ý đến Tiêu Phàm bọn họ rời đi, thậm chí tâm tư đều không ở Tiêu Phàm trên người. Bọn hắn ánh mắt, tất cả đều rơi vào phía trước một cái làn da hiện lên lục sắc, người khoác hắc sắc chiến giáp nam tử trên người, con người đều đang kịch liệt co rút lại. Liễu Lăng Ma Tôn, cái kia gọi Lâm Duyên Bình hạ phẩm thánh tôn, run rẩy nói ra mấy chữ. Liễu Lăng Ma Tôn, Lâm Nho đám người nghe nói như thế, không khỏi hít một hơi lạnh, hai chân có chút đứng không vững, kém chút tê liệt trên mặt đất. Liễu Lăng Ma Tôn, Tam Tinh Ma Tôn, Lưu Ly Tịnh Thổ người, người nào không biết, người nào không hiểu. Nhưng giờ phút này, người này vậy mà xuất hiện ở đây, cái này khiến đám người làm sao không e ngại. Liễu Lăng Ma Tôn, đây là ta Lâm gia. Lâm Nho dù sao cũng là Lâm gia thiên tài, rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh, mặt âm trầm nhìn xem đối diện Liễu Lăng Ma Tôn. Hắn muốn nói, nơi này là Lâm gia địa bàn. Nhưng lời còn chưa dứt, Lâm Nho liền bị một mực bàn tay nắm được. Sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng, trong mắt đều kém chút bạo đi ra, trong miệng phát ra từng đợt ô ô tiếng kêu thảm thiết. Lâm gia, Liễu Lăng Ma Tôn khịt mũi coi thường, dùng thiên hoang ngôn ngữ nói, giết con ta thời điểm, người có từng nghĩ tới chết ở bản tôn trong tay. Liễu Lăng Ma Tôn ngữ khí rất lạnh, sát ý hừng hực hết sức, nhiệt độ chung quanh đều xuống giảm mấy độ. Nghe được Liễu Lăng Ma Tôn lời nói, Lâm Nho trong lòng không rõ kinh ngạc, ta lúc nào giết người con trai. Nhưng hắn căn bản nói không ra lời, liền hô hấp đều có chút khó khăn. Liễu Lăng Ma Tôn, thả ra thiếu chủ, ta Lâm gia lửa giận, ngươi không chịu đựng nổi. Lâm Duyên Bình tức giận nói. Ở Lưu Ly Tịnh Thổ, Lâm gia thực lực không yếu, cũng có thượng phẩm thánh tôn tọa chấn, có thể không e ngại Liễu Lăng Ma Tôn. Đương nhiên, Lâm gia không e ngại, cũng không đại biểu bọn họ những người này cũng không e ngại. Liễu Lăng Ma Tôn muốn giết người. Lâm gia cũng nước xa không cứu được lửa gần. Dùng Lâm gia đến uy hiếp bản tôn, Liễu Lăng Ma Tôn khinh thường, chỉ một thoáng, hắn bấm Lâm Nho cổ tay hơi hơi dùng sức, Lâm Nho đầu trong nháy mắt nổ tung. Cùng lúc đó, Lâm Nho linh hồn muốn thừa cơ đào tẩu, có thể Liễu Lăng Ma Tôn lại há sẽ bỏ qua hắn. Hắn còn đang lửa giận sông não đây, còn độc nhất chết rồi, liền chết ở cái này Lâm Nho trong tay, nếu như thế này tùy tiện giết hắn. Vậy cũng lợi cho hắn quá rồi. Liễu Lăng Ma Tôn cử động, cũng hù dọa Lâm Duyên Bình cùng một cái khác hạ phẩm thánh tôn cường giả, bọn họ biết rõ Liễu Lăng Ma Tôn cường thế cùng bá đạo. Lâm gia mặc dù ở Liễu Lăng tịnh thổ thực lực không yếu, thậm chí có thể đưa đến chấn nhiếp tác dụng, nhưng là uy hiếp không được Liễu Lăng Ma Tôn. Phải biết, Liễu Lăng tịnh thổ thế nhưng là có bốn cái tam tinh ma tôn, cùng một cái tứ tinh ma tôn tọa chấn. Cho dù là Lâm gia, cũng không dám cùng bọn hắn liều mạng. Huống chi, Lâm gia cũng sẽ không diệt Lưu Ly tịnh thổ, bọn họ từ nơi này, thế nhưng là có thể thu hoạch vô số tài nguyên, ai sẽ tự tay hủy đi của cải của chính mình đây? Liễu Lăng Ma Tôn, còn mời thả thiếu chủ, có chuyện gì, chúng ta ngồi xuống nói làm sao? Lâm Duyên Bình trầm giọng nói, hắn hiện tại chỉ muốn bảo trụ Lâm Nho. Lâm Nho ở Lâm gia đông đảo thiên tài bên trong không tính là gì. Nhưng hắn bất kể như thế nào cũng là Lâm gia dòng chính đệ tử, một khi chết rồi, bọn họ những cái này con em dòng thứ, coi như phải xui xẻo. Hừ, không có gì để nói, các ngươi đều phải chết. Liễu Lăng Ma Tôn hét giận dữ một tiếng. Mối thù giết con, như thế nào dễ dàng như vậy liền có thể phát tiết xong. Lâm Nho vẻ mặt hoảng hốt, có thể căn bản không tránh thoát được Liễu Lăng Ma Tôn bàn tay, đừng nói hắn hiện tại chỉ là bán bộ thánh tôn cảnh. Dù cho hắn là chân chính hạ phẩm thánh tôn, cái kia cũng không khả năng là Liễu Lăng Ma Tôn đối thủ. Sau một khắc, chỉ thấy Liễu Lăng Ma Tôn há miệng vừa nuốt, trực tiếp đem Lâm Nho linh hồn cho nuốt vào trong bụng. Đến đây, Lâm Nho chết thảm, Lâm Nho nằm mơ đều không nghĩ đến, bản thân vậy mà lại chết uất ức như thế. Hắn rõ ràng là muốn giết chết Tiêu Phàm A, làm sao đột nhiên liền toát ra một cái Liễu Lăng Ma Tôn đây. Chí tử hắn đều sẽ không nghĩ tới, Liễu Lăng Ma Tôn sở dĩ giết hắn, là bởi vì Tiêu Phàm tính toán.
Lâm Duyên Bình nhìn thấy Lâm Nho bị nuốt, biểu tình vẻ sợ hãi, xoay người bỏ chạy. Muốn chạy trốn, Liễu Lăng Ma Tôn cười lạnh, hắn đường đường tam tinh Ma Tôn, nếu như để những người này trốn, đây chẳng phải là thật mất mặt. Nếu như Lâm Nho nghe đến lời này, cố ý phiền muộn hơn thổ huyết. Hắn vừa mới còn cùng Tiêu Phàm nói lời này, chuẩn bị đến một trận diều hâu bắt tiểu kê trò chơi. Nhưng ai sẽ nghĩ đến, trong nháy mắt, câu nói này liền rơi vào trên đầu của hắn linh nghiệm. Không thể không nói, đây là một loại cực lớn châm chọc. Mà lúc này, Liễu Lăng Ma Tôn hai cái ma trưởng dò ra, Lâm Duyên Bình cùng một cái khác hạ phẩm thánh tôn, giống như hai con gà tử đồng dạng, bị hắn chộp trong tay, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Thực lực cách xa, ngày đêm khác biệt, ba thành bản nguyên chi lực, cùng một thành bản nguyên chi lực, căn bản không phải một cái cấp độ, xa xa không chỉ gấp ba chênh lệch. Về phần những cái kia thánh đế cảnh lâm gia tu sĩ, càng không khả năng chạy trốn, tất cả đều bị Liễu Lăng Ma Tôn nuốt vào trong bụng. Nhưng mà, Liễu Lăng Ma Tôn trên mặt vẻ giận dữ không giảm mảy may, Lâm Nho mặc dù chết rồi, nhưng còn không đủ để hắn phát tiết lửa giận trong lòng. Ngay sau đó, hắn ánh mắt đột nhiên nhìn phía Thiên Hoang Lưu Ly Thành vị trí. Đạp chân xuống, Khôi Ngô Ma Thân trực tiếp hướng về Thiên Hoang Lưu Ly Thành vị trí kích xạ đi. Hắn không chỉ có muốn tiến công Lưu Ly Thành, dọc theo đường gặp Thiên Hoang tu sĩ, hắn một cái cũng sẽ không buông qua, toàn bộ đều phải giết chết. Lại nói Tiêu Phàm cùng Cửu U Ma Toan hai người thiêu đốt khí huyết đào tẩu, đây cơ hồ là hai người tốc độ cực hạn. Bất quá, hai người đang chạy ra hơn vạn dặm về sau liền ngừng lại, thật sự là loại này thiêu đốt khí huyết thủ đoạn, quá thương thân thể, dù cho Tiêu Phàm bọn họ cũng không quá chịu được. Tiểu tử, vừa rồi tại sao ta cảm giác đến khí tức tử vong, cái kia là chuyện gì xảy ra? Cửu U Ma Toan há mồm thở dốc, một bộ chết rồi quãng đời còn lại bộ dáng. Tam tinh Ma Tôn, Tiêu Phàm thở sâu, sắc mặt của hắn vô cùng nhợt nhạt. Ngay sau đó lấy ra một chút cực phẩm nguyên tinh, vận chuyển vô tận chiến điển cùng ba cái nguyên tuyền, khôi phục nhanh chóng nguyên lực. Tam tinh Ma Tôn, Cửu U Ma Toan nhìn không được hít một hơi lạnh, trợn to hai mắt nhìn xem Tiêu Phàm. Người nha, lúc nào chọc giận tam tinh Ma Tôn, không muốn sống sao? Nếu là đỉnh phong thời kỳ, cái gì tam tinh Ma Tôn, hắn một bàn tay liền có thể chụp chết. Nhưng hiện tại, cho dù là nhất tinh Ma Tôn, hắn đều phải thận trọng đối đãi. Còn nhớ rõ cái kia Liễu Khuyết sao? Tiêu Phàm phòng bị hướng về hậu phương, ngay sau đó đem mấy ngày nay sự tình đơn giản cùng Cửu U Ma Toan giải thích một lần. Cửu U Ma Toan như nhìn quái vật nhìn xem Tiêu Phàm, nói tiểu tử, người lợi hại, ác đối với người khác, đối với mình cũng ác. Hiện tại, Lâm Nho bọn họ phải chết a. Tiêu Phàm cười nhạo một tiếng, trong mắt hiện lên bóng loáng. Nếu như tam tinh Ma Tôn đều không thể giết chết Lâm Nho, cái kia Tiêu Phàm thật vẫn không lời có thể nói. Oanh, chỉ là, vừa dứt lời, một cỗ siêu tuyệt khí tức hướng về bọn họ vị trí cuốn tới, Tiêu Phàm sắc mặt hoàn toàn thay đổi, kinh hãi nói, không thể nào. Ầm ầm, thiên địa lay động, trận trận tiếng ầm ầm cuốn tới, đinh tai nhức óc. Tiêu Phàm cùng Cửu U Ma Toan sắc mặt hai người trắng bạch, nhìn chằm chằm nơi xa, lộ ra một bộ kiên quyết, dường như tử vong đang hướng bọn họ vẫy tay. Vẻn vẹn thời gian hô hấp, một điểm đen xuất hiện ở hai người tầm mắt bên trong, sau đó nhanh chóng phóng đại. Liễu Lăng Ma Tôn, Tiêu Phàm liếc mắt một cái liền nhận ra người tới, chỉ là hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, Liễu Lăng Ma Tôn thậm chí ngay cả bọn họ đều không buông tha. Lâm Nho không phải đã chết rồi sao? Người Liễu Lăng Ma Tôn báo thù a, vì sao còn phải đuổi tới? Chẳng lẽ liền Lưu Ly Thành ngươi đều không muốn buông tha sao? Tiêu Phàm cùng Cửu U Ma Toan hai người không kịp nghĩ nhiều, xoay người bỏ chạy. Ở Tam Tinh Ma Tôn trước mặt, hai người cơ bản không có bất cứ hy vọng nào. Chơi lớn rồi, Tiêu Phàm nội tâm giống to, khó trách Tử Thiên Y cho bọn hắn tính quẻ tượng bên trong, có người vô cùng có khả năng muốn chết. Hắn và Cửu U Ma Toan đầu tiên là ở truyền tống trận bên trong xuất hiện ngoài ý muốn. May mắn trốn qua một kiếp, mà bây giờ lại đụng tới tam tinh Ma Tôn truy sát, không chết cũng khó. Quẻ tượng muốn biến thành thật. Phốc phốc, Tiêu Phàm cùng Cửu U Ma Toan vừa mới chạy ra 1000 dặm, liền bị một cỗ khí thế mạnh mẽ tung bay, trong miệng máu tươi cuồng phún, vỡ nát không ít tảng phủ, thịt mạt bay tứ tung.
Thánh đế cảnh cùng tam tinh ma tôn ở giữa chênh lệch quá lớn. Hoàn toàn nhất thiên nhất địa, không thể vượt qua cái hào rộng. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là khí thế mà thôi, nếu là đối phương ra tay toàn lực, hai người đoán chừng liền không chỉ là thụ thương đơn giản như vậy, đoán chừng đã sớm chết. Hai người trọng trọng nện ở giữa rừng núi, bốn phía bụi đất tung bay, có thể bất tử, đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Nha, bản tôn vậy mà phải chết ở chỗ này, cửu u lão ma, lão tử hận ngươi. Cửu u ma toan thấp giọng giận mắng. Hắn đường đường cửu u ma toan, thần thú bảng xếp hạng đệ bát thần thú, đỉnh phong thời kỳ, đó cũng là bế nghĩa thiên hạ, quát tháo thiên hạ nhân vật A. Hôm nay, lại muốn chết ở một cái tam tinh ma tôn trong tay, đây là biết bao thật đáng buồn. Tiêu Phàm cũng là vẻ mặt đau thương, bản thân lần này thật chơi đùa hỏng rồi. Bất quá, hắn không có hối hận, Lâm Nho muốn giết hắn, hắn cũng sẽ không bỏ qua Lâm Nho, mà hắn lại không dám trực tiếp giết Lâm Nho, chỉ có thể dùng loại biện pháp này. Chỉ là hắn quên rồi, dị ma cùng thiên hoang tu sĩ chính là tử địch, cho dù có thể lợi dụng, nhưng cũng không thể đứng ở cùng một trận chiến tuyến thượng, càng thêm không có thể trở thành bằng hữu. Đối phương giết Lâm Nho về sau, cũng đồng dạng sẽ diệt đi nhìn thấy mặt khác thiên hoang tu sĩ. Hôm nay nếu không chết, Tiêu Phàm trong lòng than nhẹ. Chỉ là lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì. Liễu Lăng Ma Tôn cách bọn họ gần như vậy, dựa theo lẽ thường mà nói, đã giết đi lên A, tại sao lâu như thế còn không có động thủ đây? Hắn có thể đủ nhanh như vậy đuổi theo, nghĩ đến giết chết Lâm Nho bọn họ thời điểm, căn bản không có lãng phí thời gian nào mới đúng. Oanh, đột nhiên, chân trời một tiếng nổ vang truyền đến. Trong nháy mắt hấp dẫn Tiêu Phàm lực chú ý, từng đạo ánh đao màu đỏ ngòm tại hư không nở rộ, lăng lệ đến cực điểm, thiên địa đều rất giống bị cắt bể. Đao quang một đạo tiếp lấy một đạo, hung mãnh hết sức, Tiêu Phàm gặp qua không ít dùng đao cao thủ, nhưng trước mắt cái này, tuyệt đối là hắn gặp qua mạnh nhất đao khách. Tiêu Phàm cũng coi là đao kiếm tinh thông người, nhưng trước mắt đao pháp, lại lớn khéo léo nếu công việc, không có bất kỳ cái gì mánh khóe, lại uy lực vô tận. Hiển nhiên, có người ngăn cản Liễu Lăng Ma Tôn. Tiêu Phàm chật vật đứng dậy, cửu u ma toan run run rẩy rẩy đi tới, hắn thương thế so Tiêu Phàm còn nặng hơn, nhìn qua càng thêm chật vật. Dù sao Tiêu Phàm thế nhưng là khí số nhập thể, mặc dù còn không có luyện thành chân chính vô thượng kim thân, nhưng là so phần lớn người nhục thân hiếu thắng, dù cho bình thường hạ phẩm thánh tôn cũng vô pháp so sánh với hắn. Đây chính là thượng phẩm thánh tôn thực lực, quả nhiên cường hãn. Tiêu Phàm khe khẽ thở dài, trong lòng đối thực lực tràn đầy khát vọng. Cường đại cái rắm, lão tử nếu như khôi phục thực lực, một hơi thổi chết hắn. Cửu U Ma Toan vẻ mặt phẫn nộ, hận không thể đem Lăng Ma Tôn phanh thây xé xác. Đồng thời, hắn nội tâm cũng hận thấu Cửu U Ma Chủ, nếu như không phải Cửu U Ma Chủ, hắn há lại sẽ lưu lạc đến bây giờ cấp độ. Thổi chết hắn, Tiêu Phàm khịt mũi coi thường, ngay sau đó chỉ trên trời nói, ngươi xem. Có ngưu bay ở trên trời. Cửu U Ma Toan vẻ mặt lúng túng, nhưng hắn lại không cách nào phản bác. Không đợi hắn phản ứng, Tiêu Phàm nắm lấy hắn liền hướng phía trước cổ lâm bỏ chạy, có người ngăn cản Liễu Lăng Ma Tôn, giờ phút này không trốn, chờ đến khi nào đây? Hai người một hơi chạy ra một hai ngàn dặm, nhưng mà động tĩnh nơi xa đã đinh tai nhức óc. Là ai ngăn cản Liễu Lăng Ma Tôn? Cửu U Ma Toan cũng có chút hiếu kỳ, muốn xem xét rốt cuộc. Đi lên xem một chút chẳng phải sẽ biết, Tiêu Phàm đạp không mà lên, trong nháy mắt xuất hiện ở không trung. Chạy ra hai ngàn dặm, coi như Liễu Lăng Ma Tôn muốn giết bọn họ, Tiêu Phàm cũng có nắm chắc đào tẩu, khởi động một cái truyền tống ngọc bàn, căn bản không dùng đến thời gian hô hấp. Đám mây phía trên, Tiêu Phàm cùng cửu U Ma Toan ngắm nhìn về phía chân trời cuối cùng, nơi đó, hai đạo bóng người giết vào vực ngoại tinh không, giống như hai tia chớp tại hư không điên cuồng va chạm. Một đỏ, một lục. Đỏ giống như máu nhuộm, lộ ra vô tận đao khí, dù cho lưu ly tịnh thổ hư không củng cố tính đâu không chịu nổi uy áp của bọn họ, bắt đầu nhao nhao băng tán. Lấy Tiêu Phàm bọn hắn nhãn lực, miễn cưỡng có thể đủ nhìn thấy hai đạo thân ảnh kia là người phương nào. Một người trong đó là Liễu Lăng Ma Tôn không thể nghi ngờ, nhưng mà Tiêu Phàm bọn họ càng hiếu kỳ một bóng người khác, đối phương vừa mới ngăn lại Liễu Lăng Ma Tôn. Thế nhưng là tương đương với cứu bọn họ một mạng. Nhưng mà,
làm Tiêu Phàm cùng Cửu U Ma Toàn ánh mắt rơi vào một đạo khắc hỏa bóng người màu đỏ bên trên lúc, không khỏi con ngươi co rụt lại, trên mặt đều là vẻ kinh hãi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Là nàng, Cửu U Ma Toàn lên tiếng kinh hô. Trúc Hồng Tuyết, Tiêu Phàm cũng khó có thể bình tĩnh. Ngăn lại Liễu Lăng Ma Tôn không phải người khác, chính là đoạn thời gian trước từ trong tay bọn họ cứu Lâm Nho một mạng Trúc Hồng Tuyết. Lâm Nho bị Trúc Hồng Tuyết cứu, ngược lại đối Trúc Hồng Tuyết la hét om sòm, mà Trúc Hồng Tuyết lại tựa như không nghe thấy đồng dạng, cái này khiến Tiêu Phàm bọn họ 10 điểm không hiểu. Bọn họ biết rõ Trúc Hồng Tuyết rất mạnh, hẳn là hạ phẩm thánh tôn bên trong tuyệt thế thiên tài. Mà bây giờ, bọn họ phát hiện đánh giá quá thấp Trúc Hồng Tuyết. Trúc Hồng Tuyết tu vi, vẫn như cũ chỉ là hạ phẩm thánh tôn, nhưng mà nàng bùng nổ thực lực, lại là để thượng phẩm thánh tôn đều sợ hãi không thôi. Một chuôi quỷ đầu đao giống như có trí tuệ, linh động hết sức, sát phạt chi khí càng là dị thường lăng lệ, giết đối diện Liễu Lăng Ma Tôn liên tục bại lui. Tuyệt mỹ dung nhan, bá đạo quỷ đầu đao, tuyệt thế vô song thực lực, những cái này, nếu như xuất hiện ở mấy người trên người, Tiêu Phàm không hề cảm thấy có cái gì. Nhưng những vật này, vậy mà toàn bộ ngưng tụ ở cùng trên người một người, cái này cũng có chút biến thái. Dung động, thiên kiêu vô song. Tiêu Phàm đã không biết dùng cái gì từ để hình dung cái kia tuyệt thế thiên kiêu Trúc Hồng Tuyết, hắn mặc dù có thể ở thánh đế cảnh vượt qua hai cái tiểu cảnh giới chiến đấu, nhưng ở thánh tôn cảnh, hắn cũng nói không chính xác. Nhưng Trúc Hồng Tuyết làm được, hơn nữa làm phi thường tốt, tam tinh ma tôn đều bị hắn đè lên đánh. Dạng này thiên kiêu, Lâm Nho sao dám quát lớn đây? Tiêu Phàm trong lòng mọi loại nghi hoặc, xoắn suýt không thôi. Ầm ầm. Vực ngoại tinh không truyền đến sinh sinh kinh lôi nổ vang, tam tinh ma tôn Liễu Lăng, lại bị một cái hạ phẩm thánh tôn giết liên tục bại lui. Nếu như không phải tận mắt thấy, sẽ không ai tin tưởng cả. Nhưng là loại chuyện này, vừa vặn phát sinh ở trước mắt. Theo thời gian trôi qua, Trúc Hồng Tuyết đao quang càng ngày càng lăng lệ, càng ngày càng bá đạo, Liễu Lăng ma tôn chiến giáp xuất hiện vô số vết rách, máu tươi bắn tung tóe. Liễu Khuyết. Nhưng hắn cực kỳ phẫn nộ, hắn vốn định giết vào Lưu Ly Thành. Nhưng hắn nằm mơ đều không nghĩ đến, bản thân còn không có đại khai sát giới đây, lại bị người đánh chật vật như thế. Nếu là thật đi Lưu Ly Thành, còn đến mức nào? Lúc nào thiên hoang xuất hiện dạng này biến thái yêu nghiệt? Hơn nữa, yêu nghiệt này còn xuất hiện ở Lưu Ly tịnh thổ, bọn họ không phải hẳn là tiến về cao cấp hơn ma quật sao? Hỗn trướng, Liễu Lăng ma tôn tức giận gào thét. Một cái tay của hắn cánh tay bị Trúc Hồng Tuyết chém rụng, máu tươi chảy ra, đau đến hắn nhe răng trợn mắt. Hắn không ngừng lùi lại, không thấy cùng Trúc Hồng Tuyết giao phong dũng khí. Mạnh, quá mạnh, nữ tử này thoạt nhìn gầy yếu, có thể chiến đấu, lại giống như điên dại, hoàn toàn liền mệnh đều không muốn. Tốt a, cùng lắm thì ta không đánh tới Lưu Ly Thành. Ta ly khai còn không được sao? Đáng tiếc, Trúc Hồng Tuyết không biết ý nghĩ của hắn. Coi như nàng biết rõ, cũng sẽ không bỏ qua Liễu Lăng Ma Tôn. Ở trong mắt Trúc Hồng Tuyết, bất luận cái gì dị ma, đều đáng chết. Đừng nói Liễu Lăng Ma Tôn chỉ là tam tinh ma tôn, coi như hắn là tứ tinh ma tôn, Trúc Hồng Tuyết cũng có khả năng không nói hai lời liền giết tới. Chí ít cho đến bây giờ, phàm là Trúc Hồng Tuyết gặp dị ma, không có một đầu còn sống. Tiêu Phàm cùng Cửu U Ma Toàn cũng nhìn mà trợn tròn mắt. Hoàn toàn bị Trúc Hồng Tuyết hung mãnh chấn nhiếp đến. Thực lực như vậy, ai cũng biết nổi điên. Quả nhiên, không sai biệt lắm thời gian uống cạn nửa chén trà về sau, Liễu Lăng Ma Tôn rốt cục chịu không được, trên người máu tươi bắn tung tóe, sắc mặt càng thêm xanh lét, đó là hắn hư nhược thể hiện. Liễu Lăng Ma Tôn nơi nào còn dám dừng lại, hắn bên thì đánh nhau, bên thì rút lui. Sau nửa ngày, hai người không thấy bóng dáng. Chỉ Tiêu Phàm bọn họ đã dùng mắt thường bắt không tới. Không biết Liễu Lăng Ma Tôn là bị Trúc Hồng Tuyết chém giết, vẫn là đã thành công đem về Liễu Ma Thành. Đáng tiếc, Tiêu Phàm cùng Cửu U Ma Toàn bọn họ không thấy được, sau nửa ngày, hai người lúc này mới phục hồi tinh thần lại, xuất hiện ở trên mặt đất, thân thể đều có chút đứng không vững. Ta muốn đột phá thánh tôn cảnh, Tiêu Phàm nghiến răng nghiến lợi. Hắn nếu có thực lực như vậy, lại không cần e ngại tam tinh ma tôn. Trúc Hồng Tuyết cái kia hung mãnh bá đạo hình tượng, thật sâu in vào Tiêu Phàm trong đầu, để lại cho hắn ấn tượng không thể xóa nhòa.
một nữ tử liền có thể cường đại như thế, bản thân một đại nam nhân, vì sao làm không được đây? Cũng không phải Tiêu Phàm xem thường nữ nhân, mà là tổng thể mà nói, vẫn là nam tính tu sĩ khăng khăng nhiều một ít, thực lực cũng tương đối lớn mạnh một chút. Cửu U Ma Toan nghe vậy, nhịn không được trợn trắng mắt, ngươi một cái nho nhỏ thánh đế cảnh hậu kỳ, liền nhanh như vậy nghĩ đến đột phá thánh tôn cảnh. Đột phá thánh tôn cảnh nhưng không có đơn giản như vậy. Cửu U Ma Toan trịnh trọng nói, trước đó, ngươi cần làm một số việc, cái gì sự tình? Tiêu Phàm hỏi, trước đột phá thánh đế cảnh đỉnh phong, sau đó đột phá bán bộ thánh tôn cảnh, cuối cùng mới có thể đột phá thánh tôn cảnh. Cửu U Ma Toan vẻ mặt thành thật giải thích nói. Tiêu Phàm tức giận chừng Cửu U Ma Toan một cái, ngươi nha không phải là nói nhảm sao? Vậy ta trước đột phá thánh đế cảnh đỉnh phong, Tiêu Phàm vẻ mặt thành thật nói. Hiện tại, hắn thật cảm thấy thực lực của mình quá yếu, mặc dù đồng giai vô địch, mặc dù cùng tuổi tu sĩ tu vi cũng kém không nhiều, thậm chí còn không bằng hắn. Thế nhưng là, Tiêu Phàm ánh mắt sớm đã không cực hạn tại cùng giai cùng tuổi. Hắn thời gian cũng không nhiều, nhất định phải nhanh mạnh lên. Trước không rời đi giới này, Cửu U Ma Toan cũng cảm nhận được Tiêu Phàm quyết tâm, bất quá trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Nơi này chính là Lưu Ly Tịnh Thổ A, khắp nơi đều là dị ma, cũng không phải tu luyện nơi tốt. Ngay ở chỗ này, Tiêu Phàm vẻ mặt trịnh trọng gật đầu, đúng rồi, trước ngươi hẳn là đánh một chút động A. Không có, Cửu U Ma Toan vẻ mặt lúng túng. Tiêu Phàm tiến về Liễu Ma Thành trước đó, thế nhưng là nhắc nhở hắn đào hang, bởi vì thời điểm then chốt biết dùng để chạy trối chết. Nhưng hiện tại, những cái kia địa động căn bản là vô dụng đến, bất quá dùng để tu luyện cũng có thể. Thật không có, Tiêu Phàm khinh bỉ nhìn Cửu U Ma Toan một cái, ngươi nha cởi quần, ta liền biết ngươi là đánh rắm vẫn là ỉa ra. Ngươi Cửu U Ma Toan tích mệnh hung ác, làm sao có thể không đào hang đây? Đáng tiếc Cửu U Ma Toan sẽ không đỏ mặt, bằng không hắn mặt đã sớm so cái mông con khỉ còn muốn đỏ, hắn nhịn không được tranh luận nói, ta đó là đề phòng tại chưa xảy ra, không phải sao, hiện tại liền có thể dùng đến sao? Tiêu Phàm lười nhác nói nhảm với hắn. Hắn không muốn lãng phí thời gian. Chỉ chốc lát sau, Cửu U Ma Toan mang theo hắn tìm được một đầu đưa tới, tiến nhập sâu trong lòng đất, Tiêu Phàm bố trí một chút trận pháp, liền bắt đầu tu luyện. Cửu U Ma Toan ghé vào Tiêu Phàm cách đó không xa, thay hắn hộ pháp, có trận pháp ngăn cách, cũng không lo lắng Cửu U Ma Toan quấy rầy. Tiêu Phàm lấy tay vung lên, mảng lớn ma tinh chiếu xuống ở chung quanh hắn, tản ra năng lượng đặc biệt chấn động. Tiêu Phàm há miệng hút vào, mấy khỏa ma tinh bên trong năng lượng bỗng nhiên tràn vào Tiêu Phàm thể nội, vô tận chiến điển vận chuyển, cái kia năng lượng ba động lập tức tràn vào toàn thân tứ chi bách hài. Ma lực, đây là dị ma đặc biệt khí số. Thân thể của ta vậy mà thật sự có thể tu luyện, chẳng lẽ tu la tộc thật cùng dị ma có quan hệ? Tiêu Phàm hồ nghi. Hắn thấy, ma lực hẳn là tương đương với nguyên lực, dị ma dùng ma lực tu luyện. Mà thiên hoang tu sĩ dùng nguyên lực tu luyện. Nhưng hiện tại xem ra, ma lực có vẻ như so nguyên lực càng thêm phức tạp, bởi vì thiên hoang tu sĩ tu luyện không chỉ là nguyên lực, còn có khí số, hai cái này giống như không phải nhất thể. Ngay sau đó, lại có mảng lớn nguyên tinh xuất hiện ở bốn phía, cuồn cuộn nguyên lực tràn ngập mà ra, Tiêu Phàm cảm giác toàn thân lỗ chân lông đều chậm rãi thư giãn ra. Hắn cẩn thận cảm thụ được ma lực cùng nguyên lực khác nhau biến hóa. Mơ hồ tựa như bắt được cái gì. Dị ma dùng ma lực tu luyện, đột phá thánh tôn cảnh, vẫn là ma lực, hoặc là không chỉ là như thế, ma lực cũng sẽ thuế biến, mà thiên hoang tu sĩ đột phá thánh tôn cảnh, khí số nhập thể, cuối cùng hoàn toàn biến mất, nguyên lực cũng lột xác thành bản nguyên chi lực, nói như vậy, ma lực hẳn là do nguyên lực muốn thuần túy. Tiêu Phàm cẩn thận phân tích. Chờ chút, đột nhiên, Tiêu Phàm ánh mắt lóe lên, tựa như nghĩ tới một loại khả năng. Nếu như hai loại hệ thống cuối cùng trăm sông đổ về một biển, ma lực đại biểu khí số, mà khí số cùng nguyên lực có thể dung hợp thành bản nguyên chi lực, đây chẳng phải là căn bản không cần đi lĩnh ngộ. Nếu như loại phỏng đoán này là chính xác, ngày đó hoang tu sĩ tu luyện, chẳng phải là căn bản không cần đi lĩnh ngộ bản nguyên chi lực, dùng ma tinh cùng nguyên tinh liền có thể tùy tiện dung hợp. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm hô hấp đều trở nên dồn dập lên, loại phỏng đoán này nếu như chính xác. Vậy có phải hay không thánh đế cảnh tu sĩ, cũng có thể phát huy ra thánh tôn cảnh lực lượng đây? Tiêu Phàm tập trung ý chí,
nhìn qua trước mắt ma tinh cùng nguyên tinh có chút xuất thần. Thái cổ thần giới cũng tốt, thiên hoàng cũng được, thánh đế cảnh tu sĩ, bình thường đều là nguyên lực thôi động cổ thuật cùng cổ pháp chiến đấu, uy lực có thể so sánh đại đế cảnh sử dụng thế giới chi lực cường đại vô số lần. Cho tới nay, Tiêu Phàm không có đi nghiên cứu vấn đề này, hắn chỉ biết là, đại đế cảnh lĩnh ngộ thế giới chi lực, thánh đế cảnh lĩnh ngộ nguyên chi lực, mà thánh tôn cảnh lĩnh ngộ bản nguyên chi lực. Nhưng ngược dòng tìm hiểu căn nguyên, những lực lượng này, kỳ thật cũng là không ngừng thuế biến. Theo tu vi tăng cường, sử dụng lực lượng cũng không ngừng mạnh lên, chỉ là một mực không đi tìm tòi nghiên cứu mà thôi. Tiêu Phàm cẩn thận hồi tưởng một chút, kỳ thật dị ma cùng thái cổ thần giới phương pháp tu luyện là tương thông, chỉ bất quá dị ma vẫn luôn là dùng lực lượng mạnh nhất tu luyện. Dù cho là thần vương cảnh dị ma, cũng đã bắt đầu sử dụng ma lực tu luyện, điểm này Tiêu Phàm từ bách sát chiến trường nghĩ vương trên người thì có phát hiện. Quá trình này, có thể sẽ đem người luyện người không nhân, quỷ không quỷ, dù sao, lực lượng cường độ một khi vượt qua bản thân thân thể cực hạn, bắt đầu sẽ chết người đấy. Mà thái cổ thần giới, thì là dùng thích hợp mình nhất lực lượng tu luyện, thần vương cảnh thích hợp nhất là pháp tắc chi lực, đại đế cảnh thích hợp nhất là thế giới chi lực. Đến thánh đế cảnh, thích hợp nhất thì là nguyên chi lực, như thế tiến hành theo chất lượng, đương nhiên sẽ không làm bị thương thân thể. Tiêu Phàm không biết loại kia phương pháp tu luyện ai mạnh ai yếu, nhưng hắn biết rõ, nếu như hắn phỏng đoán chính xác, vậy cái này hai loại phương pháp tu luyện là trăm sông đổ về một biển. Mà hắn Tiêu Phàm, thì là hai loại phương pháp đều có thể tu luyện. Thử một lần chẳng phải sẽ biết sao? Tiêu Phàm ngâm khẽ một tiếng. Ngay sau đó, Tiêu Phàm lấy ra một khỏa ma tinh cùng một khỏa thần tinh, rút ra trong đó ma lực cùng nguyên lực bắt đầu dung hợp. Hai loại lực lượng vừa mới tiếp xúc, liền phát sinh to lớn bạo tạc, chấn động đến Tiêu Phàm hai tay run rẩy dữ dội. Chẳng lẽ không được, Tiêu Phàm buồn bực, chẳng lẽ phỏng đoán của mình sai lầm rồi sao? Thế nhưng là, vì sao hai loại lực lượng dung hợp, sẽ run giọng mạnh mẽ như vậy bạo tạc đây? Thật là mạnh uy lực, mặc dù thất bại, nhưng Tiêu Phàm lại là kinh ngạc hết sức, hai loại năng lượng dung hợp lực lượng mang tới bạo tạc uy lực, quá kinh khủng. Đây vẫn chỉ là một khỏa ma tinh cùng một khỏa thần tinh mà thôi, liền chấn động đến cánh tay phải của hắn run lên, nếu như 100 viên, 1000 viên đồng thời bạo tạc đây. Đây cũng không phải là một cộng một đơn giản như vậy, nếu như gia tăng 1000 lần, hắn bạo tạc uy lực tuyệt đối không chỉ gia tăng 1000 lần. Mặc dù không thể thành công, nhưng cái này làm sao không phải là một loại phát hiện mới đây. Bất quá, Tiêu Phàm vẫn không có từ bỏ. Bởi vì vừa rồi tự bạo một sát na kia, Tiêu Phàm lờ mờ cảm nhận được, nguyên lực cùng ma lực, lại có trong nháy mắt dung hợp. Tỷ lệ không đúng, Tiêu Phàm nghĩ tới một loại khả năng. Tiếp đó, Tiêu Phàm không có trực tiếp dùng nguyên tinh cùng ma tinh dung hợp, mà là phân biệt rút ra nguyên tinh cùng ma tinh bên trong nguyên lực cùng ma lực. Hắn đầu tiên là dùng một sợi ma lực cùng hai sợi nguyên lực dung hợp, vẫn như cũ sinh ra bạo tạc, hơn nữa uy lực càng thêm cường đại mấy phần. Phát hiện này, để Tiêu Phàm kích động vạn phần. Bởi vì điều này nói rõ, hắn phỏng đoán dù cho thật sai, cái kia phát hiện này, đối với thiên hoang mà nói, cũng là một loại cực kỳ hiếm thấy cống hiến a. Ma lực bất kể có phải hay không là một loại đặc thù khí số, nhưng bọn hắn dung hợp, quả thật có thể sinh ra một loại lực lượng càng thêm cường đại, cho dù không phải bản nguyên chi lực, cái kia cũng không yếu với bản nguyên chi lực uy lực. Tiêu Phàm trong lòng có đáp án. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Tiêu Phàm tiếp tục thí nghiệm, hoàn toàn không có ý tứ buông tha, ngược lại càng nghiên cứu, càng hưng phấn. Không sai biệt lắm nửa tháng sau, Tiêu Phàm rút ra 99 sợi nguyên lực cùng một sợi ma lực dung hợp lúc, nhưng hắn kinh hãi sự tình đã xảy ra. Chỉ thấy 99 sợi nguyên lực cùng một sợi ma lực, vậy mà trong nháy mắt thủy nhũ giao dung, tựa như vốn chính là một thể. Hơn nữa, nguyên bản hiện ra bạch sắc nguyên lực cùng hiện ra hắc sắc ma lực, vậy mà biến thành một sợi kim sắc lực lượng. Mà khi một sợi này lực lượng màu vàng lúc nổ, dù cho thánh đế cảnh tiền kỳ, cũng có khả năng gặp bị thương. Phải biết, đây chỉ là một sợi lực lượng màu vàng mà thôi. Nếu như 10 sợi, 100 sợi, thậm chí ngàn sợi, cái kia uy lực tuyệt đối sẽ gấp đôi tăng lên gấp đôi. Tiêu Phàm tạm thời đem loại này lực lượng, xưng là sụp đổ lực lượng. Thật sự là loại này lực lượng phá hư trình độ quá lớn, tuyệt không kém gì bản nguyên chi lực.
Bất quá, Tiêu Phàm rất nhanh lại phát hiện một vấn đề mới, nguyên lực là có thuộc tính, ma lực khả năng cũng giống như thế, hắn vừa mới dung hợp hai cái kia loại sức mạnh, khả năng cũng là phong thuộc tính, cho nên mới có thể thành công. Chỉ là, hắn mặc dù có thể cảm giác nguyên lực thuộc tính, lại không cách nào cảm ứng rõ ràng ma lực thuộc tính. Ngay sau đó, Tiêu Phàm lại làm mấy cái thí nghiệm, sự thật quả là thế, chỉ bất quá, nguyên lực quả thật có thuộc tính, nhưng ma lực lại không có thuộc tính, cái này khiến Tiêu Phàm mừng rỡ. Duy nhất nhường hắn có chút khó chịu là, đủ loại thuộc tính bất đồng nguyên lực, muốn cùng ma lực dung hợp, tỷ lệ là bất đồng. Bất quá Tiêu Phàm có nhiều thời gian, hắn có thể chậm rãi thí nghiệm, dù sao trên người hắn có hơn ngàn vạn cực phẩm ma tinh đây. Trong cơ thể ta có 3 cái nguyên tuyền, muốn rèn luyện đầy đủ nguyên lực, dựa theo bình thường tốc độ, muốn đột phá thánh đế cảnh đỉnh phong, cần rất nhiều thời gian. Tiêu Phàm nhỏ giọng thì thầm. Chỉ là khi ánh mắt của hắn rơi vào lòng bàn tay một sợi năng lượng màu vàng óng bên trên lúc, trên mặt lại hiện ra một nụ cười. Nếu như dùng ma lực cùng nguyên lực dung hợp lực lượng tới tu luyện, có phải hay không càng nhanh đây? Tiêu Phàm thở sâu. Chỉ một thoáng, Tiêu Phàm chia ra mấy chục cỗ phân thân, bắt đầu dung luyện sụp đổ lực lượng. Một mình hắn dung luyện tốc độ rất chậm, nhưng mấy chục gần trăm cỗ phân thân, dung luyện tốc độ, đó là cực kỳ khủng bố. Theo bốn phía ma tinh cùng nguyên tinh giảm bớt, từng sợi sụp đổ lực lượng ngưng tụ mà thành, nhao nhao dung nhập Tiêu Phàm thể nội. Tiêu Phàm kinh hãi phát hiện, bản thân nguyên lực cùng số mệnh gia tăng tốc độ, vậy mà đạt đến trước đó là gấp trăm lần, chiếu tốc độ như vậy, nhiều nhất 2 tháng, là hắn có thể đủ đột phá thánh đế cảnh đỉnh phong. Đây nếu là đặt ở trước kia, hắn có thể là nghĩ cũng không dám nghĩ. 2 tháng đột phá thánh đế cảnh đỉnh phong. Nửa năm đột phá bán bộ thánh tôn cảnh. Tiêu Phàm khóe miệng khẽ nhếch, hắn phảng phất thấy được thánh tôn cảnh đại môn. Chỉ là, khi hắn nhìn thấy ma tinh cùng nguyên tinh tiêu hao tốc độ lúc, sắc mặt có chút biến thành màu đen. Chiếu hắn tốc độ như vậy tu luyện, 1.200 vạn ma tinh, đoán chừng không dùng đến nửa năm, sẽ tiêu hao một nửa, mà trên người hắn đến nguyên tinh, sẽ phải tiêu hao sạch sẽ. Dạng này tốc độ tu luyện mặc dù rất nhanh, nhưng đối tự thân tiêu hao lại không nhỏ. Bất quá, Tiêu Phàm cũng đang hồ không được nhiều như vậy. Nguyên tinh mặc dù không dễ dàng kiếm lời, nhưng lại làm sao cũng không có tự thân tu vi trọng yếu, tu vi lên rồi, kiếm chút nguyên tinh cũng không khó. Ngược lại là ma tinh tương đối khó làm, thứ này cho dù là dị ma, cũng phải là những cái kia nhân tài cực kỳ mạnh mẽ có, tỉ như Liễu Lăng Ma Tôn. Chờ đột phá thánh đế cảnh đỉnh phong, phải lại đi kiếm lời một bút mới được. Vừa mới phát hiện một đầu đột phá con đường, Tiêu Phàm đương nhiên sẽ không từ bỏ, trong lòng đã nghĩ đến làm sao phát tài. Gần 2 tháng, chớp mắt tức thì. Tiêu Phàm một mực ngồi xếp bằng trong động phủ, quanh thân tản ra cường đại khí tức, dường như muốn đột phá một loại nào đó cực hạn một dạng. Oanh, một tiếng nổ vang, Tiêu Phàm quanh thân phồng lên lấy mạnh mẽ khí tức, giống như một tiếng sét, vang vọng thương vũ. Một bên cho hắn hộ pháp cửu U Ma Toan dọa cho phát sợ, từ trong mộng đánh thức, vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, kinh ngạc nói, không thể nào, lại đột phá. Cái này lại chữ dùng tốt, cũng khó trách hắn như thế kinh ngạc, Tiêu Phàm vừa mới đột phá thánh đế cảnh hậu kỳ không lâu, hiện tại lại đột phá đến thánh đế cảnh đỉnh phong, cái này khiến hắn làm sao bình tĩnh đây. Phóng nhãn thái cổ thần giới, đoán chừng cũng không có mấy người có Tiêu Phàm tốc độ nhanh. Thật lâu. Tiêu Phàm lúc này mới bình tĩnh trở lại, khí tức quanh người chậm rãi thu liếm, 2 đạo tinh quang từ hắn con người bên trong bắn ra, như đao như kiếm, dị thường lăng lệ. Thánh đế cảnh đỉnh phong, Tiêu Phàm khẽ nhả một ngụm chọc khí, trên mặt cũng không có bao nhiêu vui mừng. Khoảng thời gian này, hắn ròng rã hao tốn 4 ức cực phẩm nguyên tinh, 400 vạn ma tinh. 2 người dung luyện sụp đổ lực lượng, Tiêu Phàm toàn bộ dùng để tu luyện. 4 ức cực phẩm nguyên tinh a, dù cho Tiêu Phàm trên người, cũng vẻn vẹn chỉ có hơn 6 ức mà thôi, bây giờ chỉ còn lại có hơn 2 ức. Lần trước Lạc Nam Thiên nhường hắn bảo hộ Lạc Vô Thương, cho hắn 5 ức cực phẩm nguyên tinh, Tiêu Phàm còn cho là mình chiếm chỗ tốt cực lớn. Nhưng hiện tại xem ra, mình đương thời hẳn là muốn nhiều hơn một điểm, điểm ấy cực phẩm nguyên tinh, liền nhường hắn tu luyện tới bán bộ thánh tôn cảnh đều làm không được. Nếu như những người khác biết rõ Tiêu Phàm đột phá một cái tiểu cảnh giới,
dòng dã tiêu hao 4 ức cực phẩm nguyên tinh, khẳng định phải mắng hắn bại gia tử. 4 ức a, đừng nói thánh đế cảnh, chính là phổ thông thánh tôn cảnh cũng không khả năng cái kia ra được, dù sao đây cũng không phải là trung phẩm nguyên tinh cùng thượng phẩm nguyên tinh, mà là cực phẩm nguyên tinh. Phóng nhãn thái cổ thần giới, có thể một lần xuất ra 5 ức cực phẩm nguyên tinh thế lực, đoán chừng cũng cực kỳ thưa thớt, U Minh địa ngục xem như một cái. Bất quá, tiêu hao mặc dù cực kỳ khủng bố, nhưng tốc độ tu luyện lại là để Tiêu Phàm cực kỳ hài lòng. 2 tháng, liền dung luyện đầy đủ khí số cùng nguyên lực đột phá thánh đế cảnh đỉnh phong, nếu là trước kia, hắn là tuyệt đối không dám tưởng tượng. Nhưng là bây giờ, hắn lại làm được, nếu như có đầy đủ nguyên tinh cùng ma tinh, hắn thậm chí có thể tiến thêm một bước, đột phá bán bộ thánh tôn cảnh, bởi như vậy, khoảng cách thánh tôn cảnh cũng không xa. Thế nhưng là tương đối đột phá thánh đế cảnh đỉnh phong, liền tiêu hao hơn 4 ức cực phẩm nguyên tinh, hắn liền không nhịn được sợ run cả người. 4 ức cực phẩm nguyên tinh a, đầy đủ hàng trăm hàng ngàn người từ thánh đế cảnh hậu kỳ đột phá đỉnh phong rồi a hát. Nhưng mà, hắn hiện tại vẻn vẹn chỉ một người mà thôi. Lãng phí, quá lãng phí, Tiêu Phàm đều cảm thấy mình quá phá của, nếu như hắn chậm rãi tu luyện, đương nhiên cũng không dùng đến nhiều như vậy nguyên tinh. 5.000 vạn cực phẩm nguyên tinh cao nhất. Nhưng là hắn vì tăng thêm tốc độ đột phá, dòng dã tốn thêm 8 lần nguyên tinh. Đột phá một cái tiểu cảnh giới, liền triệt để biến nghèo. Tiêu Phàm nhìn mình trong càn khôn giới còn sót lại 2 ức nguyên tinh, bất đắc dĩ thở dài. Lấy tay vung lên, bốn phía trận pháp triệt hồi, cửu U Ma Toan lập tức đánh tới. Cảm nhận được Tiêu Phàm khí tức trên thân, hắn cũng là một trận hãi hùng khiếp vía. Mạnh, quá mạnh, tiểu tử, ngươi làm sao làm được? Cửu U Ma Toan hỏi. Thiên tài, Tiêu Phàm nhún nhún vai, hắn tạm thời không muốn đem sụp đổ lực lượng dung hợp phương pháp nói cho Cửu U Ma Toan. Cửu U Ma Toan trợn trắng mắt, coi như ở nhân vật thiên tài, cũng không khả năng 2 tháng từ thánh đế cảnh hậu kỳ đột phá thánh đế cảnh đỉnh phong a. Nhưng hắn lại không thể không thừa nhận, Tiêu Phàm đúng là hiếm thấy thiên tài. Đi, chúng ta rời đi. Tiêu Phàm chậm rãi hướng xuống đất kín đáo đi tới, chuẩn bị mượn nhờ Lưu Ly Thành trận pháp trở lại thiên hoang. Bọn họ đến chỗ này cũng sắp 3 tháng rồi, nghĩ đến thí thần bọn họ cũng đã ở thiên hoang thần các đặt chân. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Phàm cùng cửu U Ma Toan xuất hiện ở không trung. Nơi xa, thiên băng địa liệt, dãy núi băng liệt, khe rãnh khắp nơi đều có, sâu không thấy đáy. Phàm là Trúc Hồng Tuyết cùng Liễu Lăng Ma Tôn đại chiến qua địa phương. Cơ bản không có một chỗ hoàn hảo chỗ, biến thành phế tích. Chúng ta xem như thiếu cái kia Trúc Hồng Tuyết một cái mạng. Tiêu Phàm thở dài. Nếu như không phải Trúc Hồng Tuyết, hắn và Liễu Lăng Ma Tôn khả năng đã chết, bọn họ tuyệt không có khả năng là Liễu Lăng Ma Tôn đối thủ. Lão tử không nợ nhân tình, cùng lắm thì về sau trả lại nàng cũng được. Cửu U Ma Toan không phục nói, ngay sau đó đạp chân xuống, mang theo Tiêu Phàm cực tốc bay về phía Lưu Ly Thành. Lưu Ly tịnh thổ, chính là tam tinh ma quật, vô luận là dị ma số lượng cùng mạnh yếu, vẫn là đế vực phạm vi, đều xa không phải thần ma táng thổ có thể so sánh. Hai người trọn vẹn phi hành 1 tháng, mới cảm thấy Lưu Ly Thành, trên đường đụng phải không ít tu sĩ cùng dị ma. Tiêu Phàm biết rõ ma quật tàn khốc, có đôi khi muốn giết người không phải dị ma, mà là thiên hoang người. Có thể rời xa, Tiêu Phàm tận lực không cùng bọn họ tiếp xúc. Hắn nhưng là thiên đố chi nhân, tự mang kéo cửu hận kỹ năng. Không thể trêu vào, chẳng lẽ còn tránh không nổi sao? Lưu Ly Thành, xa so với thần ma táng thổ thần ma thành phải lớn rất nhiều, Tiêu Phàm một cái là thánh đế cảnh đỉnh phong, ở trong này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tồn tại cảm giác. Phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là thánh tôn cảnh cường giả, yếu nhất có vẻ như cũng là bán bộ thánh tôn cảnh. Tam tinh ma quật. Một dạng tiến đến lịch luyện tu sĩ, cũng là hạ phẩm thánh tôn trở lên tu vi, thánh đế cảnh dám đi vào, cũng đều là thiên tài cấp bậc nhân vật. Các ngươi biết không, Lâm Nho chết rồi, là bị một cái thánh đế cảnh tu sĩ hại chết. Không phải nói bị Liễu Lăng Ma Tôn giết chết sao? Làm sao cùng một cái thánh đế cảnh tu sĩ có liên quan rồi? Ta đây cũng không biết, dù sao Lâm gia hiện tại một mực đang tìm người kia, Lâm Giật tự mình dẫn đội, đúng rồi. Người kia giống như gọi Tiêu Phàm. Hình dạng thế nào, nếu là chúng ta tìm tới tiểu tử kia, đem hắn mang về Lâm gia,
có ban thưởng gì sao? Đi ngang qua một gian tửu lâu, một bên truyền đến một trận tiếng nghị luận. Tiêu Phàm nguyên bản thoải mái nhàn nhã ở Lưu Ly Thành đi dạo, khi hắn nghe đến mấy câu này lúc, toàn thân lông tơ đứng đấy, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Mình bị theo dõi, người của Lâm gia, không nguyện ý buông tha mình. Nha, cái này Lâm gia là thuốc cao da chó sao, Lâm Nho cái chết, nào có. Cùng ta quan hệ, Tiêu Phàm trong lòng giận mắng không thôi. Mặc dù ta tự mang kéo cửu hận kỹ năng, nhưng cửu hận này, nhất định chính là trên trời rơi xuống a. Hắn thiết kế nhiều như vậy, không phải liền là nghĩ mượn đao giết người sao, nhưng bây giờ, vẫn là bị Lâm gia cửu hận. Sớm biết, tiểu gia cần gì phải như thế đại phí khổ tâm, trực tiếp làm thịt Lâm Nho là được a. Tiểu tử, trước đó Lâm Nho tìm nhiều người như vậy giết ngươi, khẳng định tiết lộ tin tức của ngươi, sau đó Lâm Nho bọn họ bị Liễu Lăng Ma Tôn toàn quân bị diệt, cho nên không biết là Liễu Lăng Ma Tôn giết bọn hắn, mà là ngươi giết. Cửu U Ma Toàn hơi có chút nhìn có chút hả hê ý tứ. Tiêu Phàm khóe miệng hơi rút, hắn rốt cuộc minh bạch bản thân sai lầm chỗ nào. Nguyên lai hắn quên tìm một cái người chứng kiến, Lâm Nho bọn họ toàn bộ chết rồi, không có người nhìn thấy, cái kia thì có ích lợi gì đây? Không đúng, có một người thấy được, Trúc Hồng Tuyết, thế nhưng là, Trúc Hồng Tuyết sẽ cho hắn làm chứng sao? Tiêu Phàm âm thầm lắc đầu, hắn cùng Trúc Hồng Tuyết lại chưa quen thuộc. Đối phương làm sao có thể cho hắn làm chứng đây? Huống chi, Trúc Hồng Tuyết mặc dù thiên tài, nhưng Lâm Nho đều có thể đối với nàng vênh mặt hất hàm sai khiến, cho dù nàng nguyện ý làm chứng, đoán chừng cũng không người nguyện ý tin tưởng. Cầu người không bằng cầu bản thân, từ những người đó ngữ bên trong, Tiêu Phàm cũng nghe đến rất nhiều tin tức. Chí ít, hiện tại những người này còn không biết mình hình dạng thế nào, trừ bỏ Lâm Nho bên ngoài, hẳn là cũng không mặt khác người biết. Trừ phi hắn nghĩ thông qua truyền tống trận rời đi Lưu Ly tịnh thổ, bởi vì khi đó nhất định phải xuất ra thân phận ngọc bài, bằng không căn bản sẽ không bại lộ thân phận. Về phần giả mạo những người khác thân phận, Tiêu Phàm cũng chưa chắc không thể làm được. Nhưng hắn muốn giả mạo một người, nhất định phải giết chết một người mới được, hơn nữa còn phải được đến đối phương thân phận ngọc bài. Nhưng hắn tùy ý sát hại thiên hoang tu sĩ, Tiêu Phàm làm không được. Huống chi. Coi như hắn có thể giết người, nhưng thân phận ngọc bài không dễ dàng lấy được, bởi vì người một khi tử vong, thân phận ngọc bài bên trong sợi kia khí số cũng sẽ tiêu tán, thân phận ngọc bài liền đã mất đi tác dụng. Tiểu tử, chúng ta sợ là tạm thời không thể rời đi, truyền tống trận khẳng định có người của Lâm gia bảo vệ. Cửu U Ma Toan trầm giọng nói, cũng lộ ra vẻ lo lắng. Lâm gia khinh người quá đáng, hiện tại ta còn không muốn đi đây. Tiêu Phàm trong mắt phát lạnh. Lâm gia 1-2, 2-3 đối địch với hắn, thật sự cho rằng hắn Tiêu Phàm là quả hồng mềm sao? Chẳng lẽ đem Lâm gia người đuổi tận giết tuyệt? Cửu U Ma Toan cổ quái nhìn xem Tiêu Phàm, lấy hắn đối Tiêu Phàm hiểu rõ, gia hỏa này nhưng mà cái gì sự tình đều làm được. Ta làm sao có thể giết thiên hoang đồng bào đây? Tiêu Phàm đại nghĩa lẫm nhiên nói. Cửu U Ma Toan trợn trắng mắt, một bộ tin ngươi mới là lạ dáng vẻ. Tiêu Phàm cũng không phải chủ nghĩa giáo điều người, người nào giết không được đây. Đột nhiên, Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng nói, Lâm gia tốt nhất đừng chọc tới ta, bằng không, có bao nhiêu giết bao nhiêu. Tiểu tử, người đột phá thánh đế cảnh đỉnh phong, bề ngoài như có chút bành trướng. Cửu U Ma Toan bĩu môi nói. Có sao, Tiêu Phàm sờ sờ cằm, nếu không, chúng ta hay là trước thử rời đi. Thôi đi. Ta cũng không muốn lại tại truyền tống thông đạo bên trong xảy ra ngoài ý muốn. Cửu U Ma Toan lắc đầu, đã trải qua một lần cửu tử nhất sinh cảm giác, hắn cũng không muốn kinh lịch lần thứ hai. Ngay sau đó hắn lại bổ sung một câu, đương nhiên, người có thể cho ta rời đi trước. Để cửu U Ma Toan trước mượn nhờ truyền tống trận rời đi, cái này ngược lại có thể làm đến, dù sao Lâm gia chỉ nhằm vào Tiêu Phàm, không nhằm vào hắn. Bất quá Cửu U Ma Toan cũng biết Tiêu Phàm không có khả năng nhường hắn rời đi, Cửu U Ma Toan dù sao cũng là bán bộ thánh tôn cảnh, thực lực không kém gì hắn bao nhiêu, dù sao cũng so một mình hắn ở tại Lưu Ly tịnh thổ muốn an toàn lấy được. Hơn nữa hắn cũng không nghĩ tới rời đi, cùng ở bên người Tiêu Phàm, sinh hoạt cần phải kích thích nhiều. Nhưng ngươi rời đi trước cũng được, Tiêu Phàm lại là 10 điểm nghiêm túc gật đầu. Cửu U Ma Toan vô cùng ngạc nhiên nhìn xem Tiêu Phàm.
muốn xem ra Tiêu Phàm lời nói bên trong thật giả. Lấy hai người chúng ta thực lực muốn ứng phó Lâm gia, hoàn toàn là người si nói mộng, đồng dạng, muốn mượn dị ma tay ứng phó Lâm gia người, cũng gần như không có khả năng, kể từ đó, chúng ta lại như thế nào cùng Lâm gia đối kháng đây? Tiêu Phàm thần sắc như thường, bình tĩnh phân tích. Đem thần phong cùng thí thần bọn họ gọi tới. Cửu U Ma Toàn cơ hồ không cần suy nghĩ, thốt ra. Tiêu Phàm gật đầu một cái, ngay sau đó lấy ra một mai càn khôn giới cho Cửu U Ma Toàn, nói, nơi này bên cạnh là một chút mệnh ma thạch, hẳn là đầy đủ để thần phong cùng thí thần bọn họ tiến vào thiên các. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thí thần đột phá thánh đế cảnh đỉnh phong. Muốn đi vào lưu ly tịnh thổ, trước hết vào thiên các, bởi vì chỉ có tiến vào thiên các, mới có tư cách tiến vào tam tinh ma quật. Mà tiến vào thiên các, trừ bỏ cần 5 vạn công huân điểm bên ngoài, còn phải bản thân tu vi đạt tới thánh đế cảnh đỉnh phong. Thần phong sớm đã là bán bộ thánh tôn cảnh, chỉ cần công huân điểm đầy đủ, liền có thể tiến vào lưu ly tịnh thổ. Nhưng thí thần trước đó chỉ là thánh đế cảnh hậu kỳ, những ngày qua, chưa hẳn đột phá thánh đế cảnh đỉnh phong. Ta biết, Cửu U Ma Toàn gật gật đầu, bất quá đến lúc đó, ta khả năng liền không vào được. Thần phong vào làm cho, Tiêu Phàm lơ đễnh nói. Cửu U Ma Toàn không còn gì để nói, hóa ra ta đây là bị ném bỏ. Cũng bởi vì tác dụng của ta không có thần phong lớn. Hắn cũng không thể trách Tiêu Phàm hiện thực, thần phong tác dụng xác thực so với hắn phải lớn, đệ lục thần vệ doanh đối phó đại bộ phận hạ phẩm thánh tôn, đây chính là nghiền sát a. Dù cho trung phẩm thánh tôn cũng có thể một trận chiến, mà Cửu U Ma Toàn, tối đa cũng liền đối phó hạ phẩm thánh tôn mà thôi, hai người lập tức phân cao thấp. Vậy ta đi trước, Cửu U Ma Toàn cũng không dây dưa dài dòng, xoay người rời đi. Tiêu Phàm đưa mắt nhìn Cửu U Ma Toàn rời đi, ngay sau đó tìm một cái không người nơi hẻo lánh, tùy ý cải biến một lần khuôn mặt cùng khí tức. Lâm gia muốn đối phó hắn sự tình tạm thời mà nói, chỉ là tin đồn, Tiêu Phàm cũng cần xác nhận một chút. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Phàm xuất hiện ở truyền tống trận bên ngoài, chuẩn bị mượn nhờ truyền tống trận rời đi. Khi hắn xuất ra lệnh bài thân phận một sát na kia, chủ trì truyền tống trận tiếp tu sĩ bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, mặc dù trong chớp mắt khôi phục lại bình tĩnh, nhưng Tiêu Phàm lại khí tức bắt được. Các vị, truyền tống trận vừa mới xuất hiện một chút trục trặc, chờ chốc lát. Trong đó một cái tu sĩ mở miệng nói, vẻ mặt xin lỗi nhìn xem đám người. Không ngại, chờ chốc lát mà thôi. Tu sĩ khác ngược lại là không thế nào quan tâm. Nhưng là Tiêu Phàm nhưng trong lòng cười lạnh, xem ra, Lâm gia muốn đối phó ta không phải tin đồn. Cũng khó trách Tiêu Phàm cho là như thế, đối phương nghe được tên của hắn về sau, đột nhiên xuất hiện dị dạng thì cũng thôi đi, hiện ở truyền tống trận rốt cuộc lại vừa lúc hỏng, đây cũng quá trùng hợp đi a. Bất quá, Tiêu Phàm cũng không hề rời đi, hắn ngược lại muốn xem Lâm gia đến cùng ở chơi trò hề gì. Chẳng lẽ còn thật chuẩn bị ở trong này giết hắn? Nếu như Lâm gia thật lòng dạ độc ác như vậy, vậy cũng đừng trách Tiêu Phàm giết hắn cái đầu người cuồn cuộn. Chỉ chốc lát sau, mấy cỗ cường đại khí tức từ đằng xa mãnh liệt mà tới, người chưa đến, khí tức kia trong nháy mắt tập trung vào truyền tống trận mọi người chung quanh. Ai là Tiêu Phàm? Một đạo tục tằng thanh âm vang lên, trong giọng nói đều là ở trên cao nhìn xuống ý tứ. Ta là, Tiêu Phàm đứng dậy, lãnh đạm nhìn xem chủ nhân của thanh âm kia. Đó là một người cao 8 thước trung niên nam tử, mặt như đao tước, uy nghiêm cay nghiệt, người khoác trường bào màu đen, long hành hổ bộ, khí thế nhiếp nhân tâm phách. Thượng phẩm thánh tôn, Tiêu Phàm âm thầm kinh hãi, người tới dĩ nhiên là cùng Liễu Lăng Ma Tôn một dạng thực lực. Là ngươi giết Lâm Nho, trung niên nam tử lạnh lùng hướng về Tiêu Phàm, tựa như chỉ cần Tiêu Phàm nói một cái là, hắn liền phải đem Tiêu Phàm chém thành muôn mảnh. Không phải, Tiêu Phàm lắc đầu. Ta theo Lâm Nho mặc dù có chút ma sát, thậm chí ta là muốn giết hắn, nhưng hắn thế nhưng là thánh tôn cảnh, ta giết được hắn sao? Ta Lâm Giật ở đây, ngươi còn dám rảo biện. Trung niên nam tử giận dữ mắng mỏ một tiếng, đột nhiên một bàn tay chụp về phía Tiêu Phàm. Oanh một tiếng nổ vang, Tiêu Phàm thân thể nổ tung, hóa thành một trận cuồng phong tiêu tán tứ phương. Linh hồn phân thân, có người lên tiếng kinh hô. Lâm Giật đầu tiên là giật mình. Bất quá rất nhanh lấy lại tinh thần, hạ lệnh, hắn linh hồn phân thân ở đây, bản tôn khẳng định liền tại phụ cận, cho ta phong tỏa lưu ly thành.
Lưu Ly Thành bên ngoài, Tiêu Phàm đứng ở đỉnh một ngọn núi, khóe miệng hiện lên một vòng cười lạnh. Ta không hẳn là ôm cái kia không tồn tại hy vọng. Tiêu Phàm đạm mạc nói. Nguyên bản hắn cho rằng Lâm gia muốn giết hắn, chỉ là một cái lời đồn mà thôi, thật không nghĩ đến, Lâm gia vậy mà không chút do dự động thủ. Cũng may hắn cũng không phải người ngu, cũng không có tự mình đi khảo thí Lâm gia tàn nhẫn, mà là dùng một bộ linh hồn phân thân. Giờ phút này, Lâm gia ở Tiêu Phàm trong lòng, đã là tất sát không thể nghi ngờ. Về sau gặp gỡ Lâm gia đệ tử, Tiêu Phàm tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Nơi xa, mấy cỗ mạnh mẽ khí thức từ Lưu Ly Thành bên trong quét sạch mà ra, Tiêu Phàm không chút hoang mang xòe bàn tay ra, một cái truyền tống ngọc bàn lập tức xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Nhẹ nhàng thôi động phía dưới, quang môn thoáng hiện, Tiêu Phàm một bước bước vào. Chỉ chốc lát sau, mấy cỗ mạnh mẽ khí tức xuất hiện ở Tiêu Phàm biến mất địa phương, cầm đầu chính là Lâm Dật, thượng phẩm thánh tôn cường giả. Đuổi theo cho ta, Lâm Dật nhe răng trợn mắt, hắn đường đường thượng phẩm thánh tôn, lại bị một cái thánh đế cảnh tu sĩ đùa bỡn, cái này khiến hắn làm sao không giận. Lâm gia trấn thủ Lưu Ly tịnh thổ, nói câu khó nghe, này tam tinh ma quật như cùng hắn Lâm gia hậu hoa viên đồng dạng, hắn hoàn toàn có thể không chút kiêng kỵ hoành hành tứ phương. Theo Lâm Dật nói xong, Lâm gia cao thủ kết bè kết lũ hướng về tứ phương kích xạ đi. Lâm gia toàn thể xuất động, đừng nói một cái nho nhỏ thánh đế cảnh tu sĩ, chính là thánh tôn cảnh, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Trừ phi hắn trốn vào dị ma nhất phương ma thành, bằng không không có người có thể cứu được hắn. Sự thật cũng là như thế, Tiêu Phàm rời đi Lưu Ly Thành về sau, liền hướng lấy Lưu Ly tịnh thổ chỗ sâu mau chóng đuổi theo. Mục tiêu của hắn khóa chặt năm đại ma thành một trong hạt ma thành. Tiêu Phàm góp nhặt Lưu Ly tịnh thổ năm đại thành chủ tin tức, ở năm đại thành chủ bên trong, hạt ma thành thực lực có lẽ không phải đứng đầu nhất, nhưng tuyệt đối là để cho người sợ sợ. Hạt ma thành thành chủ thiên hạt ma tôn, am hiểu độc đạo, truyền văn, hắn thiên hạt chi độc, đã từng hạ độc được qua hạ phẩm nguyên tôn, liền Lưu Ly tịnh thổ năm đại thành chủ đứng đầu lệ si ma tôn, đều muốn kiêng kỵ mấy phần. Hơn nữa, thiên hạt ma tôn tính cách độc ác hết sức, bất luận cái gì không mời mà tới, tới gần hạt ma thành người, đều sẽ bị hắn vô tình gạt bỏ, dù cho dị ma. Bởi vậy, cho dù mặt khác bốn đại ma thành người muốn đi vào hạt ma thành, cũng phải lấy được trước thiên hạt ma tôn cho phép. Bằng không mà nói, thiên hạt ma tôn tất nhiên là không chết không thôi. Mà cái này, là Tiêu Phàm lựa chọn hạt ma thành hàng đầu nguyên nhân. Tất nhiên Lâm gia muốn đẩy hắn vào chỗ chết, Tiêu Phàm tự nhiên cũng sẽ không khách khí nữa, nếu là có thể mượn nhờ dị ma tay, cho Lâm gia một cái hung hăng giáo huấn, đó là không thể tốt hơn nữa. Nguyên bản Tiêu Phàm muốn đem Lâm gia người dẫn đi Liễu Ma Thành, nhưng nghĩ tới Liễu Lăng Ma Tôn thực lực, Tiêu Phàm không chút do dự bỏ ý nghĩ này. Liền một cái hạ phẩm thánh tôn cảnh đều có thể giết hắn chật vật như thế, Liễu Lăng Ma Tôn có thể chưa hẳn làm gì được Lâm gia người. Nhất là cái kia Lâm Dật, hắn thế nhưng là thượng phẩm thánh tôn. Nếu như Liễu Lăng Ma Tôn biết mình bị một cái thánh đế cảnh tu sĩ cho khinh bỉ, không biết có ý nghĩ gì. Tiêu Phàm tốc độ không nhanh không chậm, tại bảo đảm thánh tôn cảnh không cách nào đuổi kịp hắn điều kiện tiên quyết, thỉnh thoảng lưu lại đặc thù khí tức, hấp dẫn Lâm gia người theo kịp. Mắt thấy khoảng cách hạt ma thành càng ngày càng gần, Tiêu Phàm thả chậm bước chân, rốt cục, ở hạt ma thành bên ngoài. Bị Lâm gia người đuổi theo. Tiểu tạp chủng, nhìn ngươi chạy chỗ nào, có gan ngươi tiến vào hạt ma thành. Một cái trung phẩm thánh tôn cảnh trung niên nam tử căm tức nhìn Tiêu Phàm. Tiêu Phàm mặc dù cải biến dung mạo, nhưng cũng không cải biến khí tức, Lâm gia người liếc mắt liền nhận ra. Đạt tới dạng này cảnh giới, cho dù ngụy trang, cũng không có quá nhiều giá trị, nhưng Tiêu Phàm biến hóa, người bình thường thật đúng là nhìn không ra. Đây cũng là hắn là vô mệnh chi nhân nguyên nhân, người khác không cách nào khóa chặt mệnh của hắn ô vuông khí tức. Lâm gia người có gan, tới giết ta a. Tiêu Phàm một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, hướng về phía Lâm gia người giơ lên ngón tay giữa. Hắn rất ít như thế ghi hận người khác, Lâm gia xem như một cái, hơn nữa 10 điểm thành công. Lâm Nho ngạo mạn, Tiêu Phàm còn rõ mồn một trước mắt, hiện nay, Lâm gia người càng là ở trên cao nhìn xuống. Cao cao tại thượng, cái này khiến Tiêu Phàm vô cùng khó chịu. Trong giọng nói của hắn đều là khiêu khích ý vị, để Lâm gia người cực kỳ tức giận.
Bọn họ rất muốn giết Tiêu Phàm, thay Lâm Nho báo thù, nhưng bọn hắn lại không dám quá mức tới gần Hạt Ma Thành, Thiên Hạt Ma Tôn hung uy, bọn họ đều lại biết rõ rành rành. Cái này nhưng là một cái liền dị ma đều sẽ trắng trợn tàn sát tên điên, lại càng không cần phải nói nhằm vào bọn họ những ngày này hoang tu sĩ. Thứ hèn nhát, Tiêu Phàm khịt mũi coi thường, nhìn thấy Lâm gia người ngừng bước, hắn cũng dứt khoát ngồi xuống. Lâm gia người nghiến răng nghiến lợi, có mấy người hung thần ác sát đi về phía trước mấy bước. Tiêu Phàm không hề bị lay động, phản mà đối với bọn hắn ngoắc ngón tay, vẻ khinh miệt lộ rõ trên mặt. Có bản lĩnh tới giết ta à? Tiêu Phàm còn kém dạng này tê hét ra, bộ dáng kia, muốn bao nhiêu tiện có bao nhiêu tiện. Đi giết hắn, Lâm gia cầm đầu người kia phất phất tay, bên cạnh hắn hai cái hạ phẩm thánh tôn đạp không mà lên, lao thẳng tới Tiêu Phàm đi. Thiên Hạt Ma Tôn mặc dù hung danh bên ngoài, nhưng Lâm gia thế nhưng là trấn áp lưu ly tịnh thổ tồn tại, kiêng kỵ về kiêng kỵ, nhưng còn chưa tới sợ hãi cấp độ. Thật là có gan, Tiêu Phàm hơi hơi kinh ngạc, điều này cũng làm cho hắn có chút thay đổi cách nhìn. Chẳng lẽ Thiên Hạt Ma Tôn hung danh còn chưa đủ đáng sợ sao? Tiêu Phàm âm thầm lắc đầu, không phải Thiên Hạt Ma Tôn không đủ đáng sợ, mà là Lâm gia quá mạnh. Liên tàn nhẫn ác độc Thiên Hạt Ma Tôn đều không để trong mắt, cái này cũng từ khía cạnh chứng minh Lâm gia cường đại. Nhìn thấy hai cái hạ phẩm thánh tôn cảnh đánh tới, Tiêu Phàm chẳng những không có e ngại, ngược lại nhếch miệng lên dị ma tà dị đường cong, tựa như âm mưu được như ý một dạng. Sau một khắc, Tiêu Phàm trên người bỗng cổ động cường đại khí tức, trực tiếp hướng về Hạt Ma Thành đánh tới. Hắn tốc độ rất nhanh, chỉ ít không thể so cái kia hai cái hạ phẩm thánh tôn cảnh chậm. Hơn nữa, trên người hắn tán phát khí thế, vậy mà ẩn ẩn so hạ phẩm thánh tôn cảnh hiếu thắng. Cái kia hai cái hạ phẩm thánh tôn cảnh kinh ngạc hết sức, tiểu tử này có thực lực như vậy, vì sao muốn trốn đây, hắn hoàn toàn có thể chính diện cùng bọn hắn chém giết a. Đang lúc hai người nghi hoặc thời khắc, Tiêu Phàm đã tới Hạt Ma Thành bên ngoài, lấy hắn tốc độ, cơ hồ chỉ là một hai cái hô hấp mà thôi. Nhìn thấy Tiêu Phàm tới gần Hạt Ma Thành, cái kia hai cái hạ phẩm thánh tôn trong lòng bản năng dâng lên một cỗ bất an. Không tốt, hắn muốn tự bảo. Nơi xa, Lâm gia cầm đầu người kia giật mình tỉnh lại, sắc mặt trở nên vô cùng nhợt nhạt. Nơi này chính là Hạt Ma Thành a, bọn họ nơi này động thủ đều có chút e ngại, bằng không mà nói, hắn đã sớm xông lên. Mà giờ khắc này, Tiêu Phàm vậy mà muốn ở chỗ này tự bảo. Một khi tự bảo, Hạt Ma Thành đoán chừng liền muốn hủy đi không ít. Đến lúc đó, Thiên Hạt Ma Tôn đoán chừng điên cuồng hơn. Thiên Hạt Ma Tôn thế nhưng lại yêu quý nhất bản thân Lông Vũ, ai nếu dám ở chỗ này làm càn, tuyệt đối là hắn không chết không thôi cửu nhân. Rất lâu không chơi tự bảo, Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, nói xong, hắn thân thể đột nhiên bành trướng đến cực hạn, oanh một tiếng nổ tung, hóa thành hủy diệt tính năng lượng ba động, phóng tới Hạt Ma Thành. Lâm gia người nhìn thấy một màn này, mặt đều muốn lục. Đi mau, cầm đầu Lâm gia tu sĩ kịp phản ứng, gầm thét một tiếng, quay người liền chuẩn bị đào tẩu, trong lòng đối Tiêu Phàm thế nhưng là hận thấu xương. Nơi này chính là Hạt Ma Thành a, người vậy mà ở đây bên trong tự bạo, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ chết sao? Cũng đúng, Tiêu Phàm xác thực không sợ chết. Người đều tự bạo, làm sao có thể còn sợ chết đây? Lâm gia người phẫn nộ tới cực điểm, bọn họ muốn giết Tiêu Phàm. Nhưng cũng không nguyện ý đắc tội Hạt Ma Tôn a. Nhưng hiện tại, Tiêu Phàm tự bảo, nhất định sẽ hủy đi Hạt Ma Thành rất lớn một bộ phận. Nếu là Tiêu Phàm còn sống, bọn họ cùng lắm thì có thể đem Tiêu Phàm bắt tới, đến lúc đó không cần bọn họ động thủ, Thiên Hạt Ma Tôn liền sẽ thay bọn hắn giết Tiêu Phàm. Nhưng mà, Tiêu Phàm lại ở tự bảo bên trong hóa thành kiếp cho, cái gì đều không lưu lại, Thiên Hạt Ma Tôn coi như muốn giết Tiêu Phàm, cũng không khả năng. Chẳng lẽ hắn cũng tự bạo, đi trên hoàng tuyền lộ giết Tiêu Phàm sao? Đừng nói giỡn, Thiên Hạt Ma Tôn tất cả phẫn nộ, đều sẽ rơi vào bọn họ Lâm gia tu sĩ trên người. Lâm gia cầm đầu tu sĩ, phản ứng đã coi như là kịp thời. Hiện tại biện pháp duy nhất, chính là thoát đi Hạt Ma Thành, càng xa càng tốt. Chỉ cần trốn về Lưu Ly Thành, mới có hy vọng sống sót, chẳng lẽ Thiên Hạt Ma Tôn sẽ còn giết tới Lưu Ly Thành hay sao? Lâm gia cầm đầu tu sĩ quyết định là chính xác, có thể mấu chốt là, còn không chờ bọn hắn phóng ra bước chân, một cỗ phô thiên cái địa khí tức cuốn tới,
giống như sóng to gió lớn, tốc độ nhanh đến cực hạn. Lâm gia một đám tu sĩ, sắc mặt tái xanh hết sức, có càng là dọa đến hai chân như nhũn ra, kém chút ngã nhào trên đất. Thật là lớn gan chó, dám giết tới ta Hạt Ma Thành. Một tiếng khàn khàn quát lớn vang vọng hư không, giống như kinh lôi, đinh tai nhức óc. Ngay sau đó, vô số hắc phụ trống rỗng xuất hiện, bao phủ Lâm gia một đám tu sĩ. Sau một khắc, Lâm gia mấy người trực tiếp ngã xuống, thân thể bắt đầu chảy mủ, hư thối, một cỗ hôi thối tràn ngập mà ra. Nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy, khẳng định cũng sẽ vô cùng kinh hãi. Hai cái kia thế nhưng là hạ phẩm thánh tôn a, vậy mà trực tiếp bị khí độc cho hòa tan. Thật là mạnh khí độc, cái này Thiên Hạt Ma Tôn, lại là biết bao khủng bố. Khó trách truyền văn Thiên Hạt Ma Tôn thực lực không mạnh, nhưng độc chi một đạo lại làm cho hạ phẩm nguyên tôn đều vô cùng kiêng kỵ. Trốn, Lâm gia cầm đầu tu sĩ gầm thét, căn bản không có nửa điểm tâm tư phản kháng, hơn nữa, hắn đã trúng độc, chỉ là hắn thực lực cường đại không ít, ẩn ẩn có thể chống đối khí độc ăn mòn. Nhưng là, những người khác nhưng là không có cái này tốt số, hạ phẩm thánh tôn đều không thể chống đối Thiên Hạt Ma Tôn khí độc, huống chi những cái kia bán bộ thánh tôn cảnh đây. Còn không chờ bọn hắn phóng ra bước chân, những cái kia bán bộ thánh tôn cảnh tu sĩ tất cả đều ngốc trệ tại nguyên chỗ, sau đó toàn thân hư thối, tựa như băng tuyết hòa tan đồng dạng, hóa thành một bãi nước đặc phiêu tán rơi dụng hư không. Còn có mấy cái hạ phẩm thánh tôn phản ứng kịp thời, may mắn trốn qua một kiếp, nhìn cách đó không xa lăn lộn nồng vụ, bọn họ một trận sợ hãi, toàn thân hiện nổi da gà lên. Để bọn hắn cảm thấy may mắn sự tình. Những cái kia lăn lộn hắc phụ cũng không có đuổi giết bọn hắn, mà là nhanh chóng hướng về Hạt Ma Thành ngưng tụ đi. Trong chớp mắt, một cái bọc lấy hắc bào thân ảnh xuất hiện ở trước mắt mọi người, đó là một cái chỉ có 1m4 tả hữu dị ma, trên mặt bị hắc sắc vành nón che lại, chỉ lộ ra một cái con mắt màu đỏ ngòm. Ở phía sau của nó, có một đầu dài hơn 2m cái đuôi toàn thân hiện lên lam sắc, chung quanh tràn ngập màu xanh nhạt huyễn quang, nhiếp nhân tâm phách. Thiên Hạt Ma Tôn, Lâm gia mấy người liếc mắt liền nhận ra, toàn thân kịch liệt phát run. Bọn họ mặc dù rất ít cùng Thiên Hạt Ma Tôn kết giao, nhưng bọn họ cũng đều biết Thiên Hạt Ma Tôn bộ dáng, đây tuyệt đối là để lưu ly tịnh thổ người người kính sợ tồn tại. Đáng sợ, khủng bố, tử vong, đây đều là Thiên Hạt Ma Tôn đại danh từ. Ở lưu ly tịnh thổ, không có mấy người dám khiêu khích Thiên Hạt Ma tộc hung uy. Thiên Hạt Ma Tôn, ta chính là Lâm gia người. Tới đây truy sát thiên hoang phản nghịch. Lâm gia người cầm đầu lấy dũng khí nói. Bọn họ giờ phút này đã bị Thiên Hạt Ma Tôn theo dõi, muốn chạy trốn đều khó có khả năng, chỉ có thể dùng Lâm gia danh hào đến chấn nhiếp nó. Lâm gia là cái gì? Thiên Hạt Ma Tôn thanh âm khàn khàn, lại hình như là kim loại kịch liệt ma sát, phát ra từng đợt thanh âm the thé, dị thường chói tai. Lời này vừa nói ra, Lâm gia mấy người sắc mặt tái xanh. Thiên Hạt Ma Tôn đây là không đem Lâm gia không coi vào đâu. Suy nghĩ một chút đã cảm thấy rất bình thường. Ở lưu ly tịnh thổ, cho dù là Lệ Si Ma Tôn đều muốn lễ kính ba phần tồn tại, lại làm sao có thể bị Lâm gia uy hiếp đây? Các ngươi đi trước, ta ngăn lại nó. Lâm gia cầm đầu tu sĩ cho mấy người khác truyền âm, hắn là trung phẩm thánh tôn, cũng là duy nhất có cơ hội ngăn lại Thiên Hạt Ma Tôn người. Đi, theo hắn một tiếng quát nhẹ vang lên. Lâm gia mấy người khác bỗng hướng về mấy cái phương hướng kích xạ đi, muốn chạy trốn, cơ hội duy nhất chính là tách ra trốn. Thiên Hạt Ma Tôn lại làm sao cường đại, cũng chỉ có thể giết một người. Huống chi, bây giờ còn có một cái trung phẩm thánh tôn ngăn lại đây. Chết, Thiên Hạt Ma Tôn lạnh lùng phun ra một chữ, ngay sau đó thân ảnh bỗng nổ tung, lần nữa hóa thành vô tận hắc vụ gào thét mà ra. Xa xa nhìn tới. Cái kia sương mù màu đen dường như một cái to lớn thiên hạt, chính mở ra miệng to như chậu máu, thôn phệ tất cả. Không hổ là Thiên Hạt Ma Tôn. Xa xa nhất tòa sơn lâm bên trong, một bóng người ngắm nhìn Thiên Hạt Ma Tôn cùng Lâm gia chiến đấu, nhếch miệng lên lướt qua một cái đường cong. Người này trừ bỏ Tiêu Phàm còn có thể là ai đây? Tiêu Phàm đương nhiên sẽ không ngốc đến thật tự bạo chẳng qua là hắn một bộ linh hồn phân thân mà thôi. Dùng một bộ linh hồn phân thân mượn đao giết người, đối với Tiêu Phàm mà nói, tốn nữa không tính quá. Mà cái này, còn vẻn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi. Không sai biệt lắm thời gian uống cạn nửa chén trà về sau,
Lâm gia cầm đầu tu sĩ kia kêu thảm một tiếng, toàn thân chảy mủ, bỗng nhiên phun ra mấy cửa máu đen, thân thể lại cũng không bị khống chế, hướng xuống đất rơi đi. Thiên hạt ma tôn căn bản không có hạ thủ lưu tình ý tứ, nó phảng phất không biết e ngại là ý gì, lại càng không cần phải nói sợ hãi Lâm gia. Nếu như mấy người kia không có đào tẩu, thiên hạt ma tôn tuyệt đối sẽ bọn họ toàn bộ lưu lại. Một cái trung phẩm thánh tôn, hai cái hạ phẩm thánh tôn, tám cái bán bộ thánh tôn, một đợt này không thua thiệt. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, dưới chân lóe lên, trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Một đợt này đâu chỉ không thua thiệt, hoàn toàn kiếm lợi lớn. Chiến quả này, có thể được xưng là huy hoàng, một bộ không có ý nghĩa linh hồn phân thân, lại tiêu diệt 11 cường giả. Nếu để cho hắn chiến đấu, tuyệt không có khả năng là đối thủ. Bất quá cái này cũng từ khía cạnh chứng minh Lâm gia cường đại, vì đuổi giết hắn cái này thánh đế cảnh, vậy mà phái ra nhiều như vậy thánh tôn cảnh cường giả. Sau một ngày, khoảng cách hạt ma thành bên ngoài mấy vạn dặm đám mây, gầm lên một tiếng bỗng vang lên. Một đám phế vật, chỉ thấy Lâm Dật lạnh lùng nhìn trước mắt quỷ mấy người, hai mắt đỏ bừng, hận không thể một cước một cái, đem bọn hắn tất cả đều đá chết. Giết một cái thánh đế cảnh tu sĩ mà thôi, vậy mà quá giang ba cái thánh tôn cảnh, tám cái bán bộ thánh tôn cảnh, cái này mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Sau nửa ngày, Lâm Dật mới khôi phục lại bình tĩnh, trầm giọng nói, các ngươi xác định, hắn đã chết. Là, bốn cái hạ phẩm thánh tôn liếc nhìn nhau, cuối cùng gật đầu hẳn là. Nhưng mà, không đợi Lâm Dật tới kịp cao hứng, một đạo lợi mang bóng từ đằng xa bay vụt mà tới, bay thẳng hắn Lâm Dật mặt mà đến. Mắt thấy cái kia lợi mang sắp tới gần thời khắc, Lâm Dật nhẹ nhàng nâng tay phải lên, duỗi ra hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy, một chuôi đoản kiếm lập tức xuất hiện ở hắn hai ngón tay. Lâm Dật sắc mặt băng hàn, hai ngón tay dùng sức bóp, đoản kiếm bỗng nổ tung, hóa thành bụi bặm. Nhưng mà cũng đúng lúc này, cái kia trong bụi bặm đột nhiên toát ra một bàn tay, hung hăng quất vào Lâm Dật trên mặt. Ba, thanh âm không lớn, nhưng đối Lâm Dật mà nói, cái này so với kinh lôi còn muốn đáng sợ. Ta lại bị quạt một bạt tai. Lâm gia những người khác cũng tất cả đều trợn to hai mắt, tựa như gặp quỷ sống một dạng. Lấy Lâm Dật thực lực, theo lý thuyết là có thể tùy tiện né tránh một cái tát kia, nhưng hắn vừa mới còn đang lửa giận sông não, hơn nữa một cái tát kia căn bản không có bất luận cái gì uy lực. Một con voi, sẽ quan tâm một con kiến công kích sao? Hiển nhiên sẽ không, Lâm Dật cũng là như thế. Một cái tát kia uy lực, đối với hắn mà nói, liền một con kiến cũng không bằng. Nhưng cũng chính là bởi vì như vậy, mới có thể sinh sinh chịu một bàn tay. Hỗn trướng, Lâm Dật biểu tình dữ tợn, ngửa mặt lên trời hét giận dữ một tiếng, bốn phía đám mây tất cả đều nổ tung, trong vòng nghìn dặm bên trong nháy mắt thanh minh hết sức. Đây chính là thượng phẩm thánh tôn uy lực, đường đường thượng phẩm thánh tôn, vậy mà người khác tát một bạt tai. Lâm Dật giống như một đầu vừa mới bị người sờ cái mông lão hổ, triệt để phát cuồng. Bỗng nhiên, Lâm gia ánh mắt mọi người, trong nháy mắt rơi vào ở ngoài mấy ngàn dặm một bóng người phía trên. Đó là một cái hắc bào nam tử, khóe miệng khẽ nhếch, trên mặt đều là trào phúng cùng khinh thường, tựa như cố ý chọc giận bọn họ một dạng. Giết hắn, Lâm Dật căn bản không cần chọc giận, hắn chỉ muốn bắt sống tiểu tử kia, đem hắn ăn sống nuốt tươi. Liền lão tử miệng ngươi đều dám rút, nhất định chính là chán sống, ngươi cho rằng ngươi có chín đầu mệnh sao. Lâm gia người, căn bản không cần Lâm Dật mệnh lệnh, đã toàn bộ xông tới, bọn họ liếc mắt một cái liền nhận ra hắc bào nam tử, chính là Tiêu Phàm. Chỉ bất quá Tiêu Phàm thời khắc này khuôn mặt, không phải hắn chân chính dung mạo. Mặc dù chuẩn bị triệt để đắc tội Lâm gia, nhưng Tiêu Phàm cũng vẫn là có chỗ giữ lại, thậm chí ngay cả linh hồn khí tức đều cải biến. Chỉ cần không rơi vào Lâm gia trong tay, quay đầu tùy ý cải biến một lần khuôn mặt, cũng không người có thể nhận ra mình. Về phần danh tự, Tiêu Phàm cũng không lo lắng, hắn chỉ cần cắn chết bản thân chưa từng tới bao giờ lưu ly tịnh thổ là được rồi, Lâm gia chẳng lẽ còn thực có can đảm ở thiên hoang thần các động thủ với hắn hay sao? Nhìn thấy Lâm gia người đánh tới, Tiêu Phàm tựa như âm mưu được như ý đồng dạng, một đầu hướng về phía dưới sơn lâm cắm xuống, tiếp tục lấy ra truyền tống ngọc bàn. Tại chỗ biến mất. Lâm gia người nhào lên thời khắc, Tiêu Phàm sớm đã vô ảnh vô tung biến mất. Lâm Dật mặt đều muốn khí xanh,
bản thân đường đường thượng phẩm thánh tôn, lại bị một cái thánh tôn cảnh tu sĩ đùa bỡn. Vương giả lại bị một con kiến hôi đùa bỡn. Tìm cho ta, Lâm Giật đằng đằng sát khí, nguyên bản hắn cũng không phải thật ghi hận Tiêu Phàm, dù sao Lâm Nho chỉ là đang Lâm gia địa vị đặc thù một điểm, chính là dòng chính, nhưng nàng thực lực cũng không làm sao. Thậm chí Lâm gia không ít người đều xem thường hắn, nhìn không nổi hắn, Lâm Giật chính là một cái trong số đó. Thân làm Lâm gia ở Lưu Ly tỉnh thổ người phát ngôn, Lâm Giật chỉ là muốn giết Tiêu Phàm, coi như là cho Lâm Nho báo thù, sau đó cho Lâm gia một cái công đạo mà thôi. Nhưng hiện tại, cái này run rế, vậy mà lại nhiều lần khiêu khích bản thân, Lâm Giật đã triệt để tức giận. Đại nhân, hắn ở nơi đó. Trong đó một cái hạ phẩm thánh tôn chỉ chân trời nói. Quả nhiên, nơi đó một điểm đen hóa thành một đạo thiểm điện biến mất ở chân trời, tốc độ nhanh chóng, hoàn toàn không kém gì hạ phẩm thánh tôn. Hô, Lâm Giật thân hình lóe lên, nhanh chóng đuổi theo, Lâm gia những người khác nơi nào còn dám do dự. Một đuổi một chạy, khoảng cách mấy vạn dặm, đối với thánh tôn cảnh tu sĩ mà nói, chỉ là mấy chục cái hô hấp mà thôi, thậm chí đều không cần. Chỉ một thoáng, một tòa hắc khí ngất trời ma thành tiến nhập Lâm gia tu sĩ trong mắt. Hạt ma thành, trong đó một cái hạ phẩm thánh tôn kêu sợ hãi, hắn chính là trước đó may mắn trốn ra được bốn người một trong, bây giờ lần nữa trở lại hạt ma thành, nhường hắn cả người bốc nổi da gà lên. Hắn còn rõ ràng nhớ kỹ, Lâm gia cái kia trung phẩm thánh tôn cùng mấy người khác chết thảm một màn, quả thực bị người tê cả da đầu. Mấy người khác sắc mặt cũng chẳng tốt đẹp gì. Không đến vạn bất đắc dĩ, bọn họ cũng không nguyện ý mạo phạm hạt ma thành thiên hạt ma tôn tên biến thái kia, ai cũng e ngại. Bất quá bọn hắn khi nhìn đến Lâm Giật về sau, lòng khẩn trương nhảy chậm rãi lắng xuống. Lâm Giật thế nhưng là thượng phẩm thánh tôn, hơn nữa còn là cùng giai bên trong thiên tài, coi như không phải thiên hạt ma tôn đối thủ, nhưng ngăn lại thiên hạt ma sát, cái kia không khó lắm a. Sau một khắc, bọn hắn ánh mắt trong nháy mắt ngưng tụ ở sắp tới gần hạt ma thành một cái áo đen thân ảnh bên trên. Tới giết ta a, áo bào đen thân ảnh khinh thường nhìn xem Lâm Giật, trong lời nói đều là khiêu khích ý tứ. Lâm Giật nguyên bản nổi điên sát khí, đang đến gần hạt ma thành thời khắc, cũng chậm chậm lắng xuống. Hắn mặc dù xem như Lâm gia người phát ngôn, cũng là Lưu Ly thành phó thành chủ, Lưu Ly tỉnh thổ có thể nói là khắp nơi đều đi. Nhưng là... đã có như vậy hai cái địa phương hắn không dám tùy tiện tới gần, một cái là lệ si ma tôn vị trí viêm ma thành, một cái khác chính là hạt ma thành. Nhưng nhìn thấy Tiêu Phàm trên mặt tiện tiện nụ cười, Lâm Giật liền khí không đánh một chỗ. Theo lý thuyết đạt tới hắn dạng này cảnh giới, tâm tính đã là kiên định không thay đổi, dù sao, thiên hoang người, từ đột phá thánh đế cảnh bắt đầu, liền bắt đầu ở ma quật lịch luyện. Mà giờ khắc này... Lâm Giật thật rất muốn giết rơi Tiêu Phàm. Qua nhiều năm như vậy, hắn còn chưa bao giờ nghĩ như vậy giết một người. Tiêu Phàm tính là cái thứ nhất, còn thượng phẩm thánh tôn, đớp cứt ra. Tiêu Phàm tiếp tục thiêu động Lâm Giật thần kinh. Hô, chỉ một thoáng, Lâm Giật bỗng tại chỗ biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đã là ở Tiêu Phàm trước người. Phốc suy một tiếng, Lâm Giật bàn tay giống như một chuôi đao nhọn, hung hăng nhập vào Tiêu Phàm lồng ngực. Tiêu Phàm trợn to hai mắt, vô cùng ngạc nhiên nhìn xem Lâm Giật. Lâm gia người thì là vẻ mặt kích động, rốt cục giết chết tên tiểu tử này. Ngươi nha, thật sự coi chính mình thánh đế cảnh đỉnh phong liền vô địch thiên hạ. Vậy mà cách xa nhau khoảng cách mấy trăm dặm, liền dám khiêu khích một cái thượng phẩm thánh tôn, đây không phải tự tìm cái chết thì là cái gì chứ? Lâm Giật vẻ mặt hung ác nhìn xem Tiêu Phàm, vừa định mở miệng châm chọc vài câu. Nhưng mà một khắc sau, hắn sắc mặt tái xanh, bởi vì trước mắt hắn Tiêu Phàm, vậy mà hóa thành một làn khói xanh, trong nháy mắt tan thành mây khói. Cùng lúc đó, ngoài mấy trăm dặm, một cỗ mạnh mẽ khí tức đột nhiên bạo khởi. Các ngươi phải cố gắng sống sót, một đạo ngoạn vị thanh âm vang lên. Oanh, vừa dứt lời, một tiếng ngập trời nổ vang truyền ra, chẳng biết lúc nào, nơi đó lại xuất hiện một cái Tiêu Phàm, trực tiếp khí thế bành trướng, hướng về hạt ma thành đánh tới. Vừa mới tới gần hạt ma thành, hắn liền tự bảo. Mà mẹ nó, trước đó đã trải qua một màn này Lâm gia tu sĩ, đồng thời tuôn ra nói tục. Cùng lúc đó, hắc phụ cuồn cuộn cuồn cuộn, hóa thành một cái ngập trời bò cạp ma đánh giết mà tới, trong nháy mắt tập trung vào Lâm Giật.
Lâm Dật cũng là sắc mặt biến hóa, bất quá hắn rất nhanh bình tĩnh trở lại, trong tay trống rỗng xuất hiện một thanh kiếm sắc, hung hăng một kiếm chém xuống. Phốc suy một tiếng, hắc phụ bị kiếm khí chém thành hai đoạn, sau đó lại tại hư không dung hợp, hóa thành một cái thấp bé áo bào đen thân ảnh. Lâm Dật, ngươi Lâm gia lại nhiều lần đi tìm cái chết sao? Áo bào đen thanh âm nói xong thiên hoang ngôn ngữ, đằng đằng sát khí, bất quá cũng không vội vã động thủ. Lâm gia những người khác, giết cũng liền giết. Nhưng Lâm Dật, thế nhưng là Lưu Ly thành phó thành chủ, Lâm gia người phát ngôn. Hắn nếu chết ở chỗ này, Lâm gia khả năng điều động hạ phẩm nguyên tôn tới đây, với hắn mà nói, ít nhiều cũng phải phiền phức một phen. Thiên Hạt, bản tôn tới đây, chỉ vì chu sát thiên hoang phản đồ, vô ý cùng ngươi khai chiến. Lâm Dật thần sắc khôi phục lại bình tĩnh, bất quá hắn vẻ đề phòng không giảm mảy may. Hắn cùng với Thiên Hạt Ma Tôn cũng không chỉ đánh qua một hai lần qua lại, biết rõ đối phương mạnh mẽ và kinh khủng. Lại là không thú vị lấy cớ, muốn chiến liền chiến, bản tôn còn sợ ngươi hay sao? Thiên Hạt Ma Tôn cười lạnh một tiếng, sát khí trên người càng ngày càng đậm hơn. Lăn lộn hắc sắc độc vụ hướng về bốn phía tràn ngập, dọa đến Lâm gia những người khác toàn thân run lên. Vậy liền đánh đi, Lâm Dật lạnh lùng phun ra mấy chữ. Thiên Hạt Ma Tôn dĩ nhiên nhường hắn vô cùng kiêng kỵ, nhưng còn chưa tới sợ hãi cấp độ, thân làm Lâm gia người phát ngôn, hắn lại làm sao có thể nhận túng đây. Như ngươi mong muốn, Thiên Hạt Ma Tôn thanh âm khàn khàn vang lên. Nói xong, hắn thân thể bỗng nổ tung, hóa thành vô tận khói độc từ bốn phương tám hướng vây công Lâm Dật. Lâm Dật sắc mặt âm trầm, nhưng xuất thủ cũng cực kỳ lăng lệ. Từng đạo kiếm hồng tại hư không nở rộ, vô hình kia khói độc, lại bị hắn đem cắt ra. Kiếm chi bản nguyên, có thể đem bản tôn làm sao? Thanh âm khàn khàn tại hư không quanh quẩn, trong giọng nói mang theo một tia khinh thường. Hắn không muốn giết Lâm Dật, quả thật có như vậy một chút kiêng kỵ, nhưng thật muốn nói không dám, cái kia cũng không khả năng. Lưu Ly tịnh thổ cố nhiên là Lâm gia trấn thủ ma quật một trong. Nhưng Thiên Hạt Ma Tôn phía sau cũng không phải không có người ủng hộ. Chỉ là đối với bọn hắn những thành chủ này cấp bậc dị ma mà nói, đợi ở tam tinh ma quật, xa so với đợi ở tứ tinh ma quật cùng ngũ tinh ma quật còn sảng khoái hơn rất nhiều. Dù sao, đến tứ tinh ma quật cùng ngũ tinh ma quật, địa vị của bọn hắn nhưng là không có như vậy tôn quý. Nhưng là, nếu như Lâm Dật thật muốn không chết không thôi, Thiên Hạt Ma Quật cũng sẽ phụng bồi tới cùng. Chỉ có giết sợ Lâm gia mới có thể thật kiêng kỵ hắn. Lâm gia vì sao không kiêng kỵ mặt khác ma thành, hơn nữa mỗi qua một đoạn thời gian liền sẽ xuất thủ, không phải liền là bởi vì mặt khác ma thành thành chủ bó tay bó chân sao? Hắn Thiên Hạt Ma Tôn hung danh, thế nhưng là giết ra đến. Không chỉ giết thiên hoang tu sĩ, liền dị ma hắn cũng đồng dạng giết không tha, người điên như vậy, ai không sợ hắn đây? Hai người đại chiến kịch liệt. Thượng phẩm thánh tôn cùng tam tinh ma tôn thực lực, vốn liền không phân cao thấp. Chỉ là bởi vì hệ thống tu luyện khác biệt, chú trọng phương diện không giống nhau mà thôi. Lâm gia tu sĩ vừa lui lại lui, không dám tới gần chiến trường quá gần, thượng phẩm thánh tôn chiến đấu dư ba, cũng đủ để chấn thương bọn họ. Đương nhiên, chủ yếu nhất là, thiên hạt ma tôn khói độc, đối với bọn hắn mà nói mới thật sự là chí mạng. Không chung, thiên băng địa liệt. Càn khôn té ngã, một cái lỗ đen thật lớn, thôn phệ tất cả. Thượng phẩm thánh tôn chi uy, không nói hủy thiên diệt địa, cái kia cũng không xê xích gì nhiều. Cũng chính là ma quật dạng này không gian bích lũy dị thường kiên cố, nếu là đặt ở thái cổ thần giới, đoán chừng đã sớm hủy diệt mấy chục cái địa vực, không có mấy chục năm, vậy sẽ không khôi phục. Đây cũng là thiên hoang đem chiến trường mở ra ở ma quật một trong những nguyên nhân. Một khi dị ma giết ra ma quật, đối thiên hoang, đối thái cổ thần giới, tuyệt đối là tai nạn tính. Lâm gia quả nhiên rất xem trọng ngươi, vậy mà cho như thế pháp bảo. Sau nửa ngày, Thiên Hạt Ma Tôn đẩy lui đối diện Lâm Dật, liền rời khỏi hơn 10 dặm, cũng không tiếp tục xuất thủ. Cái kia đỏ thắm con ngươi, lạnh lùng hướng về Lâm Dật quanh thân một kiện sáng lên bảo giáp. Bảo giáp phía trên hình thành một màn ánh sáng, bốn phía hắc sắc khí độc. Tất cả đều bị chống đối bên ngoài, căn bản không đến gần được mảy may. Đây cũng là Lâm Dật dám cùng Thiên Hạt Ma Tôn chiến đấu lớn nhất lực lượng, bởi vì cái này bảo giáp, có thể khắc chế Thiên Hạt Ma Tôn.
cũng không phải nói khắc chế, mà là cái này bảo giáp, có thể chống đối khí độc ăn mòn mà thôi. Nếu như khí độc xuyên thấu bảo giáp phòng ngự, dọc theo Lâm Dật làn da xâm nhập thể nội, Lâm Dật cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Dật chưa từng mở miệng, nhưng trên mặt vẻ kiêu ngạo lộ rõ trên mặt. Lâm gia, thân làm thiên hoang 10 đại gia tộc một trong, tự nhiên có những người khác không thể so sánh nổi lực lượng cùng nội tình. Ngươi có thể lăn, Thiên Hạt Ma Tôn tiếp tục nói. Nghe nói như thế, Lâm Dật không tự chủ được bật cười, nhưng mà, làm Thiên Hạt Ma Tôn nói ra tiếp xuống một câu lúc, nụ cười trên mặt hắn trong nháy mắt ngưng kết. Nhưng, bọn họ đều phải lưu lại, bằng không, đều tưởng rằng Hạt Ma Thành dễ khi dễ, cái gì A Miêu A Cẩu cũng dám tới đây làm càn. Thiên Hạt Ma Tôn tiếp tục nói. Hắn cũng không quản Lâm Dật thái độ gì, hắn nhẹ nhàng phất phất tay, đột nhiên, Hạt Ma Thành phương hướng, rậm rạp chẳng chịt thân ảnh gào thét mà ra. Xa xa nhìn tới, một đầu hắc sắc trường hà vượt qua chân trời, tại hư không bay múa, lao thẳng tới Lâm gia tu sĩ khác đi. Làm Lâm Dật thấy rõ ràng hắc hà bên trong đồ vật lúc, toàn thân không tự chủ được hiện nổi da gà lên. Đầu kia hắc hà, dĩ nhiên là vô số hắc sắc bò cạp ma tạo thành, có mấy cỗ khí tức, vậy mà không kém gì trung phẩm thánh tôn. Thiên Hạt, ngươi dám? Lâm Dật hét giận dữ, bọn họ mà chết, ta Lâm gia cùng ngươi không chết không thôi. Rậm rạp chằng chịt bò cạp ma, số lượng nhiều, thực lực mạnh, tuyệt đối không phải Lâm gia những tu sĩ kia có thể địch nổi. Một khi bị bao vây, Lâm gia đám người chỉ có tử vong phần. Nhưng mà, Thiên Hạt Ma Tôn căn bản không có để ý tới Lâm Dật, ngược lại ngăn cản đường đi của hắn. Lâm gia uy hiếp, hắn dĩ nhiên lo lắng, nhưng thân làm thượng phẩm ma tôn ngạo khí, nhưng hắn sẽ không lựa chọn thỏa hiệp. Ngươi Lâm gia lại nhiều lần xâm phạm ta Hạt Ma Thành, thật sự cho rằng ta Thiên Hạt Ma Tôn dễ khi dễ sao? Đi, Lâm Dật biết rõ, Thiên Hạt Ma Tôn là thật động sát tâm, bằng chính hắn, là cứu không được những người kia. Theo Lâm Dật một tiếng quát như sấm, Lâm gia tu sĩ lấy lại tinh thần, khi thấy cái kia rậm rạp chẳng chịt bò cạp ma lúc, bọn họ khắp cả người phát lạnh. Giờ phút này không trốn, chờ chút liền trốn không thoát. Tê trốn ở ngoài vạn dặm Tiêu Phàm, cũng không nhịn được hít một hơi lạnh. Nhiều như vậy dị ma, nhất định chính là cá giết sang sông, không có một ngọn cỏ a. Dù cho hắn thường thấy cảnh tượng hoành tráng, có thể thấy bò cạp ma tạo thành hắc sắc thiên hà, hắn toàn thân đều có chút phát lạnh. Hắn cũng biết, một khi mấy người kia tử vong, Lâm gia cùng Thiên Hạt Ma Tôn khẳng định không chết không thôi. Đến lúc đó, Lâm gia ứng phó Thiên Hạt Ma Tôn cũng không kịp, nơi nào còn có rảnh rỗi ứng phó hắn đây. Hắn cái này thánh đế cảnh đỉnh phong, ở Tam Tinh Ma Quật, vẻn vẹn chỉ là con tôm nhỏ mà thôi, dù cho đứng ở cái kia, đều sẽ không có người nhìn nhiều run rế. Đột nhiên, Tiêu Phàm ánh mắt chuyển động, nhìn về phía cách đó không xa đen nhánh Hạt Ma Thành, âm thầm trầm ngâm nói, muốn hay không lại cho Lâm gia thêm một mồi lửa đây. Ta có phải hay không quá âm hiểm? Tiêu Phàm nói một mình, đột nhiên nhe răng cười một tiếng, nếu như Hạt Ma Thành nổ tung, không biết lại sẽ phát sinh cái gì. Lâm Dật cùng Thiên Hạt Ma Tôn tuyệt đối không thể nào nghĩ đến, bọn họ chiến đấu kịch liệt thời điểm, đã có người đem chủ ý đánh tới Hạt Ma Thành phía trên. Tiêu Phàm lặng lẽ làm thịt một đầu tuần tra dị ma, biến thành bộ dáng, không chút kiêng kỵ đi vào Hạt Ma Thành. Nếu là lúc trước, Tiêu Phàm muốn hủy đi Hạt Ma Thành, cái kia là không thể nào làm được. Nhưng là, hắn thiên tài phát hiện phá diệt chi lực, loại này không kém gì bản nguyên chi lực lực lượng, uy lực vô tận. Chuẩn xác mà nói, phá diệt chi lực hẳn là càng dùng tốt hơn, bởi vì thứ này dùng nguyên tinh cùng ma tinh liền có thể làm được. Bất quá Tiêu Phàm rất nhanh liền nghĩ đến một vấn đề, muốn nổ tung Hạt Ma Thành, lại cần bao nhiêu phá diệt chi lực đây? Hắn thể nội thế giới bên trong, chia ra vô số bản thân, bắt đầu dung hợp phá diệt chi lực. Chỉ một lát sau, Tiêu Phàm trong tay liền xuất hiện một đoàn kim sắc quang mang chung quanh hiện lên một chút đặc thù thần văn, khóa lại tất cả khí tức. Bằng không mà nói, chỉ cần kim sắc quang mang xuất hiện, dị ma liền có thể phát hiện. Chẳng những hắn kế hoạch phải thất bại, liền chính hắn đều có thể thua ở bên trong. Đoàn này phá diệt chi lực, hòa Tiêu Phàm 50 vạn ma tinh, cùng 5.000 vạn nguyên tinh. Tiêu Phàm lòng đang rỉ máu, phải biết, trên người của hắn nguyên tinh vẻn vẹn còn lại không đến 3 ức a. Cứ như vậy một đoàn,
liền xài hắn dòng dã 5.000 vạn. Một đoàn uy lực có phải hay không quá nhỏ? Vạn nhất hủy không được hạt ma thành, đây chẳng phải là lãng phí một cách vô ích. Tiêu Phàm trầm ngâm một tiếng. Ngay sau đó khẽ cắn môi, lại lấy ra 4 đám phá diệt chi lực, trong đó 3 đám cùng hắn vừa rồi đoàn kia không xê xích bao nhiêu, mà trong đó còn có một đoàn, lại là dòng dã gấp 2 lớn. 2 ức 9.000 vạn nguyên tinh, 290 vạn ma tinh. Tiêu Phàm thanh âm có chút nghẹn ngào. Vì ngưng tụ cái này 5 đám phá diệt chi lực, Tiêu Phàm đem hắn tất cả nguyên tinh đều hao tổn không, Tiêu Phàm mặc dù hào phóng, nhưng là chưa từng có phá của như vậy qua. Đây không phải hạ phẩm nguyên tinh, trung phẩm nguyên tinh, mà là cực phẩm nguyên tinh A. Hiện tại, trên người hắn chỉ còn lại mấy chục vạn cực phẩm long tinh, không đến vạn bất đắc dĩ, ở những cái này cực phẩm long tinh hắn đều sẽ không vận dụng. Tu luyện đều không có như vậy đốt tiền A. Tiêu Phàm thở dài một tiếng. Hắn từ thánh đế cảnh hậu kỳ, đột phá thánh đế cảnh đỉnh phong, mới hoa 4 ức cực phẩm nguyên tinh mà thôi, bây giờ vì nghe một tiếng vang, vậy mà liền hoa gần 3 ức, cái này khiến hắn làm sao không đau lòng. Bất quá, khi hắn nghĩ đến, không cần đến 3 ức nguyên tinh, liền nổ tung một tòa tam tinh ma thành lúc, lại cảm thấy tốn nữa không tính quá. Dù sao, cái này còn không đủ để tạo nên hắn một cái thánh đế cảnh đỉnh phong đây. Ngươi suy nghĩ một chút, một cái thánh đế cảnh đỉnh phong tự sát, lại tiêu diệt một tòa tam tinh ma thành, có thể không có lợi lắm sao? Tiêu Phàm cũng chỉ có như vậy tự an ủi mình. Ngay sau đó, hắn tìm một góc hẻo lánh, nhanh chóng chia ra 4 cỗ linh hồn phân thân, phân biệt mang theo một đoàn phá diệt chi lực rời đi. Hắn biết rõ, thiên hạt ma tôn diệt đi Lâm gia những người kia, căn bản không được bao lâu thời gian. Một khi thiên hạt ma tôn cùng những cái kia dị ma về thành, đó chính là hắn tử kỳ. Tiêu Phàm đang liều, căn bản chính là dùng mệnh đang liều. Không sai biệt lắm thời gian uống cạn nửa chén trà về sau, Tiêu Phàm từ một cái cửa thành đi ra, cũng không quay đầu lại rời xa hạt ma thành. Chân trời, Lâm gia người đã chết hơn phân nửa, chỉ có mấy cái thánh tôn cảnh còn đang đau khổ ủng hộ. Lâm Giật gần như điên cuồng, hung mãnh cùng thiên hạt ma thành đụng vào nhau, vậy mà lờ mờ chiếm cứ thượng phong. Thiên hạt ma tôn quả nhiên quá yếu, Tiêu Phàm âm thầm lắc đầu, trong lòng một trận xem thường. Nếu như người khác nghe nói như thế, đoán chừng sẽ giận mắng không thôi. Người nha, thiên hạt ma tôn còn yếu. Ở nơi này thế nhưng là lưu ly tịnh thổ xếp hạng thứ 3 tồn tại, yếu hơn nữa có thể yếu đi nơi nào. Bất quá Tiêu Phàm cho rằng như vậy cũng không gì đáng trách, thiên hạt ma tôn thực lực, tại đồng bậc bên trong xác thực không tính mạnh. Hắn sở dĩ bị người như thế kính sợ tránh xa, là của hắn độc đạo. Xa một chút nữa. Tiêu Phàm trong lòng mặc niệm, tùy thời đều chuẩn bị khởi động cái kia 5 đám phá diệt chi lực. Phá diệt chi lực khống chế không tốt, hết sức dễ dàng bạo tạc, Tiêu Phàm bố trí những cái kia thần văn, không những có thể phong ấn phá diệt chi lực khí tức, còn có thể để cho giữ vững bình tĩnh. Nhưng một khi cởi ra thần văn phong ấn, cái kia trong nháy mắt sẽ phóng thích. Tiêu Phàm không cách nào tưởng tượng, gần 3 ức nguyên tinh cùng 300 vạn ma tinh dung luyện phá diệt chi lực, sẽ có được như thế nào uy lực. Hắn chỉ biết là, một sợi phá diệt chi lực, liền có thể trọng thương thánh đế cảnh tiền kỳ. Cái này 5 đám phá diệt chi lực, đâu chỉ vạn sợi, mấy chục vạn đều có. Uy lực của hắn, tuyệt đối không kém gì mấy chục vạn cái thánh đế cảnh tiền kỳ tự bạo sinh ra uy lực. Mấy chục vạn cái thánh đế cảnh tiền kỳ tự bạo A, chỉ là suy nghĩ một chút, đã cảm thấy tê cả da đầu. Không sai biệt lắm. Tiêu Phàm rời xa hạt ma thành 7-8 ngàn dặm, rốt cục cũng ngừng lại, sau đó hai tay kết ấn, ánh mắt lộ ra chờ mong. Cùng lúc đó, Lâm Giật cùng hạt ma thành lần nữa tách ra, Lâm Giật nhìn thấy nơi xa còn sót lại hai cái thánh tôn cảnh cấp dưới, khóe mắt, hai mắt kém chút chảy ra máu. Những người này, đều là của hắn dòng chính, là hắn nắm trong tay lực lượng. Nhưng mà hôm nay, phần lớn người đều chôn xương nơi đây, với hắn mà nói. Tuyệt đối là một loại không có thể tiếp nhận đả kích. Thiên hạt, người chuẩn bị tiếp nhận ta Lâm gia lửa giận A. Lâm Giật biểu tình giữ tợn uy hiếp nói. Bản tôn, thiên hạt ma tôn mặt coi thường, vừa mới chuẩn bị nói vài lời khinh bỉ mà nói. Nhưng mà, oanh, một tiếng ngập trời nổ mạnh truyền đến, kèm theo một cỗ khí tức mang tính chất hủy diệt phóng lên tận trời,
toàn bộ lưu ly tịnh thổ đều mãnh liệt run bỗng nhúc nhích. Thiên địa rung động, dường như tận thế một dạng. Tất cả mọi người chiến đấu toàn bộ trong nháy mắt đình chỉ, thiên hạt ma tôn cùng lâm giật tất cả đều kinh hãi quay đầu nhìn tới, sán lạn ngời ngời kim quang ở tại bọn hắn đôi mắt nở rộ. Giống như một cái mặt trời hung hăng đập trên mặt đất đồng dạng, là như vậy chói mắt. Cái kia sáng lạng kim mang, đâm đến bọn họ những cái này thánh tôn cảnh cường giả đều không mở mắt ra được. Hủy diệt, trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người trong đầu không hẹn mà cùng toát ra cái từ này. Kim sắc quang mang quét ngang tứ phương, đại địa ở băng liệt, lún xuống, kim quang qua, tất cả sinh cơ biến mất, toàn bộ sinh linh toàn bộ diệt vong, cái gì đều không lưu lại. Toàn lực cuồng bạo khí lãng từng đợt, quét sạch tứ phương. Thiên hạt ma tôn đỏ thắm con người kém chút trợn lên, không đợi hắn mở miệng gào thét, hào quang màu vàng óng kia liền va chạm trên người bọn hắn. Dù cho lấy thiên hạt ma tôn thực lực, cũng bị chấn động phế phủ kém chút nổ tung, thân thể càng là giống như diều bị đứt dây đồng dạng, bay ngược mà ra, trong miệng phun ra một ngụm máu đen. Lâm giật cũng chẳng tốt đẹp gì, liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi, sắc mặt một trận vặn vẹo, to lớn sóng gió uy áp, hắn hoàn toàn ngăn cản không nổi. Mạnh, quá mạnh, về phần những cái kia bò gặp ma cùng lâm ra còn sót lại hai cái thánh tôn cảnh tu sĩ, tất cả đều bị chấn vỡ không ngừng ho ra máu, có một ít cấp thấp bò gặp ma, càng là tan xương nát thịt. Tiêu Phàm nguyên bản đã trốn ra 7-8 ngàn dặm, nhưng làm thôi động phá diệt chi lực nổ tung một sát na kia, hắn liền hối hận. Phá diệt chi lực uy lực nổ tung, hoàn toàn vượt qua dự liệu của hắn. Mà mẹ nó, Tiêu Phàm giận mắng một tiếng. Xoay người bỏ chạy. Tiêu Phàm nhấc chân chạy, tại chạy trốn quá trình bên trong, hắn không chút do dự phủ thêm thí thần cho hắn luyện chế chiến giáp, đồng thời đưa cho chính mình thêm mấy đạo không gian thần văn. Nhưng hắn vẻn vẹn chạy ra hơn 1000 dặm, liền bị kim quang bao phủ, cũng may có chiến giáp hộ thể, vẻn vẹn chấn thương đầu có chút choáng váng. Cái này cũng cùng hắn rời xa trung tâm vụ nổ 9000 dặm có quan hệ, nếu là cùng lâm giật cùng thiên hạt ma tôn một dạng. Hắn khẳng định nửa cái mạng cũng bị mất. Khủng bố, Tiêu Phàm lung lay đầu, để cho mình tỉnh táo lại. Uy lực này, thực sự quá kinh khủng. Tiêu Phàm vốn cho là, điểm ấy phá diệt chi lực, tối đa cũng liền có thể hủy đi hạt ma thành mà thôi, lợi hại hơn nữa một điểm, lại nhiều hủy đi 3000 dặm chu vi hẳn là cực hạn A. Nhưng mà, làm bụi bặm tiêu tán, thiên địa bình tĩnh trở lại, hắn nhìn thấy trước mắt gần 20000 dặm đường kính hố to lúc. Tiêu Phàm trợn tròn mắt. Thiên hạt ma tôn, ta tuyệt đối không phải cố ý. Ta chỉ là muốn hủy đi hạt ma thành mà thôi, chưa bao giờ nghĩ tới làm một cái như vậy hố to đi ra a. Nếu như thiên hạt ma tôn nghe được Tiêu Phàm tiếng lòng, không thông báo giận thành bộ dáng gì. Nha, hai cái này ức nhiều nguyên tinh hoa quá giá trị. Tiêu Phàm âm thầm cảm thán một tiếng, tuôn ra nói tục. Hắn nội tâm âm thầm thề, lần tiếp theo ta nhất định chỉ dùng 2000 vạn nguyên tinh, tuyệt đối phải đem uy lực nổ tung khống chế ở nhất định phạm vi bên trong. Tiết kiệm nguyên tinh, người người đều có trách nhiệm. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm vô sỉ cười. Mặc dù bây giờ một nghèo hai trắng, chỉ còn lại có mấy chục vạn cực phẩm long tinh, nhưng hắn vẫn là vô cùng khai tâm. Đương nhiên, ở trong mắt Tiêu Phàm, mấy chục vạn cực phẩm long tinh là không tính tiền, đây là hắn vốn ban đầu. Không đến vạn bất đắc dĩ sẽ không vận dụng. A một trận bén nhọn tiếng hét lớn đem Tiêu Phàm suy nghĩ kéo lại. Ngẩng đầu nhìn tới, lại là nhìn thấy trên 9 tầng trời, thiên hạt ma tôn giang hai cánh tay, tức giận gào thét, một lát sau, trong miệng hắn lại phun ra mấy cửa huyết dịch. Hiển nhiên là bị tức. Dù cho vừa mới bị phá diệt chi lực dư âm nổ mạnh quét chúng, hắn cũng vẻn vẹn phun ra một ngụm máu tươi mà thôi, mà bây giờ, hắn nôn mấy cửa. Có thể nghĩ hắn thời khắc này bi phẫn. Hạt ma thành, nhưng là hắn căn. Hiện tại, hắn căn không thấy, cái này khiến hắn làm sao không giận đây. Lâm gia, bản tôn cùng các ngươi không chết không thôi. Thiên hạt ma tôn gào thét một tiếng, hắn đỏ thắm con ngươi bỗng nhiên rơi ở cách đó không xa lung la lung lay lâm giật trên người. Trong đầu hắn trả về nhớ tới bạo tạc trước đó, lâm giật nói câu nói kia. Đây không phải lâm gia làm. Lại là ai làm đây? Khó trách lâm gia lại nhiều lần khiêu khích hắn thiên hạt ma tôn, nguyên lai bọn họ đã sớm nghĩ đến tính toán mình a.
Lâm Dật cố ý ngăn chặn bản thân, chính là vì cho Lâm gia những người khác sáng tạo cơ hội. Nếu như Tiêu Phàm biết rõ Thiên Hạt Ma Tôn đã bắt đầu bổ não, nhất định sẽ mừng rỡ không thôi. Mặc dù hắn mục đích cũng là dạng này, nhưng dễ dàng như vậy hoàn thành, khó tránh khỏi là sẽ có chút kiêu ngạo. Lâm Dật nghe được lời nói của Thiên Hạt Ma Tôn, sắc mặt đại biến, liền vội vàng giải thích nói, Thiên Hạt, việc này cùng ta Lâm gia tuyệt không liên quan. Thiên Hạt Ma Tôn bỗng nhiên quay đầu, hắn vành nón phía dưới, một tấm màu xanh nhạt mặt hiển lộ mà ra, một đôi đỏ thắm con ngươi, giống như thiêu đốt lấy hỏa diễm. Giờ phút này, hắn phẫn nộ đến cực hạn, đối với Lâm gia lại không nửa điểm kiêng kỵ. Trước kia kiêng kỵ Lâm gia, không phải liền là sợ Lâm gia phái ra vô số cường giả, đem nơi ở của hắn cho bưng sao. Hiện tại, nơi ở của hắn đã không thấy, cái kia còn có cái gì có thể kiêng kỵ đây? Lâm gia, nên giết. Thiên Hạt Ma Tôn lạnh như băng dùng ma quật ngôn ngữ phun ra mấy chữ, sau đó sát khí nặng nề hướng đi lung la lung lay Lâm Dật. Lâm Dật thực lực còn ở trên Thiên Hạt Ma Tôn, có thể hắn nhục thể không bằng Thiên Hạt Ma Tôn, cái này cũng cùng dị ma dùng khí số luyện thể phương thức tu luyện có quan hệ. Bằng không mà nói, Lâm Dật cũng sẽ không so Thiên Hạt Ma Tôn tổn thương nghiêm trọng. Hô, Lâm Dật không nói hai lời, xoay người bỏ chạy. Hiện tại giải thích lại nhiều cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, Thiên Hạt Ma Tôn đã phát cuồng, tiếp tục lưu lại nơi này, có cực lớn có thể muốn chết. Lâm Dật không phải người ngu, càng không phải là vì thiên hoang mà hy sinh vì nghĩa người, hắn chỉ muốn sống sót. Không thể không nói, Lâm Dật chạy trối chết tốc độ vẫn là rất nhanh, dù cho hắn đã bản thân bị trọng thương. Giết, Thiên Hạt Ma Tôn nổi giận gầm lên một tiếng, không chút do dự xông tới. Mặt khác bất tử bò cạp ma, cũng vẻn vẹn đi theo. Hạt ma thành bị hủy, Thiên Hạt Ma Tôn đã triệt để tức giận, không giết mấy vạn thiên hoang tu sĩ, hắn chết cũng sẽ không cam tâm. Nơi nào thiên hoang tu sĩ nhiều nhất, tự nhiên là Lưu Ly Thành. Thiên Hạt Ma Tôn căn bản không cần cố ý đuổi theo hắn, Lâm Dật khẳng định cũng sẽ trốn hướng Lưu Ly Thành, hắn hiện tại, chỉ muốn đi Lưu Ly Thành đại khai sát giới. Mấy tức về sau, Thiên Hạt Ma Tôn dẫn theo một đám bò cạp ma biến mất, khắp nơi trở nên lặng ngắt như tờ. Tiêu Phàm vụng trộm ngoi đầu lên, nhìn xem hai vạn dặm phương viên, một mảnh hỗn độn phế tích, không kiềm hãm được nuốt nước miếng một cái. Hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, bản thân lại chính là kẻ cầm đầu. Đáng sợ, Tiêu Phàm cũng nhìn không được cảm thấy mình đáng sợ, mà hắn phát hiện phá diệt chi lực dung hợp, tuyệt đối là kinh thiên động địa, khoáng cổ tuyệt kim phát minh. Bất quá suy nghĩ một chút, Tiêu Phàm lại cảm thấy có chút không đúng. Thiên hoang cùng dị ma đánh nhau, đâu chỉ trăm vạn năm. Thời gian dài như vậy, dị ma cùng thiên hoang tu sĩ, liền cái này đều không phát hiện được sao. Hiển nhiên là không thể nào. Khả năng duy nhất chính là, chỉ có hắn Tiêu Phàm, mới có thể chân chính dung hợp nguyên tinh cùng ma tinh, bởi vì hắn có thể tu luyện hai loại lực lượng. Những người khác, vô luận là thiên hoang tu sĩ cũng tốt. Vẫn là dị ma cũng được, bọn họ là không thể nào đồng thời tu luyện hai loại lực lượng. Dù là có thứ người như vậy tồn tại, số lượng cũng khẳng định thưa thớt, mà nghĩ đến dung hợp phá diệt chi lực liền càng thêm càng ngày càng ít. Tiêu Phàm thở sâu, đột nhiên phát hiện thể nội bạch sắc thạch đầu trán phóng hào quang rực rỡ. Ngay sau đó, thiên địa một cỗ tự do huyền diệu lực lượng cuồn cuộn mà đến. Dị ma khí số, Tiêu Phàm kinh hô. Đây coi như là phế vật lợi dụng sao? Những cái này dị ma, đã không sai biệt lắm chết hết, khí số tiêu tán trên không trung lại bị bạch sắc thạch đầu hấp thu. Không, cái này nên tính là một loại đền bù tổn thất. Dù sao ta tốt xấu cũng hao tốn hơn 2 ức nguyên tinh a, nếu là một chút chỗ tốt đều không có, đồ đần tài cán việc này đây. Theo trong trời đất tự do khí số bị bạch sắc thạch đầu hấp thu. Cuồn cuộn tinh thuần nhất lực lượng từ bạch sắc thạch đầu bên trong phản hồi đi ra, chảy vào Tiêu Phàm tứ chi bách hài. Ai, không cẩn thận lại đồ một thành, Tiêu Phàm nhìn qua âm u đầy tử khí phế tích, sâu kín thở dài. Cái này bức, Trang không thể không phục. Một lúc lâu sau, Tiêu Phàm lúc này mới dừng lại, bốn phía tự do khí số cơ hồ toàn bộ bị hắn hấp thu, bất quá đại bộ phận đã tiêu tán không còn một mảnh. Hắn có thể đủ hấp thu, cũng chính là 1%, 2% mà thôi. Tiêu Phàm thỏa mãn cười cười, phen này thu hoạch ngoài ý muốn, đã để hắn thánh đế cảnh cảnh giới đỉnh cao vững chắc.
Ân, đột nhiên, Tiêu Phàm bỗng nhiên quay người, lăng lệ con ngươi nhìn về phía phế tích giáp danh một cái góc. Nơi đó, một đạo hỏa hồng bào thân ảnh đi ra, tuyệt mỹ dung nhan, trong nháy mắt in vào Tiêu Phàm trong tầm mắt. Tuyệt mỹ dung nhan, chân ngọc thon dài, lạnh như băng khí chất, toàn bộ tề tụ ở trên người một người. Hắn vai khiêng 2 mét đại đao, cùng dung mạo lộ ra không hợp nhau, nhưng tử tế quan sát, nhưng lại hài hòa một thể. Trúc Hồng Tuyết, Tiêu Phàm trong đầu trong nháy mắt toát ra cái tên này, cái kia dĩ hạ phẩm thánh tôn cảnh, dám đối chiến tam tinh ma tôn thiên chi kiều nữ. Lại là ngươi, Tiêu Phàm không nghĩ tới, đầu tiên mở miệng dĩ nhiên là Trúc Hồng Tuyết. Thanh âm của nàng, như tiếng trời, thanh thúy êm tai, giống như chim hoàng oanh hót vang. Tiêu Phàm gật đầu một cái, xem như lên tiếng chào. Hắn cũng rất muốn nói, lại là ngươi. Đây đã là Tiêu Phàm gần nhất lần thứ 3 gặp gỡ nàng, lần trước còn may mà Trúc Hồng Tuyết cứu giúp, bằng không Tiêu Phàm cùng cửu U Ma Toan liền một mệnh ô hô. Bất quá, Tiêu Phàm từ Trúc Hồng Tuyết trên người, cũng không cảm nhận được bất kỳ định ý nào. Nguyên bản Tiêu Phàm cho rằng Trúc Hồng Tuyết cũng tới cái tự giới thiệu, có thể trên thực tế, hắn là suy nghĩ nhiều. Trúc Hồng Tuyết không tiếp tục để ý hắn, mà là hướng về phế tích trung ương bay đi. Tiêu Phàm vẻ mặt bất đắc dĩ nhún nhún vai, bản thân mặc dù bị rất nhiều người không nhìn qua, nhưng cái này còn là lần đầu tiên bị một nữ nhân như thế không nhìn. Tốt a, hắn là tự luyến. Thiên hoang người, mỗi người đều có một loại ngạo khí, hắn bị không để ý tới nhiều lần, cũng thành thói quen. Chỉ là, Tiêu Phàm không biết Trúc Hồng Tuyết đi phế tích chỗ sâu làm cái gì. Hắn cũng không hề rời đi, lặng lặng nhìn xa xa Trúc Hồng Tuyết, nàng tựa như đang tìm cái gì. Thật lâu, Trúc Hồng Tuyết đột nhiên một tay nắm lấy trên vai quỷ đầu đao, một đạo nhẹ nhàng chém xuống. Ầm ầm, tiếng vang ầm ầm truyền đến, một đầu sâu không thấy đáy khe rãnh lan tràn mà ra, bốn phía tiểu khe hở càng là giống như mạng nhện đồng dạng, dày đặc tứ phương. Tiêu Phàm khóe miệng giật một cái này nữ bạo long, cũng quá hung mãnh. Gánh không được, gánh không được, Tiêu Phàm quay người chuẩn bị rời đi trước đó nhìn thoáng qua, cũng chính là một lần này liếc, Tiêu Phàm hối hận. Ở hắn dư quang bên trong, một mảng lớn Lumos, hắn bỗng nhiên ngừng thân hình, con mắt nhìn tới, lại là nhìn thấy vô số đen nhánh ma tinh chồng chất ở cái kia khe rãnh. Đây là một đầu ma tinh khoáng mạch, Tiêu Phàm nhìn không được hút miệng hơi lạnh, thô sơ giản lược nhìn lướt qua, đầu này ma tinh khoáng mạch. Chí ít cũng có mấy ức a. Dù cho hối đoái thành cực phẩm ma tinh, đoán chừng đều có hơn ngàn vạn. Giờ phút này, Tiêu Phàm một trận đau gan, hối hận hết sức. Sớm biết cái này hạt ma thành phía dưới, có một đầu ma tinh khoáng mạch, bản thân đã sớm hẳn là động thủ a, lại làm sao có thể đến phiên Trúc Hồng Tuyết đây. Được rồi, xem như báo đáp ngươi ân cứu mệnh lần trước a. Tiêu Phàm âm thầm nghĩ lấy, hắn cũng biết. Trúc Hồng Tuyết loại người này, cũng khinh thường với hắn báo đáp. Hắn chỉ có thể hối hận, nếu như mình vừa rồi không nhìn cái nhìn kia tốt bao nhiêu a, không nhìn thấy, cũng không biết nơi này có ma tinh. Nếu như dựa theo phá diệt chi lực đổi tỷ lệ, 1.000 vạn cực phẩm ma tinh, đây chính là 10 ức cực phẩm nguyên tinh a. Bản thân dễ dàng như vậy liền từ bỏ 10 ức cực phẩm nguyên tinh. Đầu này nguyên tinh khoáng mạch, có vẻ như bị hủy diệt không ít. Tiêu Phàm lại lắc đầu. Đều tại ta a. Nếu như không cần nhiều như vậy phá diệt chi lực, chỉ cần hủy đi hạt ma thành, cái kia cái quặng mỏ này khả năng hoàn hảo không hao tổn bảo lưu lại. Hoàn chỉnh ma tinh khoáng mạch, đâu chỉ ngàn vạn cực phẩm nguyên tinh, đoán chừng hơn ước đều có a. Tiêu Phàm cũng rốt cuộc minh bạch, vì sao thiên hạt ma tôn tức giận như thế, hạt ma thành bạo tạc, hủy diệt hắn một cái mạch khoáng, đây không phải đòi mạng hắn sao? Khó trách hắn muốn cùng Lâm gia liều mạng, nếu là đổi lại Tiêu Phàm, cũng nhất định sẽ liều mạng a. Không đúng, những cái kia phá diệt chi lực, tuyệt đối không có uy lực lớn như vậy, không thể nào. Tiêu Phàm đột nhiên lại nghĩ tới một chuyện khác. 2 ức 9.000 vạn cực phẩm nguyên tinh cùng 290 vạn cực phẩm ma tinh dung hợp phá diệt chi lực, tuyệt đối sẽ không có như vậy uy lực khủng bố. Giải thích duy nhất chính là, hạt ma thành phía dưới ma tinh khoáng mạch. Hắn độ tinh khiết rất cao. Phá diệt chi lực bạo tạc, cũng dẫn động cực phẩm ma tinh bạo tạc, cho nên mới sẽ sinh ra uy lực như vậy. Nghĩ như vậy,
Tiêu Phàm liền bình thường trở lại, phá diệt chi lực uy lực nếu là như vậy vô địch, cái gì đó thành trì hủy không được. Đang lúc Tiêu Phàm trầm tư thời khắc, Trúc Hồng Tuyết đã góp nhặt tất cả ma tinh, chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, đột nhiên, Tiêu Phàm quỷ thần xui khiến gọi đối phương lại. Đương nhiên, cũng không phải là hắn đối Trúc Hồng Tuyết có cái gì đặc biệt ý tứ, mà là hắn nghĩ tới một loại phương pháp kiếm tiền. Chỉ là, Trúc Hồng Tuyết xa so với hắn tưởng tượng cao hơn ngạo rất nhiều, căn bản không có để ý tới hắn ý tứ, thậm chí ngay cả đầu cũng không quay lại một lần. Ngươi có muốn hay không kiếm lời càng nhiều ma tinh, Tiêu Phàm sợ Trúc Hồng Tuyết cứ như vậy rời đi, lại vội vàng kêu lên. Muốn kiếm tiền, bằng vào một mình hắn là khẳng định không đủ. Nhất định phải có Trúc Hồng Tuyết thực lực như vậy người, mới có thể phối hợp hắn vừa mới linh quang lóe lên nghĩ tới kế hoạch. Tiêu Phàm thoại âm rơi xuống, khóe miệng hiện lên một nụ cười. Quả nhiên như hắn sở liệu, Trúc Hồng Tuyết đã ngừng lại thân hình, chậm rãi quay đầu, tuyệt mỹ dung nhan hiển lộ ở trong mắt Tiêu Phàm. Nàng không nói chuyện, tựa như đang chờ đợi Tiêu Phàm giải thích. Tiêu Phàm biết rõ, nếu như lý do của hắn không đủ để Trúc Hồng Tuyết tâm động, đối phương tuyệt đối sẽ cũng không quay đầu lại rời đi. Hạt ma thành, là ta hủy, Tiêu Phàm tiếp tục nói, cũng không quản Trúc Hồng Tuyết tin hay không. Nếu là những người khác, bí mật này Tiêu Phàm là không có thể nói ra, nhưng là, Trúc Hồng Tuyết là bực nào người kiêu ngạo. Mặc dù Tiêu Phàm vẻn vẹn gặp qua nàng lần thứ ba, nhưng hắn biết rõ, Trúc Hồng Tuyết tuyệt đối sẽ không đem việc này cùng người thứ ba nói. Nhưng từng gặp nàng cứu Lâm Nho thời điểm, cùng Lâm Nho nói một câu sao? Tiêu Phàm vốn là muốn từ Trúc Hồng Tuyết trong mắt nhìn ra một chút kinh ngạc, nhưng mà nhường hắn thất vọng rồi, Trúc Hồng Tuyết mặt không biểu tình, tựa như căn bản không nghe được lời nói của hắn một dạng. Tiêu Phàm một trận bất đắc dĩ, tâm tính của hắn coi là không tệ, có thể cái này Trúc Hồng Tuyết có vẻ như cũng quá yêu nghiệt a. Trong lúc nhất thời, Tiêu Phàm có loại bị người so không bằng cảm giác, hơn nữa đối phương vẫn là một cái nữ tử. Ngươi cần ma tinh, ta cũng cần, trừ bỏ hạt ma thành bên ngoài, còn có 4 tòa ma thành. Tiêu Phàm lại nói, một bộ trong lòng đã có dự tính bộ dáng. Trúc Hồng Tuyết muốn cái gì, Tiêu Phàm không biết, nhưng hắn có thể khẳng định, Trúc Hồng Tuyết xác thực cần ma tinh. Bằng không mà nói, nàng cũng sẽ không cố ý chạy tới nơi này, thu thập những cái này ma tinh. 37, Trúc Hồng Tuyết rốt cục lại phun ra 2 chữ. Ta 7 ngươi 3. Tiêu Phàm cười cười, ngay sau đó vội ho một tiếng, nói, được, ta 3 ngươi 7, bất quá, ta cần ngươi cho ta mượn 5 ức cực phẩm nguyên tinh. Nếu là những người khác, nghe nói như thế đoán chừng xoay người rời đi. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Mới vừa gặp mặt lần thứ 3, ngươi liền muốn ta mượn 5 ức cực phẩm nguyên tinh. Nhưng Trúc Hồng Tuyết cũng chưa đi, ngược lại 10 điểm nghiêm túc hướng về Tiêu Phàm, tựa như muốn xem thấu nam nhân này một dạng. Cùng lắm thì khi lấy được ma tinh bên trong chụp, Tiêu Phàm nhún nhún vai, ta nghĩ, 4 tòa ma thành, hẳn là đủ trả lại ngươi 5 ức cực phẩm nguyên tinh rồi a hát. Tốt, Trúc Hồng Tuyết vẫn như cũ tích chữ như vàng, nói xong lời này, xoay người rời đi. Lưu Ly Thành, truyền tống trận vị trí. Một đạo quang hoa hiện lên, 3 bóng người thoáng hiện, trong đó một cái mũ rơm thiếu niên vô cùng dễ thấy. Mũ rơm thiếu niên không phải người khác, chính là thí thần. Bên người hắn 2 người, một người là Thần Phong, một người khác chính là Cửu U Ma Toan. Cửu U Ma Toan phản hồi Thiên Hoang Thần Các cầu viện, tăng thêm Tiêu Phàm cho hắn mệnh ma thạch, khó khăn lắm để 3 người bọn họ từ địa các tấn thăng đến thiên các. Sau đó, 3 người long đong vất vả mệt mỏi chạy đến Lưu Ly Tịnh Thổ, chỉ vì giúp Tiêu Phàm một chút sức lực. Không hổ là Tam Tinh Ma Quật, này khí tức đều kiềm chế rất nhiều. Thí thần cảm thụ được Lưu Ly Tịnh Thổ trong thiên địa năng lượng ba động, không khỏi nhíu mày, lão đại đây. Không biết, đoán chừng trốn vào Lưu Ly Tịnh Thổ thâm sử a, tìm hắn để gây sự người cũng không ít. Cửu U Ma Toan khe khẽ thở dài. Tiêu Phàm tính cách, hắn ít nhiều cũng có chút hiểu, nếu như không phải đến vạn bất đắc dĩ, hắn là tuyệt đối sẽ không tùy tiện cầu viện. Lần này, đắc tội thập đại gia tộc Lâm gia, hắn cũng là đến tuyệt lộ, bằng một mình hắn cũng không phải Lâm gia đối thủ. Đương nhiên, Tiêu Phàm sở dĩ đẩy ra Cửu U Ma Toan, cũng không phải thật sự là vì cầu viện, mà là vì một thân một mình hành động tiện lợi một điểm mà thôi. Nhưng Tiêu Phàm như thế nào cũng không nghĩ đến,
Cửu U Ma Toan chẳng những để Thần Phong cùng Thí Thần hai người tiến nhập Lưu Ly tịnh thổ, liền chính hắn cũng chạy vào. Bất quá Lâm gia người không biết ba người bọn họ thân phận, cũng không có gì tốt cố kỵ, chỉ cần ba người bọn họ không muốn ở Lâm gia trước mặt bại lộ cùng chính mình quan hệ là được. Oanh, Cửu U Ma Toan vừa dứt lời, nơi xa bỗng truyền đến một tiếng kinh thiên nổ vang, ánh lửa ngút trời, hắc khí quay cuồng, khí thế cực kỳ kinh người. Dị ma tiến đánh Lưu Ly Thành, Cửu U Ma Toan hoảng sợ nói. Một màn này, quá quen thuộc, bọn họ trước đây không lâu, ở thần ma táng thổ liền đã trải qua hình ảnh như vậy. Chẳng lẽ Lưu Ly tịnh thổ năm tòa thành trì lại tiêu diệt? Thí thần cũng biểu tình vẻ cổ quái, ngay sau đó lại bổ sung một câu, không phải là lão đại làm a, hắn diệt trên thành nghiện. Cứ gọi đồ thành đại ma được, Cửu U Ma Toan trợn trắng mắt. Tiêu Phàm trước đây không lâu mới đột phá thánh đế cảnh đỉnh phong, lại làm sao có thể diệt đi một tòa tam tinh ma thành đây. Đừng nói hắn hiện tại, chính là hắn đột phá hạ phẩm thánh tôn, cũng không có hủy diệt một tòa ma thành thực lực a. Hắn không tin, nhưng thí thần lại tin tưởng. Làm Cửu U Ma Toan lấy lại tinh thần thời khắc, thí thần đã hướng về phương hướng âm thanh truyền tới kích xạ đi, bất kể có phải hay không là Tiêu Phàm lại diệt thành, hắn đối với cái này giới dị ma thực lực cũng có chút hiếu kỳ. Hắn trước đây không lâu cũng đột phá đến thánh đế cảnh đỉnh phong, đang nghĩ thử một lần bản thân chân chính thực lực đây. Chờ ta một chút, Cửu U Ma Toan gầm nhẹ một tiếng, cùng Thần Phong hai cái nhanh chóng đi theo. Khi bọn hắn đuổi tới Lưu Ly thành tường thành vị trí lúc, lại là nhìn thấy một mảnh mây đen bao phủ thương khung, lăn lộn khí độc đang gầm thét, dường như tùy thời đều chuẩn bị xông vào Lưu Ly thành. Là Thiên Hạt Ma Tôn, Lưu Ly thành tu sĩ nhìn thấy kinh khủng khí độc, dọa đến bờ môi phát tím, hai chân như nhũn ra, ngay cả đứng đều đứng không vững. Thiên Hạt Ma Tôn danh tiếng, đối với Lưu Ly tịnh thổ phần lớn người mà nói, chính là đại biểu cho tử vong. Mà bây giờ, Thiên Hạt Ma Tôn vậy mà đánh tới Lưu Ly thành, cái này khiến bọn họ làm sao không e ngại. Ầm ầm, Thiên Hạt Ma Tôn dùng hết toàn lực công kích Lưu Ly thành trận pháp màn sáng. Nó những cái kia chưa từng chết đi thuộc hạ cũng điên cuồng công kích tới. Nhưng Lưu Ly thành trận pháp, lại cường đại vượt quá tưởng tượng, xinh xinh chặn lại bọn họ công kích. Lâm Giật, cút ra đây, Lâm gia diệt ta Hạt Ma thành, bản tôn định để Lưu Ly tịnh thổ, lại không một cái họ Lâm. Thiên Hạt Ma Tôn triệt để điên cuồng. Lời này vừa nói ra, Lưu Ly thành tất cả mọi người đều hướng về trời cao một bóng người, trừ bỏ Lâm Giật còn có thể là ai. Bất quá lúc này Lâm Giật, lại không phía trước phách tuyệt siêu nhiên, ngược lại sắc mặt tái nhợt, trong tay áo cánh tay đều đang phát run. Đi theo hắn đi diệt sát Tiêu Phàm Lâm gia người, toàn quân bị diệt, chỉ còn lại có hắn còn giữ nửa cái mạng không nói, bây giờ lại còn bị dị ma giết tới cửa. Chuyện này với hắn cũng tốt, đối với Lâm gia cũng được, tuyệt đối là một loại sỉ nhục. Thiên Hạt, Hạt Ma thành diệt vong, cùng bản tôn không quan hệ, từ đâu tới đây? Chạy về chỗ đó, bằng không đừng trách bản tôn không khách khí. Lâm Giật nổi giận nói. Cổ họng của hắn bên trong kém chút phun ra một ngụm máu, có thể không bình thường không áp chế một cách cưỡng ép xuống dưới. Nếu như bị những người khác biết mình bị kích thương, nhất định sẽ đem Hạt Ma thành diệt vong thêm ở hắn trên đầu, Lâm gia ở Lưu Ly tịnh thổ bố trí liền sẽ hóa thành hư không. Đến lúc đó, đừng nói Thiên Hạt Ma Tôn sẽ không bỏ qua hắn. Ngay cả Lâm gia cũng sẽ không buông qua hắn. Hừ, nho nhỏ trận pháp, người thật sự cho rằng có thể ngăn được bản tôn. Thiên Hạt Ma Tôn khinh thường, chỉ một thoáng, hắc vụ cuồn cuộn đột nhiên đột phá trận pháp trói buộc, xông vào Lưu Ly thành. Một chút khoảng cách tường thành tương đối gần tu sĩ, đột nhiên sắc mặt biến thành màu đen, thân thể bắt đầu thối nát, thổ huyết bỏ mình. Có độc, có người kêu sợ hãi, sau đó nhanh chóng lui ra phía sau. Tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Thiên Hạt Ma Tôn, người muốn chết sao? Lâm Giật ngoài mạnh trong yếu, bị phá diệt chi lực trọng thương hắn, giờ phút này căn bản không có sức đánh trả. Hắn nội tâm đang rỉ máu, kết thúc, Lâm gia bảy bố triệt để loạn. Nếu như lại không ngăn cản Thiên Hạt Ma Tôn, về sau Lưu Ly tịnh thổ liền sẽ rơi vào Thiên Hoang Thần Các trong tay. Lâm Giật thân làm chuyện này người phụ trách chủ yếu. Hơn nữa còn là Lưu Ly thành phó thành chủ, nhưng là sẽ gánh cực lớn trách nhiệm. Thành chủ đây, Lâm Giật con người khắp nơi liếc nhìn, có thể căn bản không thấy được thành chủ bóng dáng, lúc này,
cũng chỉ có thành chủ có thể giết lùi Thiên Hạt Ma Tôn. Nhưng mà, Lưu Ly Thành thành chủ tựa như hoàn toàn biến mất đồng dạng, cái này khiến Lâm Dật tức giận thổ huyết. Hắn làm sao không biết, đối phương hoàn toàn là cố ý. Một dạng ma quật thiên hoang nhất phương thành trì thành chủ, cũng là thiên hoang thần các người đảm nhiệm. Lưu Ly Thành thành chủ cũng không ngoại lệ, đối phương bây giờ còn chưa xuất hiện, chính là muốn cho Thiên Hạt Ma Tôn giết vào Lưu Ly Thành, tạo thành một chút thương vong. Đến lúc đó, Lâm Dật cùng Lâm gia cõng nồi, tất nhiên sẽ đem Lâm gia phần lớn người khu trục ra Lưu Ly tịnh thổ. Đây là thiên hoang thần các cùng thiên hoang giữa gia tộc đánh cờ, hơn. Trưởng khống một cái ma quật, liền đại biểu hơn. Trưởng khống lấy một chút tài nguyên. A cứu ta, tiếng kêu thảm thiết thê lương ở Lưu Ly thành bốn phía vang lên, Lâm Dật sắc mặt trắng bạch, giờ khắc này, hắn thật hoảng, đồng thời, hắn đối nổ nát hạt ma thành người giật dây hận thấu xương. Thậm chí hắn hoài nghi, nổ nát hạt ma thành chính là thiên hoang thần các cố ý, dùng để vu oan cho hắn, ứng phó Lâm gia. Mắt thấy càng ngày càng nhiều người chết ở Thiên Hạt Ma Tôn khí độc phía dưới, Lâm Dật nơi nào còn dám đứng tại chỗ uy hiếp. Thiên Hạt, chết đi cho ta. Lâm Dật đập mấy bình đan dược, tận lực khôi phục một chút thương thế, chạy ra khỏi trận pháp che chở, thẳng hướng Thiên Hạt Ma Tôn. Thiên Hạt Ma Tôn cười lạnh, toàn lực thúc giục khí độc, đồng thời nó cái kia sắc bén cái đuôi hung hăng rút ra, Lâm Dật vừa mới tới gần nó, liền bị nó hung hăng đánh bay ra ngoài. Nghiệt xúc, dám ở ta thiên hoang chi thành hành hung. Nhưng mà, cũng đúng lúc này, một tiếng quát như sấm truyền đến, đồng thời một cái bàn tay chụp vào bay ngược Lâm Dật. Lâm Dật vừa mới chuẩn bị giả chết, ngất đi. Nhưng đột nhiên phát hiện, một cái đại thủ bắt được bản thân, mang theo một cỗ cường hoành lực lượng, muốn đem hắn bóp nát. Lâm Dật sắc mặt đại biến, cuồng phun ra mấy ngụm máu tươi, miễn cưỡng ổn định tâm thần, duy trì thanh tỉnh. Lúc này, cái kia cổ lực lượng cường đại lặng yên mất đi, một người mặc trường bào màu trắng tám thước trung niên nam tử, hiện lên trong mắt hắn. Bạch bào nam tử dáng người cao to, hơi hơi gầy, lại thẳng tắp như kiếm, dị thường lăng lệ. Hắn khuôn mặt tuấn tú, làn da hiện lên lúa mì màu da, cho người ta một loại cương nghị chính trực cảm giác. Như đao như kiếm lông mày, phối hợp cái kia như ưng vậy hai mắt, tản mát ra một cỗ cơ trí mà sắc bén khí chất. Thành chủ đại nhân, cứu mạng, không chỉ Lâm Dật gặp được người này, ngoài ra còn có không ít người gặp được bạch bào nam tử, hơn nữa liếc mắt liền nhận ra. Không sai, người này chính là Lưu Ly Thành thành chủ, tên là Lý Văn Kiếm. Khi nhìn thấy Lý Văn Kiếm thời khắc, trong lòng tất cả mọi người lo lắng dường như toàn bộ biến mất đồng dạng, ánh mắt bên trong hiện lên sùng bái quang mang. Chỉ có Lâm Dật nghiến răng nghiến lợi, nhưng mặt ngoài nhưng không được không làm bộ vẻ mặt kính sợ, nói tạ Lý sư huynh xuất thủ cứu giúp. Lâm Dật, ngươi làm sao gây phiền toái lớn như vậy? Lý Văn Kiếm nhíu mày, nếu không phải Lý Mỗ kịp thời đuổi tới, Lưu Ly Thành chính là một trận hủy diệt tính tai nạn. Trong lúc nói chuyện, Lý Văn Kiếm lấy tay vung lên, bốn phía cuồn cuộn hắc sắc khí độc, đột nhiên giống như thủy triều thối lui. Cùng lúc đó, hắn trong nháy mắt một điểm, một đạo kiếm quang bắn ra, xuyên qua Lưu Ly Thành trận pháp, bay thẳng Thiên Hạt Ma Tôn đi. Thiên Hạt Ma Tôn sắc mặt kịch biến, nhanh chóng né tránh, nhưng vẫn như cũ bị kiếm chỉ xuyên thủng đầu vai, máu đen cuồng phún. Nhìn thấy một màn này, đám người kích động dị thường, nhìn thấy Lý Văn Kiếm ánh mắt càng ngày càng bắt đầu sùng bái. Chỉ có Lâm Dật hận thấu xương. Cái gì gọi là Lý Mỗ kịp thời đuổi tới? Cái gì gọi là ta gây phiền toái lớn như vậy? Hắn làm sao không biết, Lý Văn Kiếm là muốn đem việc này toàn bộ vu oan ở trên người hắn, mà Lý Văn Kiếm bản thân, lại trở thành chúa cứu thế. Đây đối với Lâm gia uy tín mà nói, tuyệt đối là đả kích chí mạng. Từ nay về sau, Lưu Ly tịnh thổ thiên hoang tu sĩ ở gặp được thời điểm nguy hiểm, trước tiên nghĩ tới là tìm kiếm Lý Văn Kiếm phù hộ, mà không phải Lâm gia. Lâm Dật nghiến răng nghiến lợi, hắn biết rõ, Lý Văn Kiếm một mực trốn núp trong bóng tối. Chỉ là không chịu xuất thủ mà thôi. Hắn vừa mới nếu là ngất đi thì cũng thôi đi, bản thân chí ít đã từng ra tay toàn lực qua, chỉ là đã tận lực mà thôi. Nhưng hiện tại, hắn vừa mới thất bại, Lý Văn Kiếm liền chạy tới, đây không phải lộ ra hắn Lâm Dật vô năng sao? Lý Văn Kiếm mà nói, để Lâm Dật vô cùng phẫn nộ, nhưng hắn ngoài mặt vẫn là lộ ra một bộ chết rồi quãng đời còn lại dáng vẻ, Lý Sư Huynh nói là.
Hắn Lâm Giật mặc dù là Lâm gia người, có thể Lý Văn Kiếm bối cảnh cũng không kém, là thiên hoang thần các tuyệt đỉnh thiên tài, ở thánh các nguyên tôn trong bảng, có thể xếp hạng trước 100 tồn tại. Thậm chí có truyền văn, hắn bị thánh các chủ coi trọng, muốn thu hắn làm đệ tử thân truyền. Nhân vật như vậy, cũng không phải hắn Lâm Giật có thể đắc tội. Thiên hạt ma tôn, còn không thối lui, người muốn chết hay sao? Nhìn thấy Lâm Giật chịu thua, Lý Văn Kiếm cũng không có từng bước ép sát, mà là lạnh lùng hướng về thiên hạt ma tôn. Chỉ cần thiên hạt ma tôn dám nói một chữ không, hắn tuyệt đối sẽ đại khai sát giới. Thiên hạt ma tôn trầm mặc nửa ngày, nó vô cùng kiêng kỵ Lý Văn Kiếm thực lực, đối phương thế nhưng là hạ phẩm nguyên tôn cấp cường giả. Nếu như nó toàn thịnh thời kỳ, có lẽ còn có thể một trận chiến, nhưng bây giờ, nó tuyệt đối không phải Lý Văn Kiếm đối thủ. Lâm gia người, về sau đừng nghĩ rời đi Lưu Ly Thành, bằng không, bản tôn gặp một cái, giết một cái. Thiên hạt ma tôn buông xuống một câu ngoan thoại, liền quay người rời đi. Nói như vậy, cũng coi là cho chính hắn một cái hạ bậc thang. Đương nhiên, nó cũng tuyệt đối không phải nói đùa, về sau chỉ cần gặp gỡ Lâm gia người, hắn tất sát không thể nghi ngờ. Lý sư huynh, thiên hạt ma tôn giết ta Lưu Ly Thành vô số tu sĩ, người sao có thể nhường hắn rời đi? Lâm Giật hét lớn. Hắn hiện tại, chỉ muốn thiên hạt ma tôn chết, có thể bằng hắn thực lực, là giết không chết thiên hạt ma tôn, chỉ có thể khích tướng Lý Văn Kiếm. Ngươi Lý Văn Kiếm dám thả đi dị ma, nhìn ngươi làm sao cùng thiên hoang thần các bàn giao. Cứu người mới là vị thứ nhất, Lý Văn Kiếm không thèm để ý Lâm Giật, lách mình hướng về phía dưới bị khí độc gây thương tích đám người bay đi. Kỳ thật, Lâm Giật thật đúng là hiểu lầm Lý Văn Kiếm, hắn cũng không có sáng sớm liền chạy đến, bởi vì hắn cũng không tại Lưu Ly Thành. Khi hắn cảm nhận được Lưu Ly Thành trận pháp khởi động lúc, mới chạy hết tốc lực về đến. Vừa lúc nhìn thấy thiên hạt ma tôn xuất thủ ứng phó Lưu Ly Thành một màn. Lâm Giật nghiến răng nghiến lợi, nắm đấm nắm vang lên kèn kẹt. Hắn biết rõ, bản thân xong đời. Hắn Lâm Giật cho Lưu Ly Thành đưa tới lớn như vậy tai họa, thiên hoàng thần các tất nhiên sẽ không để cho Lâm gia lại chiếm cứ trưởng khống quyền, mà hắn Lâm Giật cũng sẽ bị Lâm gia trách phạt. Tiêu Phàm, người đáng chết. Lâm Giật chậm rãi bình tĩnh trở lại, trong đầu hiện lên một cái tên. Tất cả những thứ này, cũng là Tiêu Phàm tạo thành, hắn đáng chết. Nghĩ vậy, hắn tròng mắt lạnh lùng hướng về Lưu Ly tỉnh thổ chỗ sâu, trong lòng âm thầm quyết định, mình coi như bốc lên bị Lâm gia trách phạt phong hiểm, cũng nhất định phải chờ đến Tiêu Phàm. Tiểu tử kia chẳng qua là thánh đế cảnh đỉnh phong mà thôi, muốn rời khỏi Lưu Ly tỉnh thổ, Lưu Ly thành truyền tống trận là duy nhất phương pháp. Nơi xa trong khắp ngõ ngách, thí thần, thần phong cùng cửu U Ma Toan cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Thí thần nhịn không được nói, hạ phẩm nguyên tôn, vậy mà như thế khủng bố. Lão đại đắc tội không phải hắn a? Không phải, là Lâm gia người, hẳn là so với cái này người càng kinh khủng. Cửu U Ma Toan suy nghĩ một chút nói. Hắn chỉ biết là Lâm gia muốn tìm Tiêu Phàm phiền phức, đó cũng không phải là một cái nào đó, mà là một đám, có thể không khủng bố sao? Đi, trước tìm đến lão đại lại nói. Thí thần nhìn thấy thiên hạt ma tôn đi xa. Lập tức lặng lẽ rời đi Lưu Ly Thành. Mà lúc này, một mảnh cổ lâm, Tiêu Phàm đi theo Trúc Hồng Tuyết sau lưng, trong lòng 10 điểm im lặng. Từng ấy năm tới nay như vậy, vẫn luôn là người khác đi theo hắn lăn lộn, hắn còn là lần đầu tiên đi theo người khác lăn lộn. Hơn nữa, người này vẫn là một cái nữ nhân. Cũng không phải Tiêu Phàm xem thường nữ nhân, mà là nhường hắn có loại bản thân ăn bám cảm giác. Chỉ chốc lát sau, một tòa thật to ma thành tiến nhập Tiêu Phàm trong tầm mắt, nhìn thấy xa xa ma thành, Tiêu Phàm hơi hơi kinh ngạc, Liễu Ma Thành. Một đường đi tới, hắn đều là theo chân Trúc Hồng Tuyết, căn bản không có cố ý quan tâm tới phương hướng. Nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, Trúc Hồng Tuyết vậy mà mang theo hắn đến Liễu Ma Thành. Đột nhiên, Tiêu Phàm nghĩ tới Trúc Hồng Tuyết cùng Liễu Ma Thành thành chủ Liễu Lăng Ma Tôn chiến đấu một màn, nhịn không được dùng mình một cái. Cái này Trúc Hồng Tuyết sẽ không như thế mang thù a. Liễu Lăng Ma Tôn chỉ bất quá cùng nàng chiến một trận, tối đa cũng liền vết thương nhẹ nàng, nàng vậy mà người thứ nhất phải diệt đúng là Liễu Ma Thành. Không thể trêu vào, không thể trêu vào, Tiêu Phàm âm thầm lắc đầu, nhớ thù nữ nhân, là đáng sợ nhất, dù cho đắc tội Tam Tinh Ma Tôn, cũng tuyệt đối không nên đắc tội nữ nhân như vậy. Nhất là,
nữ nhân này thực lực còn cực kỳ biến thái. Tiêu Phàm từ trong trầm tư lấy lại tinh thần, vậy mà phát hiện Trúc Hồng Tuyết vậy mà tại nhìn xem hắn, nhưng làm hắn dọa cho phát sợ. Nàng sẽ không ngay cả ta cũng ghi hận rồi a hát. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm vội vàng vội ho một tiếng, đổi chủ đề, chỉ hy vọng Trúc Hồng Tuyết quên việc này, suy nghĩ một chút nói, ta đang nghĩ, cái này Liễu Ma Thành dưới nền đất, có phải hay không cũng có ma tinh mỏ, vạn nhất nếu là không có, vậy chúng ta chẳng phải là lãng phí không ít nguyên tinh. Vấn đề này, Tiêu Phàm vẫn luôn rất buồn bực. Vì sao hạt ma thành sâu trong lòng đất sẽ có ma tinh đây? Hạt ma thành có, chẳng lẽ mặt khác bốn tòa ma thành cũng có sao? Nhưng vì sao ta lúc đầu diệt đi thần ma táng thổ năm tòa ma thành, liền một khỏa hạ phẩm ma tinh cũng không thấy đến đây? Một hệ liệt nghi hoặc tràn ngập Tiêu Phàm não hải, hắn nghĩ muốn từ Trúc Hồng Tuyết nơi đó biết càng nhiều tin tức hơn. Nhưng mà nhất định để cho nàng thất vọng rồi, Trúc Hồng Tuyết căn bản không có trả lời hắn vấn đề khác ý tứ, chỉ là tích chữ như vàng nôn một câu, ma thành phía dưới, tất có ma tinh. Ma thành phía dưới, tất có ma tinh. Tiêu Phàm kinh ngạc, lúc trước hắn chỉ là chỉ suy đoán mà thôi, có thể bây giờ nghe Trúc Hồng Tuyết như thế câu trả lời khẳng định, vẫn như cũ liền kinh hãi không thôi. Hắn đột nhiên phát hiện, bản thân rốt cuộc không cần vì ma tinh phát sầu. Ngược lại là nguyên tinh, ở thiên hoang tương đối khó làm. Thiên hoang thần các, dùng ma tinh có thể đổi thành nguyên tinh sao? Tiêu Phàm đột nhiên ý thức được một vấn đề rất nghiêm trọng, nhịn không được hỏi. Nếu như ma tinh không cách nào hối đoái thành nguyên tinh, vậy hắn chẳng phải là muốn dùng 2 ức ma tinh đến trả Trúc Hồng Tuyết hơn 2 ức nguyên tinh? Phải biết, một sợi phá diệt chi lực, nguyên tinh cùng ma tinh tỷ lệ thế nhưng là 100:1. Nếu như dùng nguyên tinh đến trả, cái kia đây tuyệt đối là thua thiệt sinh ý. Về phần khất nợ Trúc Hồng Tuyết 2 ức nguyên tinh, Tiêu Phàm không dám nghĩ, cái này nữ bạo long sợ là muốn đem bản thân cắt thành mấy trăm phiến a. Liễu lăng về ta, Trúc Hồng Tuyết không có trả lời Tiêu Phàm lời nói, hoàn toàn như trước đây lạnh lùng, nàng đã tuyển định tốt rồi mục tiêu của mình. Lời còn chưa dứt, nàng đã đạp không mà lên, bay thẳng Liễu Ma Thành đi. Tiêu Phàm minh bạch hắn ý tứ, đây là chuẩn bị đem Liễu lăng ma tôn dẫn ra. Sau đó nhường hắn nghĩ biện pháp diệt đi Liễu Ma Thành. Thật đúng là tin tưởng ta a. Tiêu Phàm đắng chát cười một tiếng. Trúc Hồng Tuyết mặc dù lạnh lùng một điểm, nhưng cùng dạng người này phối hợp, vẫn là rất sung sướng. Cái gì cũng không hỏi, cái gì cũng không nói, chỉ là chôn lấy đầu lao động. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Phàm nhìn thấy một cỗ cường đại khí tức phóng lên tận trời, Liễu Ma Thành trên không trực tiếp nổ. Vô số dị ma điên cuồng rảo sát một đạo hỏa hồng bào thân ảnh. Tiêu Phàm ngơ ngác nhìn trên không, không khỏi lắp bắp nói, cô em này, cũng quá trực tiếp a. Hắn chỉ là hạ phẩm thánh tôn a, vậy mà một người một đao, liền giết lên tam tinh ma thành. Muốn hắn là hạ phẩm nguyên tôn, còn đến mức nào? Thanh âm chiến đấu dường như sấm sét tại hư không rung động, theo thời gian trôi qua càng ngày càng xa, chỉ chốc lát sau, sắp biến mất ở Tiêu Phàm trong tầm mắt. Tới ta xuất thủ, Tiêu Phàm thở sâu, biến ảo một lần dung mạo, lặng yên không tiếng động tới gần Liễu Ma Thành. Liễu Ma Thành hắn đã đi qua một lần, cũng coi là chỗ cũ. Chỉ bất quá để Tiêu Phàm ngưng trọng là, Liễu Ma Tôn có vẻ như kịp chuẩn bị, thủ thành tướng sĩ thẩm tra tương đối nghiêm khắc, hơn nữa có vẻ như còn khởi động phòng ngự trận pháp. Mặt khác, mấy con phố trên đường đều có người tuần tra, dẫn đội cũng là hạ phẩm thánh tôn. Liễu lăng ma tôn so thiên hạt ma tôn muốn thông minh rất nhiều, bất quá, cái này có thể ngăn cản không nổi hắn diệt thành quyết tâm, Tiêu Phàm trong lòng trầm tư. Kể từ đó, chính hắn liền phải càng cẩn thận hơn. Nếu như bị vây ở một tòa tam tinh ma tôn, ai cũng cứu không được hắn. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Phàm đem đã sớm chuẩn bị xong phá diệt chi lực dùng một cái hộp giấu ở Liễu Ma Thành trong đó một xó xỉnh sâu trong lòng đất. Lần này, một đoàn phá diệt chi lực, hắn chỉ dùng 1.000 vạn nguyên tinh cùng 10 vạn ma tinh. Mà cái này dạng phá diệt chi lực, hắn chuẩn bị 3 đám, ngoài ra còn có một đoàn là dùng 2.000 vạn nguyên tinh cùng 20 vạn ma tinh dung hợp, đó là phải đặt ở Liễu Ma Thành ngay trung tâm, cho Liễu Ma Thành một kích chí mạng. Phá diệt chi lực uy lực quá mạnh, Tiêu Phàm nhất định phải đem hủy diệt ở trong phạm vi nhất định. Cho dù dạng này, Tiêu Phàm cũng có chút đau lòng. Một lần này liền dùng rơi 6.000 vạn nguyên tinh cùng 60 vạn ma tinh.
Mặc dù so sánh phía trước 2 ức 9.000 vạn thiếu gấp bội, nhưng uy lực, hẳn là đủ để quét ngang Liễu Ma Thành, chí ít hạ phẩm thánh tôn trở xuống tu vi là không ngăn nổi. Không được, lần trước uy lực thật lớn như thế, là bởi vì liền hạt ma thành phía dưới ma tinh khoáng mạch cũng bị nổ banh, lần này không nổ tung, lần sau có thể chưa hẳn hủy phải rơi Liễu Ma Thành. Tiêu Phàm nhíu mày, cắn răng một cái, hắn lại nhiều ngưng luyện 1.000 vạn nguyên tinh cùng 10 vạn ma tinh, phóng một đoàn phá diệt chi lực ở đây. Tất nhiên muốn nổ thành, vậy thì phải nhất kích tất sát. Nếu là nổ không xong Liễu Ma Thành, hắn liền hoàn toàn thua thiệt, 10 đám phá diệt chi lực, đây chính là 1 ức nguyên tinh cùng 100 vạn ma tinh a. Không bỏ được hài tử không cột được lang, mặc dù tiêu phí càng nhiều nguyên tinh cùng ma tinh, nhưng uy lực cũng đầy đủ đánh giết càng mạnh dị ma. Đến lúc đó, hắn và Trúc Hồng Tuyết hai người đối mặt thánh tôn cấp cường giả thì càng thiếu. Về phần thánh đế cảnh dị ma, không có ý tứ, Tiêu Phàm đã không coi bọn họ là thành đối thủ. Không sai biệt lắm một nén nhang, Tiêu Phàm ở năm nơi địa phương chôn xong phá diệt chi lực, ngẩng đầu nhìn trời một cái không, lấy hắn đối Trúc Hồng Tuyết thực lực lý giải, hắn cùng Liễu Lăng Ma Tôn chiến đấu hẳn là cũng kém không nhiều phải kết thúc. Nghĩ vậy, cước bộ của hắn tăng tốc, vội vàng ta hướng ngoài thành đi đến. Phong tỏa thành trì, bất luận kẻ nào không được ra vào, bằng không giết chết bất luận tội. Tiêu Phàm vừa mới tới gần cửa thành, đột nhiên từng đạo kinh thiên quát như sấm tiếng ở trên không vang lên, đó là dị ma ngôn ngữ, nhưng Tiêu Phàm trước tiên nghe rõ. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm nhìn thấy một bóng người từ Liễu Ma Thành bên ngoài bay vụt mà vào, người vừa tới không phải là người khác, chính là Liễu Lăng Ma Tôn. Liễu Lăng Ma Tôn trở về, Tiêu Phàm trợn tròn mắt, ta cái này còn không có rời đi Liễu Ma Thành đây. Nếu là thôi động cái kia năm nơi phá diệt chi lực, mình cũng phải nằm tại chỗ này a. Mà một khi không thể hủy đi Liễu Ma Thành, Trúc Hồng Tuyết cũng sẽ không bỏ qua hắn. Tiêu Phàm trong lòng thầm mắng, nha, người Trúc Hồng Tuyết không phải nghịch thiên yêu nghiệt sao, làm sao liền nhanh như vậy không chịu nổi đây. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, bây giờ đã qua một nén nhang, Trúc Hồng Tuyết có thể ngăn chặn Liễu Lăng Ma Tôn một nén nhang, đã coi như là cực kỳ nghịch thiên. Trong đầu của hắn hiện lên nguyên một đám suy nghĩ, sau đó đột nhiên dùng dị ma ngôn ngữ hét to một tiếng, thành chủ thần uy vô địch. Thần uy vô địch, một bên hô hào, Tiêu Phàm một bên hướng về cửa thành vị trí chậm rãi tới gần, hắn nhất định phải ở cửa thành đóng trước đó rời đi. Giờ phút này Liễu Ma Thành trận pháp mở ra, hắn nghĩ phải dùng truyền tống ngọc bàn rời đi đều làm không được, huống chi hiện tại khắp nơi đều là dị ma. Thành chủ thần uy vô địch, cùng lúc đó, Liễu Ma Thành khắp nơi đều là ngẩng cao thanh âm. Đây chính là cho thành chủ nịnh hót tốt nhất thời điểm, ai lại sẽ bỏ lỡ đây? Không chung, Liễu Lăng Ma Tôn phảng phất rất hưởng thụ loại này ca tụng cùng tán thưởng, hài lòng cười, dư quang trong nháy mắt liếc về đã tới gần cửa thành Tiêu Phàm. Gương mặt này, làm sao cảm giác có chút quen thuộc đây? Chính là lúc này, cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm thừa dịp thành trì mở ra cuối cùng khoảng cách, trực tiếp xông về phía cửa thành. Gần như đồng thời, không trung gầm lên một tiếng vang lên, ngăn lại hắn. Theo gầm lên một tiếng vang lên, Liễu Lăng Ma Tôn cực tốc đáp xuống, khí tức kinh khủng tập trung vào Tiêu Phàm. Chủ quan rồi, Tiêu Phàm thầm mắng một tiếng, hắn lại là quên, mình bộ dáng như thế, không phải liền là cùng lúc trước hại chết Liễu Khuyết lúc bộ dáng có chút tương tự sao. Hai cái này dị ma, hẳn là cùng một cái chủng loại, bằng không mà nói. Liễu Lăng Ma Tôn hẳn là không có khả năng nhận ra mình. Phải biết, hắn đã nấp rất kỹ, dù cho khí tức đều cùng dị ma giống như đúc. Một cỗ đại nguy cơ bao phủ Tiêu Phàm trong lòng, lúc này nếu như không trốn, chờ đợi hắn chờ chút chính là tử vong. Bản thân sẽ chết ở Liễu Ma Thành sao? Tuyệt không có khả năng. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm liền bú sữa mẹ khí lực đều lấy ra, trong tay Tu La kiếm chán phóng diêm dúa quang mang. Cản ở trước mặt hắn một đám dị ma, tất cả đều bị chấn động bay ra ngoài. Một mảnh tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, rất nhiều dị ma máu tươi bắn tung tóe. Cũng may thủ thành dị ma thực lực không phải đặc biệt cường đại, một kiếm xuống tới, tử thương vô số, ngay cả đứng đều rất ít. Tiêu Phàm nào dám có nửa điểm chần chờ, hắn tốc độ vẫn như cũ không giảm mảy may, cực tốc xông ra cửa thành khe hở. Ở hắn phi ra khe hở, cửa thành sắp khép lại một sát na kia, Tiêu Phàm khóe miệng khẽ nhếch,
ngay sau đó trong nháy mắt một điểm, một cái hộp sắt hóa thành một vệt sáng bắn về phía truy sát mà đến Liễu Lăng Ma Tôn. Liễu Lăng Ma Tôn hai mắt đỏ bừng, sát khí quay cuồng, lần trước Tiêu Phàm đào thoát, hắn nội tâm còn kìm nén một hơi. Sau đó vì mặt mũi, hắn cũng không có đem Tiêu Phàm biến thành cái kia dị ma dung mạo công bố ra, cho nên mặt khác dị ma căn bản không nhận ra hắn. Nghĩ vậy, Liễu Lăng Ma Tôn trong lòng giận không kềm được. Nhìn thấy một cái hộp kích xạ mà đến, Liễu Lăng Ma Tôn cười lạnh một tiếng, trên mặt đều là khinh thường, trên người bộc phát ra một cỗ cường đại khí lãng. Một cái thánh đế cảnh tu sĩ, muốn dùng ám khí ứng phó một cái thượng phẩm thánh tôn. Buồn cười, chỉ là sau một khắc, khi hắn bùng nổ khí lãng cùng hộp sắt đụng vào nhau lúc, hắn liền không cười được. Một cỗ khí tức mang tính chất hủy diệt đập vào mặt, ngay sau đó, một đạo kim sắc quang mang che mất ánh mắt của hắn, giống như một vầng mặt trời tại hư không nở rộ. Chói lọi, mỹ diệu, nhưng lại hết sức nguy hiểm. Tiểu tạp, Liễu Lăng Ma Tôn giận mắng một tiếng, xoay người bỏ chạy. Nhưng hắn còn chưa nói xong, thân thể liền bị cái kia hủy diệt tính quang mang bao phủ, thân thể ở cái kia kim quang bên trong nhanh chóng tan rã, mặc cho hắn làm sao gào thét, những người khác cũng căn bản nghe không được. Tiêu Phàm vì ứng phó Liễu Lăng Ma Tôn, có thể là đại thủ bút, đem ba đám phá diệt chi lực đặt ở cái kia trong hộp sắt. Cái này lựu đạn, cũng chính là tương đương với 3.000 cực phẩm nguyên tinh cùng 30 vạn cực phẩm ma tinh, có thể nghĩ uy lực của nó khủng bố. Ngay sau đó, một tiếng rung trời nổ vang từ cửa thành vị trí truyền ra, một ngạt trực tiếp nổ tung, hóa thành bột mịn, cho dù là tường thành, cũng trong nháy mắt sụp đổ, liền thời gian một cái nháy mắt đều không có chịu đựng. Liễu Lăng Ma Tôn bốn phía tu sĩ, cho dù là nhị tinh ma tôn, cũng không có một cái nào sống sót. Tất cả mọi người, tất cả đều bị kinh khủng kim sắc quang mang nuốt hết, trên không trung hòa tan. Ba đám phá diệt chi lực bạo tạc, phương viên 2, 3.000 dặm bên trong, có thể sống sót, cơ hồ chỉ có Liễu Lăng Ma Tôn. Dù sao, làm cái kia ba đám phá diệt chi lực lúc nổ, cũng cơ hồ dẫn động Tiêu Phàm chôn ở phụ cận sâu trong lòng đất cái kia hộp sắt, hai âm thanh điệp ra, uy lực tăng gấp bội. Cho dù Liễu Lăng Ma Tôn, hắn nhục thể cũng bị phá hủy. Cũng chỉ có linh hồn may mắn sống tiếp được, suy yếu tới cực điểm, tựa như tùy thời có thể yên diệt. Không sai biệt lắm một hơi thời gian, hắn thân hình lúc này mới ổn định lại. Tiểu tạp trùng, bản tôn muốn giết ngươi. Nhìn xem dưới chân hố to, Liễu Lăng Ma Tôn phẫn nộ đạt tới cực điểm, chỉ là thiếu khuyết một cái phát tiết đối tượng. Ầm 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 ầm, nhưng mà, tiếng nói của hắn vừa dứt, Liễu Ma Thành bốn phía, lại đột nhiên nghĩ tới bốn đạo tiếng vang. Hủy diệt tính khí lãng lần nữa bộc phát. Mà mẹ nó, mẹ ngươi, Liễu Lăng Ma Tôn nhìn thấy một màn này, trực tiếp tuôn ra nói tục. Dưới chân của hắn lại không hề dừng lại, co cẳng liền chạy, vừa mới hắn nhưng là được chứng kiến kinh khủng sức nổ, nhưng hắn thực lực sinh sinh từ tam tinh ma tôn, rơi vào nhất tinh ma tôn cảnh giới. Bây giờ lại có hết mấy chỗ đồng thời bạo tạc, đây không phải đòi mạng hắn sao? Thời gian trở lại ba hơi trước đó. Ở Tiêu Phàm ném cho Liễu Lăng Ma Tôn cái kia hộp sắt một sát na kia ở giữa, Tiêu Phàm liền thi triển ra toàn lực, liều mạng trốn ra hơn 2.000 dặm, cuối cùng vẫn là ăn mặc thí thần đưa hắn khôi giáp, cũng lấy ra chấn thế đồng quan may mắn tránh thoát một kiếp. Nhưng dù vậy, hắn cũng bị chấn động đến không ngừng ho ra máu, sắc mặt trắng bệch. Phá diệt chi lực uy lực nổ tung, lần nữa khiếp sợ đến hắn. Khủng bố! Hủy diệt, những cái này đều không đủ đến nay hình dung, ngay sau đó, Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, bóp tay đánh xuất thủ ấn, kích phát mấy cái khác hắn chôn giấu hộp sắt. Sau một khắc, hắn nhanh chóng hướng nơi xa bay đi, chỉ nghe được mấy tiếng nổ vang truyền ra, hắn chậm rãi đã ngừng lại thân hình, một vệt kim quang ở chân trời nở rộ, che mất tất cả. Một ức 3.000 vạn nguyên tinh, liền đổ xuống sông xuống biển. Tiêu Phàm cầu xin vẻ mặt. Đắng chát tới cực điểm. Mới vừa từ Trúc Hồng Tuyết nơi đó mượn 2.000.000 vạn nguyên tinh, chớp mắt liền dùng rơi hơn một nửa. Kế tiếp còn muốn nổ tung mặt khác ba tòa ma thành đây, bằng vào trong tay hắn những cái này nguyên tinh cùng ma tinh, có thể không đủ. Vạn nhất Liễu Ma Thành phía dưới ma tinh khoáng mạch, không đủ để hắn trả nợ, vậy hắn chẳng phải là thua thiệt lớn. Hy vọng ma tinh khoáng mạch phẩm chất không nên quá kém. Tiêu Phàm âm thầm cầu nguyện. Mấy tức về sau,
hủy diệt tính khí lãng rốt cục lắng xuống, chỉ có vô số bụi bặm tràn ngập, bao phủ phương viên hơn vạn dặm. 1.3.000.000 tạo thành lực hủy diệt, vẫn như cũ vượt quá Tiêu Phàm đoán trước, hắn đối Liễu Ma Thành phía dưới ma tinh khoáng mạch đã không ôm quá nhiều hy vọng. Hắn nội tâm càng là không ngừng phát thệ, lần tiếp theo, nhất định không thể dùng nhiều như vậy phá diệt chi lực. Hại người hại mình a. Đang lúc Tiêu Phàm suy nghĩ thời khắc, đột nhiên một bóng người tiến nhập trong tầm mắt của hắn. Nhìn thấy cái này thân ảnh thời khắc, hắn trước tiên nghĩ tới là xoay người bỏ chạy, nhưng làm hắn cảm nhận được đối phương khí thế trên người thời khắc, Tiêu Phàm kém chút nhịn không được bật cười. Liễu Lăng Ma Tôn, Tiêu Phàm vui vẻ. Không sai, đạo kia hướng về phương này bay tới thân ảnh không phải người khác, chính là Liễu Lăng Ma Tôn. Hắn nhìn thấy Liễu Lăng Ma Tôn một sát na kia, Liễu Lăng Ma Tôn cũng nhìn thấy hắn, bất quá, Liễu Lăng Ma Tôn cũng không có giết tới, mà là xoay người bỏ chạy. Trốn, Tiêu Phàm càng thêm tin chắc, Liễu Lăng Ma Tôn tuyệt đối là thụ trọng thương, thực lực bây giờ, sợ là khó có thể phát huy 1%, thậm chí 1/1000. Bằng không mà nói, hắn đường đường tam tinh Ma Tôn, nhìn thấy chính mình cái này thánh đế cảnh đỉnh phong, lại làm sao biết trốn đây? Đây là, đưa tiền đến. Tiêu Phàm bàn giao nghịch long đăng thiên bộ, không chút do dự đuổi theo. Hắn lần trước cứu Liễu Lăng Ma Tôn nhi tử Liễu Khuyết thời điểm, thế nhưng là lường gạt 1.200 vạn ma tinh a, hơn nữa Liễu Lăng Ma Tôn còn không mang nháy mắt. Lần này, nếu là có thể tiêu diệt Liễu Lăng Ma Tôn, vậy mình sẽ còn thiếu ma tinh sao? Tiêu Phàm lại gặp đến Liễu Lăng Ma Tôn, lại không bất kỳ sợ hãi nào ý tứ, ngược lại vui mừng nhướng mày. Làm một cái tam tinh ma tôn không phát huy ra toàn bộ thực lực thời điểm, đối với cấp thấp tu sĩ mà nói, hắn chính là một tòa di động bảo khố. Chí ít, ở trong mắt Tiêu Phàm là như vậy. Hơn nữa đối phương là dị ma, giết người đoạt bảo, Tiêu Phàm không có chút nào bất luận cái gì cảm giác tội lỗi. Hắn tốc độ rất nhanh, so Liễu Lăng Ma Tôn nhanh hơn rất nhiều, chỉ chốc lát sau, Tiêu Phàm liền chặn lại Liễu Lăng Ma Tôn đường đi. Lười nhác nói nhảm với hắn, đưa tay chính là một kiếm. Liễu Lăng Ma Tôn sắc mặt đại biến, hắn thương thực sự quá nặng đi, một lần khoảng cách gần bị phá diệt chi lực gây thương tích, sau đó lại bị mặt khác một đoàn phá diệt chi lực tạo thành lần thứ hai tổn thương. Hắn hiện tại, đừng nói không bỏ ra nổi toàn bộ thực lực, chính là nhất tinh Ma Tôn thực lực đều không thi triển được. Mắt thấy Tiêu Phàm một kiếm chém tới, Liễu Lăng Ma Tôn không dám chính diện đối địch, mà là hướng về một phương hướng khác bỏ chạy. Hô hô, Tiêu Phàm bỗng chia ra ba bộ linh hồn phân thân, đồng thời giữ được ba phương hướng, chặn lại Liễu Lăng Ma Tôn đường đi. Tiểu tạp chủng, người đừng bức ta. Liễu Lăng Ma Tôn nhe răng trợn mắt, rất có một loại long du nước cạn bị tôm hí cảm giác. Buộc ngươi, chẳng lẽ ngươi còn có thể giết chết ta sao? Tiêu Phàm cười nhạo một tiếng. Hắn tin tưởng Liễu Lăng Ma Tôn còn có cùng hắn đồng quy vu tận thực lực, nhưng là, hắn bản tôn có thể đào tẩu, cùng lắm thì để mấy cỗ linh hồn phân thân ứng phó Liễu Lăng Ma Tôn là được. Liễu Lăng Ma Tôn cũng nghĩ đến điểm này, biết rõ uy hiếp Tiêu Phàm cũng vô dụng, không thể làm gì khác hơn nói, ngươi muốn cái gì? Trên người ngươi có cái gì? Tiêu Phàm nghiền ngẫm cười một tiếng, Liễu Lăng Ma Tôn hiển nhiên là phục nhuyễn. Liễu Lăng Ma Tôn trầm tư chốc lát. Giao ra một cái cực nhỏ cái túi, Tiêu Phàm biết rõ, cái túi này là ma túi, cùng càn khôn giới cùng loại, thuộc về không gian pháp bảo bên trong đồ vật. Khẽ cắn môi, Liễu Lăng Ma Tôn vẫn là đem ma túi ném cho Tiêu Phàm. Tiêu Phàm lấy tay một chảo, hắn có được dị ma ký ức, biết rõ làm sao mở ra ma túi. Khí số dưới sự thúc giục, ma trong túi bên cạnh tất cả đều rơi vào tầm mắt của hắn. Tiêu Phàm trên mặt không tự chủ được hiện ra nồng nặc nụ cười. Không nói thiên tài địa bảo, chỉ là cực phẩm ma tinh cửu u hơn 3.000 vạn, nếu như dựa theo 100:1 tỷ lệ hối đoái, đây chính là tương đương với 30 ức cực phẩm nguyên tinh. Bất quá đây là phá diệt chi lực hối đoái tỷ lệ, nếu như hối đoái thành nguyên tinh, không có khả năng có được cao như vậy hối đoái tỷ lệ. Ta không ưa thích bị người lừa gạt. Tiêu Phàm đem ma trong túi đồ vật tất cả đều ném vào tự thân trong túi càn khôn, sau đó lạnh như băng nói. Cũng khó trách Tiêu Phàm không tin, Liễu Lăng Ma Tôn lúc trước cứu hắn nhi tử, không chút do dự xuất ra 1.200 vạn cực phẩm ma tinh, điều này nói rõ trên người của hắn ma tinh tuyệt đối không chỉ số này lượng.
những vật khác ma túi, đều bị ngươi hủy diệt. Liễu Lăng Ma Tôn nghiến răng nghiến lợi, chết đều không giao ra mặt khác ma túi. Có đúng không? Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng, mặc dù Liễu Lăng Ma Tôn nói khả năng này rất lớn, nhưng Tiêu Phàm vẫn còn có chút không tin, cái này có thể không xứng với một cái tam tinh ma tôn thân phận, nhất là đối phương vẫn là đứng đầu một thành. Một bên nói, Tiêu Phàm một bên hướng về Liễu Lăng Ma Tôn đi đến, dường như thật muốn cùng không chết không thôi một dạng. Liễu Lăng Ma Tôn hận không thể đem Tiêu Phàm tháo thành tám khối, rút hắn điểm linh hồn thiên đăng, nhưng hắn không dám cùng Tiêu Phàm đồng quy vu tận. Một cái thánh đế cảnh run rế, dựa vào cái gì cùng hắn đường đường tam tinh ma tôn đồng quy vu tận. Dù cho hắn nội tâm không cam lòng thế nào đi nữa, hắn cũng không thể không lại giao ra một cái ma túi, cũng sát khí nặng nề nói, người nếu lại được một tấc lại muốn tiến một thước, cùng lắm thì cùng chết. Tiêu Phàm tiếp nhận ma túi, nhìn lướt qua, rốt cục lộ ra nụ cười, mời. Chỉ một thoáng, hắn mặt khác ba bộ linh hồn phân thân tránh ra một con đường, cùng hắn song song đứng chung một chỗ, tùy ý Liễu Lăng Ma Tôn rời đi. Mặc dù hắn biết rõ Liễu Lăng Ma Tôn trên người còn có mặt khác ma túi, nhưng hắn thật không dám đem Lăng Ma Tôn bức quá gấp. Vạn nhất hắn nghĩ không ra, thật muốn cùng hắn đồng quy vu tận, vậy coi như không có lợi lắm. Hơn nữa, Liễu Lăng Ma Tôn cho hắn cái thứ hai ma trong túi, cực phẩm ma tinh số lượng, vậy mà đạt đến 6.000 vạn, dòng giã tăng lên gấp đôi. Hiện tại, trên người của hắn nguyên tinh còn thừa không có mấy, nhưng ma tinh lại nhiều đến hơn 90 triệu. Dù cho nguyên tinh cùng ma tinh hối đoái tỷ lệ là 1:1, Tiêu Phàm cũng chỉ thua thiệt 4.000 vạn. Mặt khác, Liễu Ma Thành mặc dù hủy, thế nhưng ma tinh khoáng mạch hẳn là bị hao tổn tương đối nhỏ. Bao nhiêu cũng có thể được một chút, cuộc mua bán này, chí ít hẳn là không thua thiệt. Hừ, Liễu Lăng Ma Tôn hừ lạnh hất lên, hoàn toàn không có nửa điểm do dự, trong nháy mắt phi ra hơn trăm dặm, sau đó bỗng ngừng thân hình, nhìn thấy Tiêu Phàm, dường như muốn đem Tiêu Phàm khuôn mặt gắt gao nhớ kỹ một dạng. Ngươi tên gì? Liễu Lăng Ma Tôn dường như muốn đem Tiêu Phàm mặt in vào sâu trong linh hồn. Lâm Nho, Tiêu Phàm lơ đễnh nói, cơ hồ là thốt ra. Lâm gia người, tốt, bản tôn nhớ kỹ. Liễu Lăng Ma Tôn không có thả cái gì ngoan thoại, nhưng Lâm Nho hai chữ, hắn xác thực gắt gao lạc ấn trong đầu. Nếu như khôi phục thực lực, lần sau gặp lại đến Lâm Nho, hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự hạ sát thủ. Đáng tiếc, hắn không biết Lâm Nho đã chết, hơn nữa còn là bị đích thân hắn giết chết. Tiêu Phàm cũng muốn tuôn ra Lâm Giật danh tự, nhưng Lâm Giật thân làm Lưu Ly thành phó thành chủ. Liễu Lăng Ma Tôn khẳng định biết rõ, còn không bằng để Liễu Lăng Ma Tôn dứt khoát khi hận Lâm ra. Đưa mắt nhìn Liễu Lăng Ma Tôn trở về, Tiêu Phàm đột nhiên vỗ trán một cái, sau đó nhanh chóng bay về phía Liễu Ma Thành phương hướng. Đi tới đã trở thành một vùng phế tích Liễu Ma Thành bên ngoài, hắn cũng không gấp đi tìm ma tinh khoáng mạch, mà là tìm một chỗ tĩnh lặng địa phương, bắt đầu hấp thu thiên địa tán loạn khí số. Mặc dù chỉ còn lại có 1%, thậm chí 1/1000 cũng chưa tới, nhưng nhiều như vậy dị ma khí số cộng lại, cũng là một cái cực kỳ số lượng kinh khủng. Hắn thậm chí có tự tin, chờ diệt Lưu Ly tỉnh thổ 5 tòa ma thành, hắn có khả năng rất lớn đột phá thánh đế cảnh viên mãn, đạt tới bán bộ thánh tôn cảnh. Thời gian dòng dã một ngày, Tiêu Phàm lúc này mới đình chỉ tu luyện, hắn khí số rèn luyện, lại càng tiến một bước. Khi hắn xuất hiện ở Liễu Ma Thành trên phế tích lúc, lại là phát hiện một bộ áo bào đỏ trúc hồng tuyết đứng sừng sững ở phế tích đỉnh cao, lãnh đạm nhìn qua hắn. Đây là ngươi, nhìn thấy Tiêu Phàm đến, trúc hồng tuyết phất tay hất lên, một vệt sáng bỗng nhiên rơi ở trong tay Tiêu Phàm, lại là một mai càn khôn giới. Tiêu Phàm mở ra càn khôn giới, liền hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Bởi vì trong càn khôn giới chất đầy đủ loại màu sắc hình dạng ma tinh, hạ phẩm ma tinh, trung phẩm ma tinh cùng thượng phẩm ma tinh. Bất quá Tiêu Phàm nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút, những vật này không đáng tiền. Nhưng là, khi ánh mắt của hắn rơi vào giống như một tòa núi nhỏ một dạng cực phẩm ma tinh bên trên lúc, nội tâm khuấy động không thôi. 2.6.000 vạn, Tiêu Phàm thô sơ giản lược nhìn lướt qua, số lượng này, đã xấp xỉ là hắn trên người ma tinh gấp 3. Mấy tức về sau, Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn về phía Trúc Hồng Tuyết tựa như nhìn ra Tiêu Phàm ý tứ. Đạm mạc nói, 2.5 nghìn vạn nguyên tinh, dựa theo đồng phẩm giai 10, một hối đoái, ta chụp 2.500 vạn.
Câu nói này, là Tiêu Phàm tiếp xúc Trúc Hồng Tuyết đến nay, nghe được dài nhất một câu, có lẽ cũng là bởi vì Trúc Hồng Tuyết nội tâm cũng kích động nguyên nhân. Tiêu Phàm gật đầu một cái, trầm ngâm nửa ngày, mới nói, trên tay của ta thiếu khuyết cực phẩm nguyên tinh, có thể hay không đổi với ngươi 1.500.000 cực phẩm ma tinh. Diệt đi Liễu Ma Thành, Tiêu Phàm trên người cực phẩm nguyên tinh đã nhiều đến 3.500.000, nhưng hắn tu luyện căn bản không dùng đến nhiều như vậy, ngược lại cực thiếu nguyên tinh. Đổi một chút nguyên tinh nơi tay, Tiêu Phàm cũng yên tâm một chút. Chỉ cần có nguyên tinh ở, là hắn có thể đủ dung luyện đầy đủ phá diệt chi lực, trong lòng lực lượng cũng đủ một chút. 14 ức, Trúc Hồng Tuyết lãnh đạm nói ba chữ. Tiêu Phàm khóe miệng giật một cái. Cái này Trúc Hồng Tuyết không phải là cái gì đều không để vào mắt sao, làm sao đem tiền coi trọng như vậy đây? Người nhà mới vừa rồi còn nói nguyên tinh cùng ma tinh hối đoái tỷ lệ là 10, 1 đây, cũng chính là tay, một khối ma tinh, là có thể hối đoái 10 khối nguyên tinh. Theo lý thuyết, hắn 1.500.000 ma tinh, là có thể hối đoái 15 ức nguyên tinh mới đúng. Nhưng Trúc Hồng Tuyết quả thực là ít hơn cho 1 ức, cái này khiến Tiêu Phàm làm sao sảng khoái. Tiêu Phàm cảm thấy Trúc Hồng Tuyết cái gì cũng tốt, nhưng không nghĩ tới nàng lại là một thủ tài muội. Tốt, Tiêu Phàm vì nguyên tinh, cũng chỉ đành cắn răng đáp ứng, tiện tay ném ra 1.500.000 ma tinh cho Trúc Hồng Tuyết. Trúc Hồng Tuyết cũng là rất sung sướng, trực tiếp ném cho Tiêu Phàm một mai càn khôn giới, còn thuận tiện thêm một câu, càn khôn giới xem như tặng kèm. Để Tiêu Phàm càng thêm im lặng là, trong càn khôn giới nguyên tinh, vậy mà thật là một khỏa không nhiều. Nhưng là một viên không thiếu. Tiêu Phàm đối cái này tuyệt sắc nhưng lại keo kiệt muội tử có mới cách nhìn, người dù sao cũng là thánh tôn cảnh a, dạng này thật được không? Thu hồi càn khôn giới, Tiêu Phàm xoay người rời đi. Đi đâu? Trúc Hồng Tuyết khó được mở miệng hỏi. Bất quá, Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại khoát tay một cái nói, về Thiên Hoang Thần Các, chờ mong lần sau hợp tác. Trúc Hồng Tuyết ngây tại chỗ. Ta không phải đã nói muốn tiêu diệt còn dư lại 4 tòa ma thành sao? Lúc này mới 1 tòa mà thôi, còn có 3 tòa ma thành không có diệt đi đây. Nàng lại là không biết, Tiêu Phàm đã mất đi cùng nàng hợp tác dục vọng. Người nhà cao cao tại thượng, lãnh khốc đạm mạc thì cũng thôi đi, dù sao tiểu gia không cua ngươi. Nhưng là, nguyên tinh tiêu hao là của ta, ma tinh tiêu hao cũng là của ta, còn phải đi ma thành bên trong mạo hiểm. Vạn nhất ngươi ngăn không được tam tinh ma tôn, cuối cùng xui xẻo khả năng chính là hắn. Tựa như cái kia Liễu Lăng ma tôn, nếu như không phải Tiêu Phàm phản ứng kịp thời, trốn được nhanh, hắn liền có thể không ra được. Mấu chốt là, Trúc Hồng Tuyết cũng đem những cái này người dẫn dắt rời đi, hắn căn bản không biết có bao lâu thời gian, chào hỏi không đánh một tiếng, liền đem người thả trở về, cái này nhưng là muốn mệnh. Quá trình này quá kích thích. Ta chỉ là thánh đế cảnh đỉnh phong, trái tim nhỏ chịu không được. Kiếm lời một bút, bây giờ có thể rút lui. Người không thể quá tham lam. Chia 4, 6, để Tiêu Phàm ngoài ý muốn là, Trúc Hồng Tuyết thanh âm vậy mà vang lên lần nữa. Cái này thủ tài muội, Tiêu Phàm có chút im lặng, cái này Trúc Hồng Tuyết, vì ma tinh, vậy mà không còn phía trước lạnh lùng. Nhưng hắn vẫn là quyết tâm, không có quay đầu. Hắn hiện tại nghiêm trọng hoài nghi, Liễu Ma Thành phía dưới ma tinh khoáng mạch, xa xa không chỉ hắn lấy được những cái này ma tinh. Chia 5, 5, đây là ranh giới cuối cùng. Tiêu Phàm mặc dù không có quay đầu, nhưng hắn có thể cảm nhận được Trúc Hồng Tuyết nghiến răng nghiến lợi. Chia 5, 5, Tiêu Phàm cũng không nhìn được có chút run sợ, trái tim nhỏ bắt đầu phù phù nhảy không ngừng. Chia 5, 5, hắn so vừa rồi chia 3, 7. Ít nhất phải nhiều hơn 1 ức nhiều ma tinh A. Hối đoái thành ma tinh A, đây chính là 10 mấy ức. Bất quá, Tiêu Phàm vẫn không có ngừng thân hình. Ngươi đừng quá mức, cùng lắm thì vừa rồi 1 ức nguyên tinh ta cho ngươi bổ sung. Trúc Hồng Tuyết đã bắt đầu mài răng. Mặc dù nàng không biết Tiêu Phàm là như thế nào hủy diệt Liễu Ma Thành, nhưng nàng hoàn toàn tin tưởng Tiêu Phàm có thực lực này. Mà nàng... Chỉ cần đem thành chủ cùng một chút nhị tinh ma tôn dẫn dắt rời đi, để Tiêu Phàm triển khai quyền cước là được. Trước đó nàng nói chia 3, 7, là bởi vì nàng thừa nhận áp lực phải lớn rất nhiều, dù sao nàng đối phó chính là tam tinh ma tôn. Cho tới bây giờ nàng mới phát hiện, Tiêu Phàm đối mặt áp lực cũng không nhỏ, dù sao hắn chỉ là thánh đế cảnh đỉnh phong,
đối mặt nhất tinh ma tôn đều muốn liều mạng. Đây cũng là liều mạng tính chất, dựa vào cái gì nàng liền so Tiêu Phàm nhiều như vậy chứ? Huống chi, Tiêu Phàm còn phải bỏ ra vài ức nguyên tinh đây, khoản này số lượng cũng không nhỏ. Thành giao, Tiêu Phàm búng tay một cái, hắn cuối cùng vẫn là không nhịn được hấp dẫn cực lớn. Nổ tung một tòa ma thành, liền có thể thu hoạch 20-30 ức nguyên tinh, hơn nữa còn là cực phẩm nguyên tinh, cái này khiến hắn làm sao cự tuyệt được đây. Trúc Hồng Tuyết nhìn thấy Tiêu Phàm trở về, trên mặt lại khôi phục vẻ lạnh lùng, cao không thể chạm, người bình thường làm sao biết nàng là một cái thần dữ của. Giả, cũng là giả, Tiêu Phàm âm thầm nói với chính mình, Trúc Hồng Tuyết mọi thứ đều là giả vờ, có thể ngàn vạn lần chớ bị nàng bề ngoài và khí chất mê hoặc. Trạm tiếp theo, Thiên Ô Ma Thành, Tiêu Phàm thở sâu, mục tiêu khóa chặt gần nhất một tòa gần nhất Ma Thành. Hai người rất nhanh liền đến gần Thiên Ô Ma Thành, Thiên Ô Ma Thành, khắp nơi đều là to lớn hắc sắc ô nha, coi là phi hành loại dị ma. Bất quá, Tiêu Phàm lại là không nhìn nhiều, trong mắt hắn, cái này Thiên Ô Ma Thành bên trong dị ma, đã định trước muốn diệt vong. Chờ chút, nhìn thấy Trúc Hồng Tuyết đạp không liền chuẩn bị hướng Thiên Ô Ma Thành phóng đi. Tiêu Phàm vội vàng gọi lại. Làm sao? Trúc Hồng Tuyết nghi hoặc nhìn Tiêu Phàm. Nàng sợ Tiêu Phàm phủi mông một cái liền đi, đối Tiêu Phàm cũng hơi tôn trọng mấy phần, bằng không mà nói, Trúc Hồng Tuyết căn bản sẽ không nhìn nhiều Tiêu Phàm một cái. Tiêu Phàm xòe bàn tay ra, một cái hộp ngọc xuất hiện ở trong tay, đây là hắn trên đường đi ngưng luyện phá diệt chi lực. Người đem cái hộp ngọc này từ Thiên Ô Ma Thành chính trung ương ném xuống về sau. Lập tức thoát đi Thiên Ô Ma Thành 3.000 dặm. Tiêu Phàm trầm giọng nói. Trúc Hồng Tuyết đôi mắt đẹp cau lại, nàng vốn là không tin, có thể nhìn đến Tiêu Phàm vẻ mặt trịnh trọng chuyện lạ bộ dáng, nàng không dám có chút hoài nghi. Dù sao, nàng thế nhưng là tận mắt chứng kiến qua Hạt Ma Thành cùng Liễu Ma Thành diệt vong, cái kia hai cái to lớn phế tích hố sâu, đâu chỉ 3.000 dặm a. Tốt, Trúc Hồng Tuyết tiếp nhận hộp ngọc. Nhớ kỹ. Tuyệt đối không nên mở hộp ngọc ra, bằng không phí công nhọc sức, ta đi trước chuẩn bị một phen, người 100 hơi về sau bắt đầu hành động. Tiêu Phàm trịnh trọng thông báo một câu, liền dẫn đầu đạp không mà lên. Hắn dẫn đầu rời đi, tự nhiên là phân liệt ba bộ linh hồn phân thân tiến về Thiên Ô Ma Thành mặt khác ba phương hướng. Tiêu Phàm tốc độ nhưng không có chút Hồng Tuyết nhanh, tự nhiên cũng sớm hành động. Vì an toàn lý do, hắn không thể không thay đổi sách lược. Trúc Hồng Tuyết hướng về hộp ngọc trong tay thật lâu thất thần, chẳng lẽ chính là trong tay thứ này, hủy diệt hai tòa tam tinh ma thành sao? Nàng nhiều lần có mở hộp ngọc ra xúc động, bất quá nghĩ đến Tiêu Phàm bàn giao, nàng vẫn là nhịn được. 100 hơi thời gian trôi qua rất nhanh, Trúc Hồng Tuyết đạp không mà lên, cực tốc hướng về Thiên Ô Ma Thành chính trung ương bay đi. Chỉ chốc lát sau, Trúc Hồng Tuyết liền đến Thiên Ô Ma Thành chính trung ương, đem hộp ngọc trong tay ném xuống về sau. Cực tốc hướng về chân trời lao đi. Đồng thời, Thiên Ô Ma Thành mặt khác bốn cái góc không trung cũng đồng thời rơi xuống bốn cái hộp ngọc. Ai, một tiếng thông thiên gầm thét từ Thiên Ô Ma Thành bên trong truyền đến, nhưng mà, trong nháy mắt bị khác một thanh âm bao phủ. Rầm rầm rầm, không sai biệt lắm thời gian 10 hơi thở, mấy tiếng kinh thiên nổ vang truyền ra, liền đã định trước Thiên Ô Ma Thành kết cục. Trúc Hồng Tuyết phứt xuống hộp ngọc liền chạy. Tốc độ của nàng rất nhanh, nhưng trong lòng vẫn như cũ có chút hoài nghi. Chỉ như vậy một cái hộp ngọc mà thôi, chẳng lẽ cũng đủ để hủy diệt một tòa ma thành sao? Hay là nói, Tiêu Phàm có mặt khác thủ đoạn, cho nên cố ý đem bản thân dẫn dắt rời đi, chỉ là không muốn bại lộ mà thôi. Trầm tư thời khắc, Trúc Hồng Tuyết tốc độ chậm lại, nhưng là khoảng cách Thiên Ô Ma Thành không sai biệt lắm có 2.000 dặm. Cũng đúng lúc này, Thiên Ô Ma Thành phía trên kim quang trùng thiên. Sán lạn hào quang chói mắt, đâm đến người hai mắt có chút đau nhức. Dù cho lấy Trúc Hồng Tuyết dạng này biến thái yêu nghiệt, cũng có chút không mở mắt ra được. Nàng híp hai mắt, lờ mờ nhìn thấy, một tòa mênh mông ma thành, mẫn diệt ở kim quang bên trong. Vô số đen kịt bị kim quang tan rã, cái gì đều không lưu lại, chết không thể chết lại. Hung mãnh khí lãng rất nhanh che mất Thiên Ô Ma Thành, hơn nữa lan tràn ra 2.000 dặm. Trúc Hồng Tuyết bị chấn động đến khí huyết sôi trào không thôi, khóe miệng vậy mà tràn ra một tia máu tươi. Bất quá nàng cũng không có ở hồ, mà là trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm Thiên Ô Ma Thành vị trí,
trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng là tam tinh ma thành A, có tam tinh ma tôn chấn giữ địa phương, vậy mà liền như vậy tiêu diệt. Phải biết, Tiêu Phàm vẫn chỉ là một cái thánh đế cảnh tu sĩ mà thôi, nếu như hắn đột phá thánh tôn cảnh, vậy những thứ này tam tinh ma quật ma thành, chẳng phải là cũng phải bị hắn huyết tẩy. Nghĩ vậy, Trúc Hồng Tuyết cũng nhịn không được dùng mình một cái. Cho tới nay, bình thường đều là dị ma đẻ ép thiên hoang tu sĩ đánh, nhưng đối với Tiêu Phàm mà nói, loại tình huống này chắc là sẽ không tồn tại. Hơn nữa, hắn cũng sẽ không từng cái giết chết dị ma, mà là từng cái san sát ma thành diệt. Chỉ là suy nghĩ một chút, Trúc Hồng Tuyết đều cảm thấy đáng sợ. Đợi thêm một hồi, liền có thể đi lên thu thập ma tinh. Tiêu Phàm chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở Trúc Hồng Tuyết cách đó không xa. Lần này cải biến sách lược, khiến cho hành động thuận lợi đến kỳ lạ, Tiêu Phàm đều đầy bụng nở hoa. Đương nhiên, vì an toàn trong lúc đó, một lần này hắn cũng dùng hết 1.200.000 cực phẩm nguyên tinh, cùng 120.000 ma tinh. Trúc Hồng Tuyết ánh mắt phức tạp nhìn xem Tiêu Phàm, tựa như muốn đem Tiêu Phàm hoàn toàn nhìn thấu một dạng. Sau nửa ngày, bụi bặm tiêu tán, nguyên bản nguy nga thần bí thiên ô ma thành đã không còn tồn tại, thay vào đó là vô số phế tích, khắp nơi đều là tường đổ. Trúc Hồng Tuyết có chút không dám tin tưởng, thiên ô ma thành hủy diệt, thật chỉ là một cái nho nhỏ hộp ngọc. Hộp ngọc kia bên trong, đến cùng có đồ vật gì? Đi, đi thu thập ma tinh, Tiêu Phàm xoa tay, hướng về thiên ô ma thành vị trí phế tích bay đi. Trúc Hồng Tuyết ánh mắt phức tạp xông tới, nàng lúc này mới ý thức được, Tiêu Phàm vì sao không cam tâm chia 3, 7, thậm chí chia 5, 5 đều có chút không cam lòng. Nếu như đổi lại mặt khác thánh tôn cảnh, dù cho Tiêu Phàm chia 8, 2, thậm chí chia 9, 1 cũng không nguyện ý a. Dù sao chỉ cần xông đi lên, đem hộp ngọc ném một cái, một tòa ma thành liền hủy diệt. Quá trình này, quá dễ dàng. Trúc Hồng Tuyết cùng Tiêu Phàm song song mà đứng, dư quang lại là thỉnh thoảng đánh giá Tiêu Phàm. Chờ chờ, Tiêu Phàm đột nhiên ngừng thân hình, chỉ một thoáng, một vệt sáng từ phế tích phóng lên tận trời, lại là một đầu trăm trượng lớn hắc sắc ô nha. Trên người lông vũ, giống như hắc sắc cương châm đồng dạng, lấp lóe lấy u quang, dị thường lăng lệ. Ở sau lưng nó, còn có vài đầu mảnh nhỏ một chút ô nha, chỉ bất quá toàn thân nhiều chỗ nổ tung, máu đen dâng trào, khí tức suy yếu hết sức, tùy thời đều có thể tắt thở. Vậy mà không chết, Tiêu Phàm có chút ngoài ý muốn, trên mặt đều là vẻ đề phòng. Hô, nhưng mà, không đợi hắn kinh ngạc xong, bên cạnh Trúc Hồng Tuyết khiêng một chuôi quỷ đầu đao đã xông tới. Phốc phốc phốc, vô số đao quang tại hư không nở rộ, mau lẹ hết sức, lăng lệ đến cực điểm, không đợi Tiêu Phàm kịp phản ứng, cái kia trăm trượng ô nha, đã bị nàng chặt thành vô số đoạn. Tiêu Phàm nhìn không được hút miệng hơi lạnh, toàn thân hiện nổi da gà lên. Nếu như hắn phán đoán không sai, vừa mới cái kia màu đen ô nha, hẳn là thiên ô ma thành thành chủ thiên ô ma tôn A, lại bị Trúc Hồng Tuyết dùng một cái quỷ đầu đao cho thiết. Tiêu Phàm vẫn cảm thấy bản thân tương đối hung mãnh cùng bá khí, nhưng đi theo Trúc Hồng Tuyết so sánh, hắn cảm thấy mình vẫn còn có chút không bằng. Chí ít, hắn chém người, chém vào không có như vậy nát. Mặt khác ô nha nhìn thấy một màn này, hốt hoảng muốn chạy trốn, có thể Trúc Hồng Tuyết giơ tay chém xuống, tất cả đều bị một đao trẻ làm hai. Mà Trúc Hồng Tuyết, lại tựa như cái gì đều không phát sinh đồng dạng, trực tiếp bay đến một cái góc, quỷ đầu đao chém xuống, một đầu ma tinh khoáng mạch hiển lộ ra. Tiêu Phàm rất ngạc nhiên, Trúc Hồng Tuyết là như thế nào cảm ứng ma tinh khoáng mạch tồn tại vị trí đây? Sau một khắc, để Tiêu Phàm càng thêm rung động sự tình đã xảy ra, chỉ thấy Trúc Hồng Tuyết lấy tay vung lên, một đầu đen như mực ma tinh khoáng mạch, vậy mà trực tiếp kiên quyết mà lên. Xa xa nhìn tới, liền tựa như một đầu hắc sắc thần long, hùng vĩ hết sức. Tiêu Phàm nhìn thấy Trúc Hồng Tuyết cái kia tuyệt mỹ dung nhan, chân ngọc thon dài, vỉnh cao dáng người, đường vòng cung yêu mỹ, luôn cảm giác đây cũng là một cái siêu phàm thoát tục, không nhiễm bụi bặm tiên nữ. Làm một cái nam nhân, hắn hẳn là hơi hơi một thạch canh, biểu thị tôn kính. Nhưng một màn trước mắt, lại làm cho Tiêu Phàm chịu đựng không nổi, hắn thậm chí cảm giác có chút rét run. Quá bá đạo, quá yêu nghiệt, lực lượng này, thật là một nữ tính tu sĩ có thể có được sao? Một người một nửa, người muốn đầu hay là muốn đuôi?
Trầm tư Tiêu Phàm bị Trúc Hồng Tuyết tâm tư cắt ngang, chỉ thấy trong tay nàng quỷ đầu đao một trận chiến, hắc sắc ma tinh khoáng mạch trực tiếp phân thành hai nửa. Hắn nhìn lướt qua đầu đuôi, phát hiện không kém là bao nhiêu. Đầu A, ta thích phía trên. Tiêu Phàm lấy tay vung lên, đem nguyên tinh khoáng mạch một nửa thu vào trong càn khôn giới. Đăng đồ tử, Trúc Hồng Tuyết gắt một cái, con mắt lạnh lùng chừng Tiêu Phàm một cái. Ách, Tiêu Phàm không còn gì để nói. Rất nhanh hắn liền hiểu Trúc Hồng Tuyết ý tứ, nhưng hắn căn bản không có ý tứ này a, hắn chỉ là muốn biểu đạt một lần, mình thích ma tinh khoáng mạch trước mặt một nửa mà thôi. Nổ tòa tiếp theo ma thành, chúng ta liền phải rời đi. Tiêu Phàm vội vàng đổi chủ đề, thần sắc có chút ngưng trọng. Viêm ma thành không nổ sao? Trúc Hồng Tuyết nghe vậy, hơi có chút kinh ngạc, còn có chút không nỡ. Ngươi sẽ không nổ nghiện rồi a hát. Tiêu Phàm cổ quái nhìn xem Trúc Hồng Tuyết. Trúc Hồng Tuyết quay đầu đi chỗ khác, nàng đúng là nghiện, nhưng cũng không phải là nổ ma thành nổ nghiện, mà là làm ma tinh khoáng mạch làm nghiện. Cầm một cái hộp ngọc, hướng ma thành ném một cái, chính là nửa cái ma tinh khoáng mạch. Chuyện tốt như vậy, ai không muốn làm nhiều mấy lần đây? Chúng ta đã nổ ba tòa ma thành, đừng nói viêm ma thành chưa hẳn nổ, coi như đem viêm ma thành nổ, dị ma một phương cũng phải phát cuồng. Tiêu Phàm lắc đầu. Ta chỉ nổ một tòa. Trúc Hồng Tuyết 10 điểm nghiêm túc nói. Đúng vậy, người Trúc Hồng Tuyết chỉ nổ một tòa, là ta Tiêu Phàm nổ ba tòa, có thể hậu quả không là giống nhau sao? Người có biết hay không thần ma táng thổ sự tình, nơi đó 5 tòa ma thành nổ, sau đó dị ma phát cuồng. Tiêu Phàm xem như không nghe được lời nói của Trúc Hồng Tuyết, lại nói. Trúc Hồng Tuyết lắc đầu, ngay sau đó đột nhiên trợn to hai mắt nhìn xem Tiêu Phàm, nói, đó cũng là ngươi nổ. Ngươi còn nổ ra kinh nghiệm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 187.